Long Vương Điện, Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm. Tập 16. Chương 400, hắn tới. Tôn Đội bị trung niên nữ nhân một chân đá vào ngực, liên tục lui về phía sau vài bước. Hạ Gia Dương nằm ở một bên, đầy mặt nhàn nhã, giống như xem diễn giống nhau. Ở Hàn Ôn Nhu nơi cái này tiểu đội chung, tên này tuổi trẻ nữ nhân thực lực là tối cao, còn lại người, đều so nàng kém rất xa. Một chi tiểu đội, là các loại nhân tài tụ tập, đều không phải là toàn bộ đều là chiến đấu hình nhân tài. Tuổi trẻ nữ nhân ở đá phiên tôn đội sau, cơ hồ không có gì đối thủ, có hai gã nam tính đi lên muốn ngăn cản nàng, lại bị nàng nhẹ nhàng đánh nghiêng. Liền các ngươi này đó rác rưởi, cũng xứng khi ta đồng đội, có biết hay không, ta trong khoảng thời gian này, đã mau ghê tởm đến phun ra. Tuổi trẻ nữ nhân khinh thường phun ra khẩu nước bọt, cuối cùng đem ánh mắt phóng tới Hàn Ôn Nhu trên người, họ Hàn tiện nhân, chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ đi. Hàn Ôn Nhu vốn chính là một cái tính tình nóng nảy, giờ phút này tự nhiên sẽ không chịu đựng, huy quyền chiều tuổi trẻ nữ nhân đánh đi. Mềm như bông một quyền, Hàn Ôn Nhu nắm tay, bị tuổi trẻ nữ nhân thực nhẹ nhàng nắm lấy, là đêm qua cùng nam nhân lăn giường lăn thời gian quá dài sao. Hàn Ôn Nhu mắt đẹp sinh giận, một chân chiều đối phương đá vào, lại bị đối phương nhẹ nhàng chặn lại, chật chật chật, không có gì uy lực a. À. Trung niên nữ nhân cố ý như vậy nhục nhã Hàn Ôn Nhu, chính là tưởng cấp Hạ Gia Dương lưu cái ấn tượng tốt. Không tồi, Hạ Gia Dương nằm ở trên sofa, vui vẻ vỗ tay, người này cậu, ta là càng ngày càng thích. Tuổi trẻ nữ nhân được đến Hạ Gia Dương khích lệ, sắc mặt vui vẻ, ánh mắt lại lạnh băng nhìn Hàn Ôn Nhu, họ Hàn, lúc này mới kêu ra quyền. Tuổi trẻ nữ nhân giọng nói rơi xuống nháy mắt, một quyền chiều Hàn Ôn Nhu trên mặt đánh đi. Hàn Ôn Nhu cảm thụ đối phương này một quyền tốc độ cùng lực lượng, mặt đẹp biến đổi, vội vàng duỗi quyền ngăn cản, tuy rằng ngăn trở đối phương đánh tới nắm tay, nhưng thân hình không xong, liên tục lui về phía sau vài bước. Tuổi trẻ nữ nhân khinh thân mà thượng, lại lần nữa một quyền hướng Hàn Ôn Nhu trên mặt đánh đi. Hạ Gia Dương nhìn một màn này, lộ ra một bộ vui vẻ tươi cười. Hàn Ôn Nhu bên này lui thế mới vừa tán, đối mặt tuổi trẻ nữ nhân này một quyền, liền ngăn cản đều không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương nắm tay ở chính mình trong mắt dần dần phóng đại. Mắt thấy này quyền khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, Hàn Ôn Nhu nhắm hai mắt, nhận mệnh chờ đợi đối phương này một quyền đã đến, nàng thậm chí đều đã làm tốt, từ từ sẽ bị đối phương dùng quyền cước cùng ngôn ngữ nhục nhã chuẩn bị. Một giây qua đi, hai giây qua đi, ba giây qua đi, cao thủ đối chiến giữa, chỉ là một giây, là có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng ước chừng ba giây, Hàn Ôn Nhu trong tưởng tượng đau nhức đều không có truyền đến. Nàng chậm rãi trợn mắt, nhìn đến tên kia nữ nhân trẻ tuổi, đang đứng ở chính mình trước người, nàng nắm tay đã đánh ra, đã có thể ngừng ở chính mình đầu trước không đến 20 cm chỗ, rốt cuộc vô pháp đi tới mảy may, chỉ vì một con bàn tay to, gắt gao nắm đối phương nắm tay. Nhớ kỹ, cùng người giao chiến, chẳng sợ tới rồi cuối cùng trong nháy mắt, cũng không thể từ bỏ, liền ở vừa mới. Ngươi có không dưới 5 loại phương pháp có thể ngăn cản nàng này một quyền, lấy tốc độ của ngươi, nếu hoàn toàn phát huy ra tới, cũng có thể tránh thoát đi. Một đạo thanh âm, từ Hàn Ôn Nhu thân thể phía sau, truyền vào nàng trong tai. Ở nghe được thanh âm này nháy mắt, Hàn Ôn Nhu thân thể mềm mại một trận, trên mặt mang theo một loại không thể tin được, thanh âm này, từ nàng rời đi Ngân Châu ngày đó, liền vô số lần xuất hiện quá nàng trong mộng, nàng ảo tưởng chính mình có một ngày có thể nhìn thấy thanh âm này chủ nhân. Nhưng trong lòng cũng hiểu được, này chỉ là chính mình một bên tình nguyện mà thôi, hắn rốt cuộc, đã có gia thất. Hàn Ôn Nhu rời đi Ngân Châu, mang theo thật sâu không tha, nhưng càng nhiều, lại là một loại dứt bỏ, nàng biết rõ Trương Huyền đã thành ra, chính mình tồn tại, cùng hắn chi gian, bất quá là một loại sai lầm, sớm hay muộn phải làm cái kết thúc. Nhưng hôm nay, lại một lần nghe được hắn thanh âm, Hàn Ôn Nhu đều tại hoài nghi, này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Tôn Đội đám người, đều nhìn đột nhiên xuất hiện ở Hàn Ôn Nhu sau lưng xa lạ thanh niên, không biết thân phận của hắn. Trương Huyền một tay nhéo tuổi trẻ nữ nhân nắm tay, một tay nhẹ nhàng ôm Hàn Ôn Nhu vai ngọc, lại lần nữa mở miệng, hảo, giáo huấn xong ngươi, dư lại sự, liền giao cho ta đi. Tôn Đội đám người ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản tính tình nóng bỏng Hàn Ôn Nhu, ở cái này xa lạ thanh niên trước mặt, thế nhưng giống cái ngoan ngoãn nữ giống nhau, ở thanh niên nói xong lời nói sau. Hàn Ôn Nhu lại là ngoan ngoãn gật đầu, ngay cả trên mặt tức giận, đều thiếu rất nhiều. Hàn Ôn Nhu đứng ở Trương Huyền phía sau, giờ khắc này,
Hàn Ôn Nhu cảm giác phảng phất có một tòa núi lớn, giúp chính mình chống đỡ được sở hữu, đứng ở hắn sau lưng, chính mình là xưa nay chưa từng có an tâm. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần đương cái này chim đầu đàn. Tuổi trẻ nữ nhân hung tợn chừng hướng Trương Huyền, nói. Nữ nhân nói lời nói thời điểm, rõ ràng có chút sắc lệ nội cha hương vị, liền vừa mới chính mình chém ra kia quyền bị trước mặt thanh niên này dễ dàng ngăn cản, nàng là có thể nhìn ra chính mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch. Chim đầu đàn, Trương Huyền trên mặt sinh ra một mặt nghi hoặc, đột nhiên, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, thật mạnh một cái tát chiều tuổi trẻ nữ nhân trên mặt rút đi. Trương Huyền này một cái tát thực mau, mau đến ghế lộ ai cũng chưa phản ứng lại đây, thậm chí cũng chưa thấy rõ, liền nghe bang một tiếng giòn vang, tuổi trẻ nữ nhân trên mặt, sinh ra đỏ bừng năm ngón tay ấn. Trương Huyền như vậy quyết đoán ra tay, làm mọi người đều có điểm không phục hồi tinh thần lại, mặc kệ nói như thế nào, nam nhân đánh nữ nhân, nhiều ít vẫn là có chút áp lực tâm lý, bất quá, loại này áp lực tâm lý, đối Trương Huyền tới nói, cũng không tồn tại, ở hắn trong mắt, không có nam nhân nữ nhân chi phân, chỉ có bằng hữu cùng địch nhân. Tuổi trẻ nữ nhân duỗi tay che lại chính mình gương mặt, nàng chính mình đều có điểm không phản ứng lại đây, ở nàng nghĩ đến, người nam nhân này, ít nhất sẽ cùng chính mình phóng chút tàn nhẫn lời nói, thậm chí tay đều sẽ không động, chỉ nói mấy câu mà thôi, nhưng không nghĩ tới, người này nói đánh là đánh. Ngươi, tuổi trẻ nữ nhân vừa muốn mở miệng, Trương Huyền lại một cái tát chiều lại đây. Ghế lô nội lại lần nữa phát ra bang một tiếng giòn vang, tuổi trẻ nữ nhân vừa đến bên miệng nói sinh sôi bị Trương Huyền đánh nuốt trở vào. Dám động đến ta nữ nhân, tưởng hảo hậu quả sao? Trương Huyền một bước tiến lên trước, trên cao nhìn xuống nhìn tuổi trẻ nữ nhân. Bị Trương Huyền sở nhìn chăm chú, tuổi trẻ nữ nhân liền cảm giác chính mình giống như bị một con viễn cổ hung thú theo dõi giống nhau, lông tơ không khỏi tạc khởi, tim đập không ngọn nguồn bắt đầu gia tốc, hoảng loạn không thôi. Trương Huyền bắt lấy tuổi trẻ nữ nhân đầu tóc, theo sau một chân đá ra, chính đá vào tuổi trẻ nữ nhân bụng, tuổi trẻ nữ nhân bị Trương Huyền này một chân đá bay ra đi, thật mạnh nện ở ghế lô nội pha lê trên bàn. Dầm một tiếng, pha lê bàn nát đầy đất. Trương Huyền này vài cái động thủ, xem tôn đội đám người là trợn mắt há hốc mồm, bọn họ tự hỏi, là vô pháp đối một nữ nhân như vậy động thủ, nhưng xem tên này xa lạ thanh niên, hoàn toàn không có bất luận cái gì gánh nặng a. Tuổi trẻ nữ nhân ngã trên mặt đất, đôi tay ôm này bụng, gương mặt vặn vẹo, phát ra thống khổ rên rỉ, trên người có chút địa phương đã bị toái pha lê hoa lạn. Chương 401 bình tiên sinh đến. Trương Huyền xem cũng chưa lại xem tuổi trẻ nữ nhân liếc mắt một cái, chiều còn ngồi ở trên sofa Hạ Gia Dương đi đến. Trương Huyền ẩu đả tuổi trẻ nữ nhân một màn, Hạ Gia Dương xem rành mạch, thấy cái này tên côn đồ chiều chính mình đi tới, Hạ Gia Dương theo bản năng chiều trong một góc sụt rụt, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chính là Hạ Gia Dương. Trương Huyền khóe miệng, gợi lên một mặt cười lạnh. Hạ Gia Dương hung hăng nuốt khẩu nước bọt, cố gắng chấn định nói, nếu biết ta thân phận, ngươi nên minh bạch. Nếu ngươi động ta, sẽ có cái gì hậu quả? Đúng không? Trương Huyền nhướng mày, ta vừa mới ở bên ngoài, nghe được ngươi này há mồm, rất lợi hại a. Hạ Gia Dương nhắc tới một hơi, ngạnh cổ nói, như thế nào, miệng mọc ở ta trên người mình, ta nói cái gì, quan ngươi chuyện gì? Đương nhiên quan chuyện của ta. Trương Huyền một chân đạp lên Hạ Gia Dương ngực, dùng chân đem Hạ Gia Dương ấn ở nơi đó, không thể động đậy, một cái tay khác, trở tay nắm lên trên bàn dao gọt hoa quả. Chói lọi lưỡi dao bị Trương Huyền bắt được khoảng cách Hạ Gia Dương khóe miệng không đến 1 cm chỗ, Hạ Gia Dương cả người phát run, cảm giác này lưỡi dao tùy thời có thể hoa đến chính mình trên mặt. Ngươi nói, Trương Huyền loạng choạng trong tay dao gọt hoa quả, ở Hạ Gia Dương khóe miệng không ngừng khoa tay múa chân, ta là trước cắt ngươi này há mồm đâu, vẫn là trước cắt ngươi đầu lưỡi. Ngươi thanh âm, thật sự là quá khó nghe. Ta... Hạ Gia Dương bị Trương Huyền trên người sợ phát ra kia cổ hàn khí sợ tới mức nói chuyện đều ở nói lắp, ta chính là Hạ Đông Nhi tử, người muốn động ta, người cũng không có kết cục tốt. A, Trương Huyền phát ra một tiếng cười khẽ, đột nhiên nắm chặt chuôi đao, nhắm ngay Hạ Gia Dương hõm vai, một đao hung hăng chát đi xuống. Phốc một tiếng, là mũi đao chát nhập trong cơ thể thanh âm. Hạ Gia Dương phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đứng ở ghế lô cửa tôn đội đám người, giờ phút này đều không tự chủ được nuốt khẩu nước bọt, này anh em, cũng quá mãnh đi, quả thực là không gì kiêng kỵ a. Phía trước cũng bị tuổi trẻ nữ nhân mắng quá chờ tuyển nữ đội viên lôi kéo Hàn Ôn Nhu ống tay áo, Ôn Nhu, hắn mới vừa nói ngươi là hắn nữ nhân, đây là ngươi bạn trai a.
Bạn trai. Hàn Ôn Nhu nghĩ nghĩ, trả lời nói, xem như đi. Trương Huyền này một đao chát nhập Hạ Gia Dương hõm vai, cũng không có lấy ra. Hạ Gia Dương thanh âm dường như giết heo giống nhau, kêu cái không ngừng. Ngươi lại kêu, ta liền đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Trương Huyền lạnh lùng mở miệng. Trương Huyền lời này vừa ra, Hạ Gia Dương nguyên bản tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, hắn trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Trương Huyền, đại. Đại ca, xin lỗi. Hạ Gia Dương là thật sự sợ, hắn vừa rồi còn tưởng rằng, người này sẽ bởi vì chính mình thân phận, không dám đối chính mình làm cái gì, nhưng hiện tại hắn phát hiện, chính mình sai rồi, sai thái quá, đối phương này một đao, là minh minh xác xác nói cho chính mình, hắn căn bản không để bụng chính mình thân phận a. Ghế lô ngoài, karaoke siêu thị lão bản chính vẻ mặt nôn nóng chờ ở cổng lớn. Một người mang tơ vàng mắt kính trung niên nam nhân bước đi tiến karaoke siêu thị, vừa vào cửa, liền lớn tiếng hướng karaoke siêu thị lão bản chất vấn nói, ra chuyện gì, Hạ công tử đâu? Karaoke siêu thị lão bản thấy trung niên nam nhân đã đến, đại tùng một hơi, bình tiên sinh, Hạ công tử ở 888 ghế lô, hắn, karaoke siêu thị lão bản muốn nói lại thôi. Nói, bình tiên sinh chừng nhạc karaoke siêu thị lão bản liếc mắt một cái. Hạ công tử hắn, bị người đánh. Cái gì, bình tiên sinh sắc mặt mãnh biến. Hạ Gia Dương là ai, Hạ Đông con trai độc nhất a, thế nhưng ở chính mình địa giới bị đánh, nếu việc này bị thư ký biết, nhất định sẽ trách tội chính mình, rốt cuộc thư ký cùng Hạ Gia Dương phụ thân Hạ Đông, đó là nhiều năm bạn tốt. Đánh người người đâu, bình tiên sinh lập tức hỏi. Karaoke siêu thị lão bản chỉ hạ ghế lô phương hướng, còn ở ghế lô. Đi, qua đi nhìn xem, là ai to gan như vậy? Bình tiên sinh vẻ mặt tức giận chiều ghế lô đi đến. Ghế lô chung, Hạ Gia Dương cả người run rẩy, xem Trương Huyền trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tôn đội đám người muốn tiến lên ngăn cản một chút Trương Huyền, rồi lại không biết nên nói cái gì. Hạ Gia Dương đùa giỡn nhân gia bạn gái, nhân gia động thủ giáo huấn Hạ Gia Dương, làm một người nam nhân. Nếu chính mình bạn gái bị người đùa giỡn, phỏng chừng cũng sẽ bạo nộ đánh người. Ghế lô môn đột nhiên bị người từ bên ngoài một phen đẩy ra. Ghế lô cửa, vang lên hét lớn một tiếng, to gan lớn mật, thật sự là to gan lớn mật. Dám tại đây đánh người, còn có hay không vương pháp? Bình tiên sinh còn không có vào cửa, liền mở miệng quát mắng. Tôn đội đám người vừa thấy người tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn họ thân là lưỡi dao sắc bén đội viên. Tự nhiên nhận thức tên này đều hải một tay bí thư. Bình tiên sinh, ngài như thế nào tới? Tôn đội vội vàng cấp Hàn Ôn Nhu sử ánh mắt, làm nàng đi ngăn cản Trương Huyền, chính mình tắc vẻ mặt cười làm lành đứng ở bình tiên sinh trước người. Bình tiên sinh hừ lạnh một tiếng, ta không tới các ngươi còn không đem này phiên cái thiên. Liền Hạ công tử đều dám đánh, đánh người chính là ai? Là ta, nguyên bản đang muốn đi khuyên can Trương Huyền Hàn Ôn Nhu vừa nghe lời này. Lập tức đã đi tới, đem sự tình kháng hạ, người là ta đánh. Ngươi, bình tiên sinh trên dưới đánh giá Hàn Ôn Nhu liếc mắt một cái, thật to gan. Các ngươi là tới bảo hộ Hạ Gia Dương Hạ công tử, cũng dám đối Hạ công tử động thủ, này trong mắt, còn có hay không pháp? Bình tiên sinh, việc này không phải ngươi tưởng như vậy, nghe ta cho ngươi giải thích a. Tôn đội vẻ mặt nôn nóng đi lên tới. Bình tiên sinh vung tay lên đẩy ra tôn đội, giải thích cái gì? Có cái gì hảo giải thích, ta nói cho các ngươi, lần này sự, các ngươi một người đều thoát không được quan hệ, ta sẽ đúng sự thật nói cho thư ký, các ngươi chờ ăn lao cơm đi liền. Bình tiên sinh vừa dứt lời, ghế lô chỗ ngoặt, liền truyền đến một trận kinh hỉ thanh âm. Bình thúc, cứu ta a, cứu ta, giết người lạp. Nguyên bản đầy mặt sợ hãi Hạ Gia Dương, ở bình tiên sinh đã đến sau, trên mặt xuất hiện thần sắc mừng rỡ, đồng thời rào rạt vài phần đắc ý. Nhìn về phía Trương Huyền, tiểu tử, ta hắn sao muốn ngươi chết? Bình tiên sinh phóng nhãn chiều ghế lô chỗ ngoặt nhìn lại, liền thấy Hạ Gia Dương đang bị một người dẫm lên ngực, ấn ở trên sofa, ở Hạ Gia Dương hõm vai ra, còn trói lọi cắm một phen dao gọt hoa quả. Bình tiên sinh sắc mặt đại biến, hắn nhìn tên kia dẫm lên Hạ Gia Dương người, bóng dáng có chút quen mắt, lại nghĩ không ra là người nào. Đem ngươi chân buông, có nghe thấy không? Bình tiên sinh một bên bước đi tới. Một bên hướng Trương Huyền quát. Tiểu tử, làm ngươi buông ra, người hắn sao không nghe được sao? Hạ Gia Dương vẻ mặt tàn nhẫn nhìn Trương Huyền, người hắn sao nếu muốn chết, liền tiếp tục dẫm lên lão tử. A, Trương Huyền phát ra một tiếng cười khẽ,
giơ lên tay, một cái tát huy ở Hạ Gia Dương trên mặt. Này một cái tát chịu dùng sức, chẳng những mang theo một tiếng giòn vang, càng là sinh sôi đem Hạ Gia Dương hàm răng xóa sạch hai viên, làm Hạ Gia Dương khóe miệng chảy ra máu tươi. Trương Huyền này một động tác, lại lần nữa làm Bình Tiên Sinh thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới người này thế nhưng cản rỡ đến như thế trình độ, làm trò chính mình mặt, đều dám đánh người. Chương 402 ta nhận thức A. Tôn đội đám người nhìn Trương Huyền động tác, đều ám đạo một tiếng xúc động, Bình Tiên Sinh là ai, toàn bộ đều hải một tay bí thư A. Ngay trước mặt hắn, còn dám động thủ, này không phải cho chính mình tìm phiền toái sao. Nếu phía trước đánh người, liền tính Bình Tiên Sinh biết, đại gia cũng có lý do nói qua đi, căng chết là cho cái xử phạt, nhưng hiện tại, tính chất hoàn toàn thay đổi, này Bình Tiên Sinh thật muốn truy cứu lên, đó là muốn hình phạt A. Tôn đội bọn người vẻ mặt khẩn trương nhìn Trương Huyền. Hạ Gia Dương bị Trương Huyền này một cái tát chịu ở trên mặt, trong mắt có chút không dám tin tưởng, hắn không nghĩ tới, người này, ở Bình Tiên Sinh tới sau, còn dám đối chính mình động thủ. Người trong mắt còn có hay không vương pháp, cho ta dừng tay. Bình Tiên Sinh hét lớn một tiếng, tiến lên bắt lấy Trương Huyền bả vai, dùng sức lôi kéo. Trương Huyền thân hình, nơi nào là Bình Tiên Sinh có thể kéo động, Bình Tiên Sinh chỉ cảm thấy chính mình là ở kéo một khối cự thạch, không chút sứt mẻ. Bất quá. Ở Bình Tiên Sinh này lôi kéo hạ, Trương Huyền vẫn là chậm rãi xoay người, nhìn về phía Bình Tiên Sinh. Nguyên bản vẻ mặt phẫn nộ Bình Tiên Sinh, đang xem thanh Trương Huyền diện mạo nháy mắt, trên mặt phẫn nộ toàn bộ biến mất. Đối với Trương Huyền, hắn tuy rằng chỉ thấy một mặt, nhưng ấn tượng quá sâu a. Bình Tiên Sinh ở Trúc Gia Trang trước cửa làm lâu như vậy đăng ký, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người dám tạp Trúc Gia Đại Môn, làm Trúc Lão Gia Tử tự mình nghênh đón, kêu bị ra rượu ngon người. Trương Huyền thân phận, Bình Tiên Sinh căn bản liền tưởng cũng không dám đi nghĩ lại, chỉ biết, đây là chính mình không thể trêu vào người, là thư ký đều không thể trêu vào người. Đánh người, thế nhưng là vị đại nhân vật này. Bình Tiên Sinh có chút ngốc lăng nhìn về phía Hạ Gia Dương, trong lòng nói, họ Hạ, người đây là phạm vào cái gì tiện a, liền vị đại nhân vật này đều dám trêu. Tâm sinh đắc ý Hạ Gia Dương còn không có nhìn ra tới Bình Tiên Sinh không thích hợp, hắn không ngừng quát, Bình Thúc, mau. Gọi người, ta muốn lộng chết hắn. Mau! Câm miệng, Bình Tiên Sinh đột nhiên mãnh quát một tiếng, ánh mắt chán ghét chừng mắt nhìn Hạ Gia Dương liếc mắt một cái. Bình Tiên Sinh này thanh hét lớn, làm ở đây người đều hồi bất quá kính tới, tình huống như thế nào, Bình Tiên Sinh không phải tới giúp Hạ Gia Dương sao, hiện tại như thế nào lại thành như vậy? Hạ Gia Dương đắc ý thần sắc ngẩn ra, trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Bình Tiên Sinh hướng Trương Huyền cúi đầu, nhỏ giọng nói, Tiên Sinh, thực xin lỗi, ta không biết ngươi ở chỗ này. Bình Tiên Sinh cái này động tác, làm ở đây người, mở to hai mắt, tình huống như thế nào, Bình Tiên Sinh ở nhận sai đâu. Đừng nói tôn đội đám người, ngay cả Hàn Ôn Nhu, đều trừng lớn mắt đẹp, có chút khó mà tin được, giờ khắc này, Hàn Ôn Nhu đột nhiên nghĩ đến Trương Huyền phía trước cùng chính mình nói những cái đó sự, cái gì ngầm thế lực chia làm rất nhiều cấp bậc, mà chính mình hỏi hắn thuộc về cái nào cấp bậc thời điểm, hắn nói tối cao cái kia. Lúc ấy, Hàn Ôn Nhu đối Trương Huyền nói, chỉ là cười, cũng không có tin tưởng, nhưng hiện tại, nàng có chút tin, có thể làm đều hải một tay bí thư khách khách khí khí đối đãi người, thân phận có thể nghĩ. Hạ Gia Dương dại ra nhìn Bình Tiên Sinh, khiếp sợ nói không ra lời. Trương Huyền lạnh lùng nhìn Bình Tiên Sinh liếc mắt một cái, như thế nào đều có ngươi. Bị Trương Huyền như vậy vừa hỏi, Bình Tiên Sinh lập tức xin lỗi, Tiên Sinh, thực xin lỗi. Lan. Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng. Bình Tiên Sinh căn bản không dám có một tia chần chờ, xoay người liền ra ghế lô, một câu cũng chưa nhiều lời. Bình Tiên Sinh đối này trong đó lợi hại, tưởng phi thường rõ ràng, Hạ Gia Dương đơn giản chính là ỷ vào này phụ thân Hạ Đông cùng thư ký ngang hàng luận giao, quan hệ cũng không tệ lắm. Mà Trúc Gia Trúc Lão Gia Tử đâu, đó là liền thư ký đều đến cẩn thận đối đãi, lấy vãn bối tự cho mình là người, bên trong cái kia người trẻ tuổi. Bị Trúc Lão Gia Tử coi là khách quý, tự mình ra cửa tiếp đãi, này quan trọng trình độ, không biết quang Hạ Gia Dương mấy cái phố, chính mình hôm nay cách làm, tuyệt đối không sai. Ghế lâu người, có chút dại ra nhìn Bình Tiên Sinh hùng hổ vọt vào tới, bởi vì Trương Huyền một cái lăn tự, xám xịt rời đi. Hạ Gia Dương há to miệng, nhìn Bình Tiên Sinh bóng dáng, nói không nên lời lời nói. Người mới vừa nói, muốn lộng chết ta, Trương Huyền vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Hạ Gia Dương. Hạ Gia Dương trên mặt lộ ra chua xót,
dùng sức lắc đầu, liền lời nói cũng không dám nói. Trương Huyền quay đầu, nhìn Hàn Ôn Nhu, mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói rõ, làm ta nữ nhân, bất luận kẻ nào, đều không thể tùy tiện khi dễ ngươi, ngươi có thực lực, nên làm cái gì liền đi làm, giống loại người này. Trương Huyền duỗi tay một lóng tay Hạ Gia Dương, nên phế liền phế đi, có chuyện gì, ta cho ngươi đỉnh. Trương Huyền nói xong, đột nhiên nắm lên Hạ Gia Dương hai điều cánh tay, dùng sức một ninh. Hạ Gia Dương hai điều cánh tay không có bất luận cái gì trở ngại bị Trương Huyền ninh thành bánh quai trèo trạng, hắn tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ ghế lô. Nghe Hạ Gia Dương tiếng kêu thảm thiết, cùng với Trương Huyền vừa mới lời nói, Tôn Đội đám người, có thể cảm nhận được, chỉ có hai chữ, bá đạo. Kia một câu có chuyện gì, ta cho ngươi đỉnh, đối một nữ nhân tới nói, chính là làm nàng nhất an tâm cảng. Hàn Ôn Nhu mặt đẹp đỏ bừng, một viên phương tâm không ngừng loạn nhảy. Trương Huyền đối Hạ Gia Dương tiếng kêu thảm thiết mắt điếc tai ngơ, đi đến Hàn Ôn Nhu bên cạnh, ôm Hàn Ôn Nhu bả vai, sự tình đã giải quyết, đi thôi. Hàn Ôn Nhu gật gật đầu, tùy ý Trương Huyền ôm, đi ra ghế lô. Tôn Đội đám người hai mặt nhìn nhau, qua lại đối diện vài lần sau, đi theo đi ra ghế lô. Ngươi như thế nào sẽ đến? Hàn Ôn Nhu mặt đẹp đỏ bừng, hỏi hướng Trương Huyền. Tưởng ngươi bái, Trương Huyền rất khó đến đối Hàn Ôn Nhu nói câu lời âu yếm. Lan, Hàn Ôn Nhu mắt trợn trắng. Trương Huyền che cái chán, này nữ bạo long, vẫn là lúc trước cái kia nữ bạo long a. Trương Huyền hỏi, mới vừa ta nghe các ngươi đội trưởng nói, các ngươi lần này cần đến vùng biển quốc tế đàm phán, Hạ Gia Dương có thể nói thượng lời nói, là chuyện gì? Hàn Ôn Nhu trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi nghe nói qua thế giới ngầm hải thần sao? Ân, Trương Huyền gật gật đầu, biết. Hàn Ôn Nhu tiếp tục nói, ngươi phải biết rằng hải thần, nên biết, hắn ở vùng biển quốc tế thượng, có cái dạng gì địa vị, ở Hoa Hạ hải vực bên cạnh, cùng vùng biển quốc tế giao tiếp vị trí. Thăm dò tới rồi một con thuyền trầm thuyền, theo suy đoán, này con trầm thuyền, ít nhất có 400 năm lịch sử, nhưng thăm dò độ cực cao, nhưng nhân này có một nửa ở vào vùng biển quốc tế nguyên nhân, vớt khó khăn, Hạ Gia mỗi năm đều sẽ cấp hải thần giao không ít thuế, cùng hải thần có chút giao tế, lần này chính là muốn đi nói chuyện vớt sự tình. Việc này a, không cần Hạ Gia, Trương Huyền tùy ý phất phất tay, ta cùng bọn họ cũng nhận thức, các ngươi đàm phán thời điểm, đem ta mang qua đi là được. Ngươi nhận thức, Hàn Ôn Nhu nghe được Trương Huyền nói, có chút kinh hỉ, nàng lần này đánh Hạ Gia Dương, trong lòng vẫn là có băn khoăn, không phải băn khoăn đến chính mình sẽ chịu cái gì trừng phạt, mà là băn khoăn nhiệm vụ lần này nên làm cái gì bây giờ, hiện tại nghe được Trương Huyền lời này, làm nàng trong lòng băn khoăn toàn bộ đánh mất. Đúng vậy, các ngươi khi nào xuất phát, cho ta nói là được, ta mấy ngày nay, đều ở Đều Hải. Trương Huyền vỗ bộ ngực. Kia thật tốt quá, ta mấy ngày nay cũng sẽ ở Đều Hải, xuất phát thời điểm cùng ngươi nói. Chương 403 Hạ Đông đến. Tôn Đội đám người rời đi karaoke siêu thị sau, trước tiên cùng Kim Hâm Hòa Điền Nhụy liên hệ, đương Kim Hâm Hòa Điền Nhụy hai người nghe được Trương Huyền đem Hạ Gia Dương phế bỏ, Bình Tiên Sinh đối Trương Huyền tất cung tất kính thời điểm, bọn họ cuối cùng buông tâm. Trương Huyền có thể làm Bình Tiên Sinh đều tất cung tất kính thân phận, như vậy lần này xử phạt, liền lạc không đến Hàn Ôn Nhu trên người. Đến nỗi nhiệm vụ, Điền Nhụy cùng Kim Hâm hướng thượng cấp xin, thượng cấp hồi phục, làm cho bọn họ liền ở Đều Hải chờ đợi, sẽ điều hành một người lại đây, đi theo hải thần giao thiệp. Karaoke siêu thị ghế lô chung, tuổi trẻ nữ nhân vẻ mặt thống khổ gian nan từ trên mặt đất bò lên, nàng che lại chính mình bụng, Trương Huyền kia một chân, làm nàng đến bây giờ cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Vừa mới Bình Tiên Sinh đối đãi Trương Huyền thái độ, nàng đều xem ở trong mắt, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Cái này Hàn Ôn Nhu bạn trai, thế nhưng có lớn như vậy năng lượng, có thể làm Đều Hải một tay bí thư, như vậy đối đãi. Lại xem nằm ở trên sofa, đã bởi vì thống khổ ngất quá khứ Hạ Gia Dương, tuổi trẻ nữ nhân cắn chặt răng, khiêng Hạ Gia Dương đi ra ghế lô, hiện tại nàng không có bất luận cái gì lựa chọn, lưỡi dao sắc bén là trở về không được, trừ bỏ ôm chặt này cây đại thụ ngoại, không có lựa chọn nào khác. Đến nỗi này cây đại thụ có thể hay không bế lên, tuổi trẻ nữ nhân chính mình cũng không dám khẳng định. Trương Huyền cùng Hàn Ôn Nhu tương ngộ, hai người cùng nhau ăn cái cơm chiều, Kim Hâm đặc phê, cấp Hàn Ôn Nhu hai ngày kỳ nghỉ, buổi tối cũng không cần về đơn vị, đây là có ý tứ gì, đại gia người trưởng thành cũng đều trong lòng biết rõ ràng. Cơm chiều qua đi, Trương Huyền cùng Hàn Ôn Nhu song song đi ở ngựa xe như nước đầu đường. Muốn đi nào,
Trương Huyền mặt mang ý cười nhìn Hàn Ôn Nhu, trưng cầu nàng ý kiến. Đi luyện công, Hàn Ôn Nhu giữ chặt Trương Huyền cổ áo, đi hướng bên cạnh khách sạn. Một đêm kiều diễm. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Huyền trợn mắt, nhìn đến bên cạnh nữ nhân còn ở ngủ say. Đây là Trương Huyền lần đầu tiên, trợn mắt nhìn đến Hàn Ôn Nhu còn nằm ở chính mình bên người. Trương Huyền biết, nữ nhân trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, nàng trong lòng áp lực cũng rất lớn. Tối hôm qua điên cuồng phóng thích, làm nàng hoàn toàn thả lỏng lại, cả người đều đắm chìm ở ngủ say chung. Trương Huyền thật cẩn thận rời giường, không nghĩ quấy rầy đến nữ nhân, vừa mới rời đi mép giường, Trương Huyền phát hiện, chính mình thủ đoạn bị một con nhu để nắm chặt, quay đầu nhìn lại, nữ nhân mạnh mẽ mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, chính nhìn chính mình. Đi đâu, Hàn Ôn Nhu trong thanh âm mang theo một mặt quyến luyến. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, đi cho ngươi mua điểm bữa sáng. Hàn Ôn Nhu nghe được Trương Huyền nói như vậy, ánh mắt lộ ra an tâm thần sắc, gật gật đầu, lưu luyến buông ra Trương Huyền thủ đoạn, lại lần nữa ngủ. Nhìn Hàn Ôn Nhu bộ dáng, Trương Huyền cảm giác trong lòng một mảnh mềm mại bị đụng vào, cong lưng, ở nữ nhân trơn bóng trên trán nhẹ nhàng một hôn, theo sau đi ra cửa phòng. Kế tiếp suốt một ngày thời gian, Trương Huyền đều cùng Hàn Ôn Nhu cùng nhau vượt qua, Hàn Ôn Nhu đảo cũng không chọn, Trương Huyền đi đâu, nàng liền đi theo đi đâu. Trương Huyền nhiều đi một ít danh thắng cổ tích, ở mang Hàn Ôn Nhu du ngoạn đồng thời, cũng ở tìm một ít về khí manh mối, chẳng qua, loại này không có đầu mối tìm kiếm, muốn tìm được cái gì manh mối, thật sự là quá khó khăn. Trương Huyền nói cho Trúc Nguyên Cửu, nếu Trúc gia có tình huống như thế nào, tùy thời cùng chính mình liên hệ, đồng thời Trương Huyền cũng làm Bạch Chỉ chú ý, bên ngoài có cái gì tin tức, lập tức thông chi chính mình, trong khoảng thời gian này, Trương Huyền liền phải đãi ở Đều Hải, hắn muốn nhìn. Rốt cuộc là ai muốn tiêu diệt Trúc gia, muốn tiêu diệt Trúc gia người, rất có thể, chính là đem khí, che giấu người. Đều Hải, Đô Thành Quốc tế khách sạn. Một người năm mau 60, cả người tràn ngập một loại thượng vị giả hơi thở trung niên nam nhân, đang ngồi ở khách sạn lớn nhất Tổng thống phòng xếp nội, quang này phòng xếp, cả đêm vào ở kim ngạch, liền ở tam vạn khối. Trung niên nam nhân trước người, đứng vài tên hắc y bảo tiêu. Mỗi người trên người đều mang theo một cổ người sống chớ tiến hơi thở. Trung niên nam nhân sắc mặt thật không đẹp, còn hắn Hạ Gia Dương, ở Đều Hải, bị người phế bỏ đôi tay. Chính mình to như vậy gia nghiệp, liền chờ đứa con trai này tới kế thừa a. Hạ Đông Dong rủi thương giới nhiều năm như vậy, chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, chính mình nhi tử sẽ bị người phế bỏ. Tổng thống phòng xếp đại môn, vang lên vài đạo tiếng gõ cửa. Hạ Đông đưa mắt ra hiệu. Một người bảo tiêu đi lên trước, đem cửa phòng mở ra. Đứng ở phòng xếp trước cửa, cũng là một nam nhân trung niên, ăn mặc một thân bình thường hưu nhàn phục. Ấn tiên sinh, hắc y bảo tiêu hướng đứng ở ngoài cửa người hỏi thanh hảo. Đứng ở ngoài cửa người vẫy vẫy tay, hỏi, lão hạ đâu? Hạ tiên sinh ở bên trong, hắc y bảo tiêu hơi hơi di động hạ thân tử, cấp bên ngoài người nhường đường. Bị gọi Ấn tiên sinh người, tên là Ấn Quốc An. Là này Đều Hải thị một tay, nắm có thực quyền người. Ấn Quốc An thần sắc vội vàng đi vào cửa phòng, lớn tiếng nói, lão hạ a, ta trong khoảng thời gian này đều ở kinh thành mở họp, di động khởi động máy thời gian đều thiếu, biết việc này, liền lập tức gấp trở về, tiểu hạ hắn hiện tại thế nào. Đôi tay bị hoàn toàn phế bỏ, cứu không hảo, Hạ Đông sắc mặt thật không đẹp mở miệng. Ấn Quốc An nghe được lời này, sắc mặt ngẩn ra, chợt vẻ mặt xin lỗi, lão hạ. Lần này ở ta địa phương ra chuyện này, tất cả đều là trách nhiệm của ta, tiểu hạ hắn. Hắn nói, Hạ Đông đứng lên, hắn bị đánh thời điểm, người cái kia họ Bình bí thư liền ở đây, lại không có quản hắn, ngược lại tùy ý đối phương làm ác. Cái gì, Ấn Quốc An sắc mặt mãnh biến, lão hạ, người đừng vội, việc này, ta khẳng định cho người cái giao đãi. Ấn Quốc An nói xong, một chiếc điện thoại đánh cấp Bình tiên sinh. Bình tiên sinh giờ phút này chính vẻ mặt hưng phấn ngồi ở Trúc gia, hắn lấy ngày hôm qua sự vì cơ hội, cùng Trúc gia người hội báo một tiếng, nói Trúc lão gia tử khách quý đem người cấp đánh, mượn này nhìn xem có thể hay không cùng Trúc gia nói thượng lời nói. Bình tiên sinh vốn dĩ nghĩ, chính mình lần này nếu có thể tiến Trúc gia, kết giao điểm quan hệ, liền rất không tồi, kết quả không nghĩ tới, chính mình thế nhưng bị Trúc lão gia tử tự mình tiếp kiến. Cái này làm cho Bình tiên sinh một lòng kích động khó có thể bình phục. Đường chính mình đem ngày hôm qua phát sinh sự giảng cấp Trúc lão gia tử sau, Trúc lão gia tử thế nhưng phá lệ khen chính mình, còn nói chính mình làm không tồi, càng quan trọng là, Trúc lão gia tử, thế nhưng chủ động đem hắn điện thoại cho chính mình. Trúc Nguyên Cửu thái độ,
làm Bình tiên sinh minh bạch, chính mình ngày hôm qua, làm trong cuộc đời quan trọng nhất một lần lựa chọn A, nếu thư ký biết việc này, cũng tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Phải biết rằng, thư ký hiện tại muốn lại hướng lên trên tấn chức, đạo thứ nhất trạm kiểm soát, chính là Trúc Lão Gia Tử, chỉ có Trúc Lão Gia Tử đồng ý, nói thượng một câu, thư ký mới có tấn chức khả năng, nếu Trúc Lão Gia Tử không vui, nhắc lại điểm ý kiến gì, phỏng chừng thư ký vị trí này đều giữ không nổi. Hiện tại chính mình đơn giản là biểu lộ cái thái độ, đã bị Trúc Lão Gia Tử tự mình cho tư nhân liên hệ phương thức, hơn nữa nói cho chính mình, có bất luận cái gì sự phát sinh, tùy thời có thể cho hắn gọi điện thoại, đây là cái gì? Đây là quyền lực, đây là chính mình đời này lớn nhất nhân mạch. Chương 404 thư ký đã trở lại. Bình tiên sinh ngồi ở Trúc Nguyên Cửu trước mặt, hưng phấn cả người đều không tự chủ run rẩy. Đột nhiên, điện thoại vang lên. Bình tiên sinh nhìn đến, điện thoại là thư ký đánh tới. Trúc lão, là thư ký điện thoại. Hắn, Trúc Nguyên Cửu nhíu nhíu mày, hắn hiện tại không nên ở kinh thành mở họp đâu sao? Tiếp đi. Được đến Trúc Nguyên Cửu cho phép, Bình tiên sinh mới dám tiếp điện thoại. Uy, thư ký. Nói cho ta, Hạ Gia Dương chuyển tới đế là chuyện gì xảy ra? Bình tiên sinh mới vừa đem điện thoại tiếp khởi, di động liền truyền ra Ấn Quốc An phẫn nộ thanh âm, ta cho ngươi nửa giờ thời gian, làm kia chi lưỡi dao sắc bén tiểu đội mọi người, lập tức đến khách sạn tới. Địa chỉ ta chia ngươi, ta muốn một hợp lý giải thích. Thư ký, việc này, Bình tiên sinh trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, vừa muốn mở miệng, điện thoại đã bị cắt đứt. Làm sao vậy, Trúc Nguyên Cửu ngồi ở trên chỗ ngồi, uống ngụm trà, hỏi. Bình tiên sinh thấy Trúc Lão Gia Tử chủ động hỏi, cũng không dám không nói, thật cẩn thận trả lời, thư ký đã trở lại, chính là ngày hôm qua sự, hắn muốn ta hiện tại qua đi. Đã trở lại, Trúc Nguyên Cửu trên mặt lộ ra một tia bất mãn, đang ở kinh thành mở họp, nói trở về liền trở về. Hắn muốn làm gì? Bình tiên sinh thấy Trúc Lão Gia Tử sinh khí, vội vàng đem cúi đầu, không dám hé răng. Trúc Nguyên Cửu hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, duỗi tay quét quét vạt áo, đi thôi. Chúng ta cùng nhau qua đi. Bình tiên sinh hoảng loạn gật đầu. Hàn Ôn Nhu chính cùng đi Trương Huyền đãi ở Đều Hải Viện Bảo tàng, Trương Huyền mục tiêu, nhiều đặt ở một ít cổ đại khôi giáp, binh khí mặt trên. Trương Huyền muốn thông qua này đó cổ nhân dùng đồ vật, tìm một ít dấu vết để lại. Nhìn đối với này đó khôi giáp binh khí ghi lại, bình quân trọng lượng đều ở 30 cân hướng lên trên, mang theo như vậy trọng đồ vật hành quân gấp trăm dặm, Trương Huyền thiết tưởng một chút, chính mình làm được. Tuy rằng nói nhẹ nhàng, nhưng đặt ở thời cổ, đó là sở hữu binh lính đều có thể làm được sự a. Đối với này đó khôi giáp binh khí, Hàn Ôn Nhu cái này bạo lực phần tử, cũng biểu hiện ra không ít hứng thú, cùng Trương Huyền đãi tại đây, cũng không có vẻ nhàm chán, đối có chút đồ vật, so Trương Huyền còn nhiệt tâm đâu. Hai người chính xem đến hứng khởi, Hàn Ôn Nhu điện thoại vang lên, tiếp khởi cắt đứt sau, Hàn Ôn Nhu có chút sắc mặt khó coi hướng Trương Huyền nói, mới vừa tôn đội tới điện thoại. Nói Đều Hải Ấn thư ký, làm chúng ta qua đi một chuyến. Trương Huyền cùng Hàn Ôn Nhu rời đi viện bảo tàng, đi vào đô thành quốc tế khách sạn thời điểm, nhìn đến tôn đội đám người, cũng đứng ở khách sạn cửa. Ngày hôm qua tên kia chờ tuyển nữ đội viên vừa thấy Hàn Ôn Nhu, lập tức đi rồi đi lên, vẻ mặt khẩn trương đối Hàn Ôn Nhu nói, Ôn Nhu, lần này sự tình xử lý không tốt ha, nghe nói Hạ Gia Dương hắn ba cũng tới, chuyên môn cấp ấn thư ký tạo áp lực. Không được ngươi khiến cho ngươi bạn trai đi trước đi. Đúng vậy, tôn đội cũng đi lên trước mở miệng, Ôn Nhu, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là lưỡi dao sắc bén chờ tuyển đội viên, ấn thư ký sẽ không đem chúng ta thế nào, nhiều lắm răn dậy một đốn, xử phạt có thể hay không cấp đều không nhất định, nhưng ngươi bạn trai hắn. Nói đến này thời điểm, tôn đội nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền vẻ mặt không sao cả đứng ở nơi đó. Hàn Ôn Nhu nghe hai người nói, lắc lắc đầu. Không có việc gì, việc này Trương Huyền có thể xử lý, chúng ta trước đi lên rồi nói sau. Tới thời điểm, Hàn Ôn Nhu cũng lo lắng quá chuyện này, nàng cũng đưa ra làm Trương Huyền không cần đi theo tới, bất quá Trương Huyền đối chuyện này cũng không để ý, cái này Đều Hải Ấn thư ký nếu thật sự chọc giận chính mình, kia cũng đừng làm. Hàn Ôn Nhu thấy Trương Huyền tin tưởng tràn đầy bộ dáng, cũng liền không có nói thêm cái gì. Tôn đội cùng tên kia nữ đội viên nghe Hàn Ôn Nhu như vậy giảng, đều thở dài. Ôn Nhu, việc này kim đội bọn họ đã hướng về phía trước mặt hội báo, mặt trên sẽ xử lý, từ từ lên rồi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xúc động a, nếu chống đối ấn thư ký, kia cũng không phải là việc nhỏ. Tôn đội nhắc nhở nói. Ta biết, Hàn Ôn Nhu gật gật đầu.
Mấy người ở dưới lầu thương nghị một phen, theo sau kêu lên vẻ mặt không sao cả Trương Huyền, chiều trên lầu đi đến. Đứng ở kia gian tổng thống phòng xếp trước, Tôn Đội hít sâu một hơi, gõ vang cửa phòng. Tiến, trong phòng, vang lên một đạo mãnh liệt bất mãn thanh. Cửa phòng không có đóng lại, là hờ khép, Tôn Đội nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa vừa mở ra, hắn liền nhìn đến vài tên hắc y bảo tiêu chính sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm chính mình đám người. Tôn Đội theo này đó bảo tiêu nhìn lại, cuối cùng nhìn đến đang ngồi ở tận cùng bên trong Hạ Đông cùng Ấn Quốc An. Ấn thư ký, Hạ tiên sinh, Tôn Đội gật đầu vấn an. A, à, Ấn Quốc An cười lạnh một tiếng, nguyên lai các ngươi còn biết ta cái này thư ký a, à, ta còn tưởng rằng, này đều hải, là các ngươi thiên hạ đâu. Ấn Quốc An sắc mặt bất thiện đánh giá Tôn Đội đám người. Tôn Đội cười khổ một chút, không nói gì. Ấn Quốc An uống ngụm trà, dựa vào ghế dựa thượng, nói đi, ai động tay. Tôn Đội cúi đầu đứng ở nơi đó, không có hé răng. Như thế nào, không nói, muốn cho nhau bao che. Ấn Quốc An nhướng mày, nếu các ngươi không nói, vậy chỉ có thể ta chính mình làm người tới nhận. Ấn Quốc An nói xong, nhìn về phía Hạ Đông, mở miệng nói, lão Hạ, ngươi làm người xuất hiện đi. Hạ Đông gật gật đầu, phất phất tay. Từ này gian từ cùng phòng xếp một cái phòng nhỏ chung, đi ra một người tuổi trẻ nữ nhân, đúng là ngày hôm qua mới vừa bị lưỡi dao sắc bén khai trừ người nọ. Tuổi trẻ nữ nhân vừa ra tới, trước hướng Hạ Đông cùng Ấn Quốc An vấn an. Hạ Đông mở miệng, ngày hôm qua, này đó ác đồ, đánh ta nhi tử, chẳng quan tâm, tiêu sái rời đi, nếu không phải nàng đem ta nhi tử đưa đến bệnh viện, chỉ sợ lúc này, ta nhi tử một hơi đã sớm không còn nữa. Ngày hôm qua sự tình, tuổi trẻ nữ nhân cố ý đem tình huống nói phi thường nguy cấp, thậm chí ở Trương Huyền bọn họ rời đi sau, cố ý đem cắm ở Hạ Gia Dương hõm vai chỗ dao gọt hoa quả rút xuống dưới, chờ Hạ Gia Dương mất máu quá nhiều thời điểm, nàng mới đưa Hạ Gia Dương đưa đến bệnh viện. Ấn Quốc An nghe Hạ Đông nói, sắc mặt phá lệ khó coi, này Hạ Gia Dương nếu là thật sự ở đều hải mất một cái mạng, chính mình nhưng như thế nào bổ cứu cũng chưa dùng, Hạ Đông thương nghiệp địa vị, đối chính mình về sau tấn chức có lớn lao chỗ tốt. Ấn Quốc An nhìn về phía tuổi trẻ nữ nhân, mở miệng nói một chút đi, ngày hôm qua là chuyện gì xảy ra? Tuổi trẻ nữ nhân gật gật đầu, trả lời nói, Ấn thư ký, ta vốn là lưỡi dao sắc bén chờ tuyển đội viên, nhiệm vụ lần này là bảo hộ Hạ Gia Dương tiên sinh đi trước vùng biển quốc tế, trao đổi một việc, ở bảo hộ Hạ Gia Dương tiên sinh trong quá trình, nhân đội viên Hàn Ôn Nhu tự thân nguyên nhân, cùng Hạ tiên sinh phát sinh trong lời nói xung đột, Hàn Ôn Nhu chủ động ẩu đả Hạ tiên sinh. Ở Hạ tiên sinh cùng với phân rõ phải trái thời điểm, Hàn Ôn Nhu bạn trai xuất hiện, lại lần nữa ẩu đả ta cùng Hạ tiên sinh. Hơn nữa thu mua bình bí thư. Tuổi trẻ nữ nhân lời này, là đã sớm tưởng tốt, ở lời nói, đem chính mình đắp nặn thành một cái chính nghĩa nhân vật, Hàn Ôn Nhu đám người, còn lại là tội ác tày trời. Hạ Gia Dương là cái dạng gì người, Ấn Quốc An tâm rất rõ ràng, hắn một chút liền minh bạch tuổi trẻ nữ nhân nói ngôn ngữ xung đột là có ý tứ gì. Bất quá hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, hắn hiện tại muốn, là một cái truy trách Hàn Ôn Nhu đám người lý do. Chương 405 như thế nào không nói sớm. Ấn Quốc An nghe xong tuổi trẻ nữ nhân nói, nhìn về phía Hàn Ôn Nhu đám người, các ngươi còn có cái gì nhưng nói. Lưỡi dao sắc bén chờ tuyển đội viên, quốc gia bồi dưỡng các ngươi chính là cho các ngươi ẩu đả nộp thuế người. Tôn Đội vội vàng giải thích, Ấn thư ký, việc này là có nguyên nhân. Đánh giám. Ấn Quốc An một cái tát chụp ở trên bàn, phát ra một trận trọng vang, hắn đầy mặt uy nghiêm, nhìn Tôn Đội, người bất quá là một cái chờ tuyển đội ngũ đội trưởng, các ngươi lãnh đạo đâu. Hắn chính là như vậy quản lý, ta xem các ngươi, ai đều không cần trúng cử, toàn đào thải tính. Ấn Quốc An lời này vừa ra, Tôn Đội đám người sắc mặt trắng bệch. Tuổi trẻ nữ nhân đứng ở mặt sau, ánh mắt đắc ý nhìn Tôn Đội đám người. Đột nhiên, một đạo cười lạnh tiếng vang lên, Trương Huyền đã đi tới. Ấn thư ký, thật lớn quan uy a, ngươi là đều hải thị thư ký, nhưng quản không đến lưỡi dao sắc bén đi. Trương Huyền này vừa đứng ra tới, Tôn Đội đám người liên tục cấp Hàn Ôn Nhu đưa mắt ra hiệu, làm Hàn Ôn Nhu ngăn trở Trương Huyền, không cần nhiều lời. Ấn Quốc An nhìn cái này dám chống đối chính mình người trẻ tuổi, nhíu nhíu mày, ngươi là người nào? Ấn thư ký, hắn chính là Hàn Ôn Nhu bạn trai, ngày hôm qua Hạ Gia Dương tiên sinh, chính là bị hắn phế bỏ. Tuổi trẻ nữ nhân vội vàng mở miệng. Là ngươi, Ấn Quốc An đồng tử một trận mãnh xúc, người đánh người, ung dung ngoài vòng pháp luật, còn dám chủ động xuất hiện, là coi pháp luật như không có gì sao.
Ta xem coi pháp luật như không có gì người, là ngươi đi. Trương Huyền nhìn chằm chằm Ấn Quốc An, ngày hôm qua Hạ Gia Dương, đùa giỡn phụ nữ, ta ra tay trừng trị, ngươi không cho ta ban phát hảo thị dân thưởng liền tính, còn muốn truy cứu trách nhiệm của ta, ngươi đây là cố ý bao che sao? Ngươi đánh giám, ngồi ở một bên Hạ Đông hét lớn một tiếng, ngươi nói ta nhi tử đùa giỡn phụ nữ, chứng cứ đâu? Không tồi, Ấn Quốc An gật gật đầu, chứng cứ đâu? Trương Huyền chỉ Tôn Đội đám người, ở đây người đều xem ở trong mắt, này tính chứng cứ sao? Chê cười, Ấn Quốc An khinh thường một tiếng, các người rắn chuột một ổ, đương nhiên muốn nói cái gì liền nói cái gì, chỉ có chứng thực, không có vật chứng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Kia thật tốt quá, Trương Huyền mỉm cười nói, các ngươi nói ta ẩu đả Hạ Gia Dương, chứng cứ đâu? Chứng cứ là ta tận mắt nhìn thấy, tuổi trẻ nữ nhân lớn tiếng nói. Các ngươi rắn chuột một ổ, chỉ có nhân chứng, không có vật chứng, không thể giữ lời. Trương Huyền đem vừa mới Ấn Quốc An theo như lời nói, còn nguyên còn trở về. Ấn Quốc An mày nhăn lại, ánh mắt trở nên âm lãnh rất nhiều, tiểu tử, ngươi ngôn ngữ rất sắc bén a, bất quá, ngươi muốn làm rõ ràng, này đều hải, là ta Ấn Quốc An nói tính, không phải ngươi nói tính. Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc, ngươi bất quá là một cái thị quan, liền đem đều hải trở thành ngươi địa phương. Ngươi trong mắt, còn có cái này quốc gia sao? Này không phải ngươi nên lo lắng sự. Ấn Quốc An cười lạnh, ở đều hải, ta nói cái gì, chính là cái gì, các ngươi cố ý ẩu đả Hạ Gia Dương, mưu đồ Hạ Gia tài sản, bắt cóc chưa toại, tất cả đều muốn phán trọng hình. Ấn Quốc An đương trường mấy cái có lẽ có chụp mũ khấu hạ tới, đối hắn một cái một tay tới nói, làm loại chuyện này, thật sự là quá nhẹ nhàng bình thường. Tôn Đội đám người, sắc mặt tức khắc trở nên phá lệ khó coi, bọn họ thật sự không nghĩ tới, Ấn Quốc An thế nhưng làm ra như vậy sự. Hư cấu sở hữu quá trình, trực tiếp liền cho chính mình định rồi tội. Đối mặt cái này đều hải một tay, chính mình có biện pháp nào, đối phương tùy tiện một cây đầu ngón tay, đều có thể áp chết chính mình. Trương Huyền nắm tay nhéo, đối mặt loại người này, hắn không có gì để nói, trực tiếp làm thịt đi. Đang lúc Trương Huyền chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo hét lớn một tiếng, từ phòng xếp ngoài cửa vang lên. Ấn thư ký, thật là thật lớn quan uy a, tùy ý bôi nhọ người khác. Đem đều hải coi là chính mình lãnh địa, ngươi làm như vậy, là muốn phản quốc sao? Cùng với này nói hét lớn một tiếng vang lên, phòng xếp cửa phòng, bị người từ bên ngoài một phen đẩy ra. Một người qua tuổi 70, tinh thần nhấp nháy, long hành hổ bộ lão giả từ cửa đi đến, bình tiên sinh chính vẻ mặt lấy lòng đi theo tên này lão giả phía sau. Ở nhìn đến tên này lão giả nháy mắt, nguyên bản còn kiêu ngạo ương ngạnh Ấn Quốc An sắc mặt mãnh biến, vội vàng thay một bộ cười nịnh, chúc lão. Ngài như thế nào tới? Ta như thế nào tới? Trúc Nguyên Cửu cười cười, hỏi ngược lại, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi Ấn Quốc An, lúc này, hẳn là ở kinh thành mở họp, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đối mặt Trúc Nguyên Cửu vấn đề này, Ấn Quốc An há miệng thở dốc, không có trả lời, hắn lần này, là chính mình trộm lưu trở về. Trúc Nguyên Cửu chỉ là chất vấn, căn bản là không tính toán nghe Ấn Quốc An trả lời, hắn nhìn về phía Trương Huyền, trên mặt mang theo xin lỗi. Thực xin lỗi, lần này sự, là ta bản nhân quản lý có vấn đề, khiến cho ta tới xử lý đi. Trúc Nguyên Cửu này một câu thực xin lỗi, nghe được Ấn Quốc An là trong lòng một trận quay cuồng. Trúc lão gia tử, đối thanh niên này, nói xin lỗi. Đây là có chuyện gì? Ấn Quốc An đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở Trúc Nguyên Cửu phía sau bình tiên sinh, đối với Trúc lão gia tử đã đến, Ấn Quốc An trăm triệu không nghĩ tới. Thư ký, bình tiên sinh đi đến Ấn Quốc An thân trước. Thấp giọng nói, thư ký, lần này sự, nhưng xử lý không tốt a, vị này. Bình tiên sinh nói đến lúc này, duỗi tay chỉ Trương Huyền, theo sau tiếp tục nói, vị này chính là Trúc lão gia tử khách quý, đi trước Trúc gia thời điểm, Trúc lão gia tử tự mình nghênh đón. Cái gì, Ấn Quốc An trừng lớn đôi mắt, Trúc lão gia tử tự mình nghênh đón. Cái gì thân phận đáng giá Trúc lão gia tử tự mình nghênh đón. Thư ký, ngày hôm qua cái kia Hạ Gia Dương đắc tội vị đại nhân vật này. Ta khẳng định không dám quản a, hôm nay ta sáng sớm liền đi Trúc gia, bởi vì vị đại nhân vật này quan hệ, Trúc lão gia tử chuyên môn khen ta ngày hôm qua làm không tồi, trả lại cho ta liên hệ phương thức, này tuyệt đối là không thể trêu chọc người a. Này, nghe bình tiên sinh nói, Ấn Quốc An trên mặt biểu tình đã dại ra, một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung sợ hãi cảm xuất hiện ở bình tiên sinh trên mặt. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Ấn Quốc An trách cứ nói. Nếu chính mình sớm biết rằng Hạ Gia Dương chọc đến là Trúc lão gia tử khách quý,
lần này sự, chính mình nói cái gì cũng sẽ không quản a. Thư ký, ngươi trong khoảng thời gian này đều ở kinh thành, điện thoại vẫn luôn tắt máy, ta tưởng liên hệ ngươi cũng liên hệ không thượng a, hôm nay vốn dĩ tưởng cho ngươi giải thích, ngươi lại không nghe ta nói. Bình tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn trong lòng đại khái cũng minh bạch, ấn thư ký, phỏng chừng cũng liền đến này, liền vừa mới hắn kia phiên lời nói, này con đường làm quan, liền vô pháp tiến hành đi xuống, thậm chí Trúc lão gia tử giận dữ, làm hắn bị bắt vào tù đều nói không chừng. Trúc lão nhân, việc này chính ngươi xem đi, muốn cho ta xử lý nói, ta phỏng chừng ngươi cũng khó xử. Trương Huyền thần sắc hờ hững nhìn mắt ấn quốc an. Trúc Nguyên cửu thâm để ý gật gật đầu. Thật muốn làm vị này Sa Tăng đại nhân tự mình xử lý chuyện này, kia đã có thể phiền toái, lấy vị này Sa Tăng đại nhân thủ đoạn, việc này xử lý, tất nhiên là tràn ngập huyết tinh. Chương 406 chính mình thế lực. Trúc Nguyên Cửu nhìn quét phòng xếp một vòng, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Hạ Đông trên người. Ngươi là người nào? Hạ Đông đương nhiên rõ ràng trước mặt vị này lão giả là ai, sinh ý làm được hắn lớn như vậy, cũng biết một ít thường nhân không biết bí tân, tỉ như một ít thực quyền gia tộc. Thấy Trúc lão gia tử hỏi chính mình, Hạ Đông vội vàng mở miệng, lão gia tử ngài hảo, ta kêu Hạ Đông, Cảng Thành Hạ gia. Hạ gia, Trúc lão gia tử nghi hoặc một tiếng, Hạ Tề Hồng cùng ngươi là cái gì quan hệ? Đúng là gia phụ, Hạ Đông thành thành thật thật trả lời. Ha ha, lúc trước ta cho hắn một cái chiêu số, hắn nhưng thật ra đem sinh ý làm đi lên. Hạ Đông liên tục gật đầu, là, gia phụ phía trước thường xuyên giảng, ngài chính là chúng ta Hạ gia ân nhân. Được rồi, Trúc Nguyên Cửu vẫy vẫy tay, nơi này không chuyện của ngươi, rời đi đi. Trúc Nguyên Cửu mở miệng, Hạ Đông không dám có một chút do dự, lập tức dẫn người rời đi, đến nỗi tên kia tuổi trẻ nữ nhân, hắn liền xem đều không có lại xem một cái. Ấn Quốc An cúi đầu đứng ở một bên, đại khí cũng không dám ra. Được rồi, Trúc lão nhân, việc này ngươi xem làm đi, ta đi trước. Trương Huyền ôm Hàn Ôn Nhu bả vai, có việc cho ta gọi điện thoại. Trương Huyền nói xong, mang theo Hàn Ôn Nhu, rời đi phòng xếp. Tôn đội đám người, trừng lớn đôi mắt, nghe Trương Huyền cùng Trúc Nguyên Cửu nói chuyện phiếm, bọn họ đều có loại không chân thật cảm. Thân là lưỡi dao sắc bén chờ tuyển đội viên, bọn họ ở huấn luyện trước đệ nhất khóa, chính là biết rõ Hoa Hạ các đại cổ võ thế gia. Trúc gia ở Hoa Hạ cổ võ có được cái dạng gì địa vị, bọn họ lại rõ ràng bất quá, kia tuyệt đối là Hoa Hạ trước năm cổ võ gia tộc, trừ bỏ kinh thành kia mấy nhà ngoại. Toàn Hoa Hạ, liền Trúc gia thế lực lớn nhất. Trúc lão gia tử uy vọng, kia liền lưỡi dao sắc bén huấn luyện viên nhắc tới Trúc lão gia tử bốn chữ khi, đều là vẻ mặt cung kính. Nhưng còn bây giờ thì sao, Hàn Ôn Nhu bạn trai đối Trúc lão gia tử xưng hô là lão nhân. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Trúc lão gia tử đối thái độ của hắn, cũng thực khách khí. Hàn Ôn Nhu nàng bạn trai, rốt cuộc là cái gì thân phận a? Rời đi khách sạn. Hàn Ôn Nhu đều có điểm không thể tin được vừa mới phát sinh sự, nàng nhìn Trương Huyền, trên mặt toàn là kinh ngạc, không nghĩ tới, người thế nhưng cùng Trúc lão gia tử nhận thức, Trúc lão gia tử, chính là Hoa Hạ cổ võ giới Thái Sơn Bắc Đầu A. Trương Huyền ôm Hàn Ôn Nhu, cổ võ cũng thuộc về ngầm thế lực, ta đều nói, ta là ngầm thế lực đứng đầu kia một loại người, nhận thức hắn có cái gì nhưng kỳ quái. Ngươi liền đắc ý đi ngươi, Hàn Ôn Nhu che miệng cười khẽ, chính mình nam nhân có như vậy bản lĩnh. Nàng cũng là thực vui vẻ. Có Trúc Nguyên Cửu ra mặt, lần này sự tình, xem như hoàn toàn bãi bình. Trương Huyền cùng Hàn Ôn Nhu cùng nhau cộng tiến bữa tối, nhìn chàng điện ảnh, lại hưởng thụ một đêm ôn tồn. Sáng sớm hôm sau, mới vừa rời giường, di động thượng bổn thị thời sự tin tức, liền tuyên bố ấn thư ký xuống ngựa một chuyện. Hàn Ôn Nhu không nghĩ tới, Trúc lão gia tử hiệu suất lại là như vậy kinh người, ngày hôm qua liền đem ấn thư ký cấp loát xuống ngựa. Đối với Trương Huyền thân phận, cùng với quan trọng trình độ, Hàn Ôn Nhu có càng sâu một tầng nhận thức. Hai người ở trên giường triền miên một hồi. Ngày hôm qua ngươi bồi ta, hôm nay ta bồi ngươi, muốn đi nào? Trương Huyền ôm Hàn Ôn Nhu vai ngọc. Hàn Ôn Nhu nghĩ nghĩ, ánh mắt lộ ra mãnh liệt ý động nói, nếu không chúng ta đi Trúc gia đi, ta đã sớm muốn nhìn một chút cổ võ thế gia là cái dạng gì. Hành a, Trương Huyền gật đầu. Nghe được Trương Huyền đồng ý. Hàn Ôn Nhu có vẻ hưng phấn không thôi, nàng bản thân liền đối cổ võ phi thường cảm thấy hứng thú, đi vào lưỡi dao sắc bén sau, nghe được kia một đám về cổ võ thế gia tin tức, trong lòng đã sớm tò mò không được, nhưng nàng minh bạch, chính mình căn bản không có cơ hội, cũng không có thân phận đi trước cổ võ thế gia, cho dù là cái loại này bình thường nhất cổ võ thế gia đều không được.
Hiện tại, chính mình thế nhưng có thể đi Trúc gia, đây là nàng phía trước tưởng cũng không dám tưởng. Trương Huyền mang theo Hàn Ôn Nhu, đi vào Trúc gia trang, Trúc gia đại bỉ ngày đó, Trương Huyền đã ở Trúc gia nổi danh, căn bản không có trở ngại liền tiến vào Trúc gia trang. Hàn Ôn Nhu nhìn trang viên nội khu nhà phố, diễn võ đài, tiến đại môn, liền cảm giác được cùng ngoại giới bất đồng, tuy rằng trụ dùng đều là công nghệ cao, nhưng luôn có một cổ phong ập vào trước mặt. Nhìn diễn võ đài thượng những cái đó Trúc gia trẻ tuổi đang ra dấu quyền cước, có người chuyên môn dạy học, tất cả mọi người lấy tăng lên tự thân thực lực làm cơ sở bổn. Ngày đó đại bỉ, Trương Huyền một quyền đánh bại Trúc Trung, có thể nói đả kích tới rồi rất nhiều người, làm Trúc gia trẻ tuổi càng thêm nỗ lực. Diễn võ đài hạ, vài tên đổ mồ hôi đầm đìa Trúc gia trẻ tuổi chính vây ở một chỗ, uống ướp lạnh đồ uống. Trúc Trung ca, nghe nói chính người ở bên ngoài còn làm cái thế lực, có phải hay không thật sự a? À? Một người Trúc gia nữ nhân trẻ tuổi vẻ mặt bội phục nhìn Trúc Trung. Trúc Trung gật gật đầu, là làm cái thế lực, bất quá mới vừa khởi bước, không có gì ghê gớm. Thiên A Trúc Trung ca, lại một người trẻ tuổi, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, người mới bao lớn a? Hôm nay 23 tuổi đi mới, tuổi này liền chính mình sáng tạo thế lực, cái nào trẻ tuổi có thể làm được a? Chính là nói, cùng ngươi một so, chúng ta liền cùng phế nhân không sai biệt lắm. Từng đạo tán thưởng tiếng vang lên. Trúc Trung vẫy vẫy tay, không các ngươi nói như vậy hảo, ta tương đối còn trẻ, không có gì uy tín, liền tính sáng lập cái thế lực, cũng không hảo quản lý. Trúc Trung nói thời điểm, trên mặt mang theo khuôn mặt u sầu, hiển nhiên vấn đề này là thật sự khó đến hắn. Kỳ thật quản lý thế lực không ngươi cảm thấy như vậy khó. Trương Huyền mang theo Hàn Ôn Nhu từ một bên đã đi tới, xem ở Trúc Nguyên Cửu phân thượng, Trương Huyền cũng là chủ động cấp Trúc Trung truyền thụ nổi lên kinh nghiệm, người muốn nhiều đi tìm hiểu chính mình người, yêu cầu cái gì, thỏa mãn mỗi người dục vọng, là có thể làm được thực tốt quản lý, đương nhiên, cũng không thể quá nhân từ, một cái đủ tư cách lãnh thụ, phải làm đến làm thủ hạ của ngươi người sợ ngươi, kính ngươi. Trúc gia này đó tuổi trẻ đồng lứa vừa thấy là Trương Huyền nói chuyện, sôi nổi bĩu môi. Một người thanh niên mở miệng, anh em, ta biết ngươi thân thủ lợi hại, bất quá quản lý thế lực, cùng cá nhân thân thủ không phải một chuyện, ngươi cũng không cần xem điểm cái gì quản lý kinh nghiệm, liền tại đây giáo dục Trúc Trung ca. Chính là, ngươi cho rằng quản lý chính mình thế lực là chơi đồ hàng A, kia đều là cổ võ giả, một đám tâm cao khí ngạo, ai nguyện ý nghe người khác nói A, lại không phải đối mặt chính mình ra trưởng bối. Không tồi, ngươi liền không cần tại đây nói chút mạnh miệng. Chờ ngươi có năng lực sáng tạo chính mình thế lực thời điểm, ngươi liền biết nơi này có bao nhiêu khó khăn. Một người danh Trúc gia trẻ tuổi mở miệng, những người này, sinh ở Trúc gia, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ngạo khí. Lần trước đại bỉ, toàn bộ trẻ tuổi đều bị người đè ép một đầu, khiến cho bọn họ đủ khó chịu, nhưng không muốn nơi trốn đều bị Trương Huyền đè nặng. Trúc Trung hướng Trương Huyền nói, ngươi nói đạo lý này, mọi người đều minh bạch, cần phải làm lên, nào có đơn giản như vậy, ngươi không phương diện này kinh nghiệm. Không hiểu bên trong chua sót. Chương 407 cổ võ giới bát quái. Này không phải chua sót, là trách nhiệm. Trương Huyền nhìn Trúc Trung, dùng một loại giáo dục miệng lưỡi nói, ngươi nếu tổ kiến chính mình thế lực, sẽ vì này phụ trách, ngươi là lãnh tụ, nên làm được lãnh tụ phải làm sự tình, hiểu biết mỗi người, khai quật mỗi người, là ngươi thuộc bổn phận sự tình. Trương Huyền nói, đưa tới một trận cười vang. Anh em, ngươi không cần tại đây giảng đạo lý lớn được chưa? Ngươi là chúng ta nhân sinh đạo sư A. Chính là, loại này đạo lý lớn ai sẽ không giảng A, chờ ngươi có thể làm được rồi nói sau. Có một số người, làm cũng chưa làm đâu, liền cảm thấy chính mình mỗi sự kiện đều được, có thể giáo dục người khác, thật chờ chính hắn làm thời điểm, liền không phải có chuyện như vậy. Từng đạo thanh âm vang lên. Trương Huyền lắc lắc đầu, những người này muốn nghe không đi vào, hắn cũng không có biện pháp. Trúc gia bên trong trang có cao lầu. Đứng ở mái nhà, có thể nhìn xuống chung quanh hết thảy, đem toàn bộ Trúc gia trang thu hết đáy mắt. Trúc Nguyên Cửu người mặc một thân đường trang, đứng ở tầng cao nhất cửa kính sát đất trước, nhìn xuống toàn bộ Trúc gia trang, trên mặt toàn là khuôn mặt u sầu. 3. Một người 50 tuổi trung niên nam nhân đứng ở Trúc Nguyên Cửu bên cạnh, người hôm nay hứng thú, giống như không cao a. Trúc Nguyên Cửu nhìn ngoài cửa sổ, từ đêm qua bắt đầu, liền tâm thần không yên, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Có thể có chuyện gì à? Trung niên nam nhân không chút nào để ý nói. Ngươi không hiểu, Trúc Nguyên Cửu lắc lắc đầu, lần này có người muốn tiêu diệt Trúc gia sự, chỉ có hắn một người biết, hắn ai cũng chưa cấp nói, không nghĩ bạch bạch chế tạo khủng hoảng,
người không phát hiện, hôm nay sương mù, phá lệ nùng sao. Toàn bộ trúc gia trang trên không, đều tràn ngập nồng đậm sương mù. Chúng ta này không phải như vậy sao, chờ Thái Dương ra tới, sương mù liền tan. Trúc Nguyên Cửu lắc lắc đầu, sương mù, hôm nay sẽ không tan. Trúc Nguyên Cửu nhìn này sương mù dày đặc, trong lòng hoảng loạn, tổng cảm giác hôm nay khả năng có đại sự muốn phát sinh. Bên kia, Trương Huyền mang theo Hàn Ôn Nhu, đứng ở trúc trung bọn họ nơi này, đối với này đó trúc gia trẻ tuổi ngôn luận, Trương Huyền cười cười, liền không có nói thêm nữa cái gì, hắn là hảo tâm tưởng cấp trúc trung chỉ điều minh lộ, bất quá nếu bọn họ không tin, chính mình tự nhiên sẽ không lại chủ động nói cái gì, sở dĩ còn mang theo Hàn Ôn Nhu đãi ở chỗ này, là Trương Huyền muốn cho Hàn Ôn Nhu nhiều hiểu biết một chút thế giới ngầm. Trương Huyền địa vị quá cao, hắn sở tiếp xúc đồ vật, đều là một ít Hàn Ôn Nhu tiếp xúc không đến. Chẳng sợ lưỡi dao sắc bén, đều không thể với tới. Mà Hàn Ôn Nhu tương lai muốn đối mặt một ít đồ vật, cũng là Trương Huyền tiếp xúc không đến, rốt cuộc ở trình tự phương diện, kém quá nhiều, ngược lại là trúc gia này đó tuổi trẻ đồng lứa đàm luận một ít bát quái, ngầm thế lực thế cục, đối Hàn Ôn Nhu tới nói rất hữu dụng. Biết sao, lần trước có cái kêu gió cắt lâu cổ võ thế gia, ngang trời xuất thế, một người tuổi trẻ người khiêu chiến vài đại thế gia cao thủ, liền chiến 13 chàng mới bị thua. Việc này ta nghe nói này gió cắt lâu lịch sử đã có hơn 300 năm, chỉ là đại gia vẫn luôn không biết mà thôi. Ai, trên thế giới này, lợi hại người vẫn là nhiều a, biết cái kia Ngân Châu Thị Liêu ra sao, cả nhà đều bị giết a, một phen lửa đốt sạch sẽ, nghe nói a, liền chấp pháp giả đều cùng chết đâu. Thật sự sao, bị toàn diệt, liền chấp pháp giả gặp chuyện không may. Cho nên nói, về sau không thể quá kiêu ngạo. Một đám người trò chuyện. Cuối cùng nhìn về phía Trúc Trung, mở miệng nói, Trúc Trung ca, ngươi mấy năm nay ở bên ngoài lang bạt, kiến thức nhất định so với chúng ta nhiều hơn đi, nếu không ngươi cho chúng ta nói một chút bái. Chính là, Trúc Trung ca, ngươi cũng cho chúng ta kiến thức, miễn cho về sau đi ra ngoài mất mặt. Trúc Trung ha hả cười, các ngươi muốn nghe cái gì? Trúc Trung ca, không bằng ngươi liền nói ai tương đối lợi hại đi, so chúng ta hơi chút sớm đồng lứa những cái đó. Một người hưng phấn nói. Tương đối lợi hại, Trúc Trung làm ra tự hỏi trạng, vài giây sau mở miệng, nếu nói thực lực nói, kinh thành cơ gia đương nhiệm gia chủ, cơ thủ một, đại khái là hiện tại cổ võ thế gia giữa đệ nhất cao thủ. Trương Huyền nhéo nhéo Hàn Ôn Nhu tay nhỏ giọng ở Hàn Ôn Nhu bên tai nói, hắn nói ngươi đều nhớ một cái, mấy thứ này ngươi sớm muộn gì muốn tiếp xúc. Ân, Hàn Ôn Nhu gật gật đầu, tỉ mỉ nghe. Trúc Trung ca, ngươi nói cơ gia đương nhiệm gia chủ, tuổi không lớn đi. Một người hỏi, Trúc Trung gật đầu đáp lại, 30 tuổi tả hữu, mới vừa tiếp nhận chức phụ cơ gia gia chủ vị 3 năm, có thể nói là bọn họ kia một thế hệ đứng đầu thiên tài, lúc trước lực áp vô số hảo thủ, ta mấy năm nay hành tẩu đại giang Nam Bắc, cơ hồ đi đến mỗi một chỗ, đều có thể nghe được có người nói đến cơ thủ một uy danh. Này cũng quá lợi hại đi, vậy nói, hắn 27 tuổi coi như cơ gia gia chủ. Cơ gia chính là kinh thành đệ nhất đại cổ võ thế gia a. Kia đệ nhị đâu, lại có người hỏi. Đệ nhị, Trúc Trung vươn hai ngón tay, kinh thành Khương gia, Khương Thanh. Trúc Trung đem tên này vừa nói, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra nghi hoặc. Khương Thanh, Trúc Trung ca, như thế nào trước nay không nghe nói qua người này a? Đúng vậy, cũng không nghe Khương gia người nhắc tới quá. Trúc Trung lắc lắc đầu, nói, các ngươi chưa từng nghe qua, đúng là bình thường, Khương Thanh người này, chính là một cái võ si. Trừ bỏ cùng cổ võ có quan hệ đồ vật ngoại, đối cái gì, hắn đều thờ ơ, hắn bị cơ thủ một coi là lớn nhất đối thủ. Trúc Trung ca, ngươi cho chúng ta nói một chút nước ngoài bái. Nước ngoài, Trúc Trung trầm ngâm một trận, mở miệng, nước ngoài các thế lực lớn, ta cũng không rõ ràng, bất quá đảo có một cái thế lực, ta nghe nói qua, cái này thế lực lãnh tụ, bị công nhận vì toàn thế giới mạnh nhất nam nhân. Trúc Trung nói đến lúc này, trên mặt lộ ra sùng bái thần sắc. Hắn một lòng hỏi võ, kia được xưng toàn thế giới mạnh nhất nam nhân danh hiệu, là hắn cả đời này đều khó có thể với tới. Toàn thế giới mạnh nhất. Này năm chữ, làm Trúc gia trẻ tuổi chừng lớn hai mắt. Có người gấp không chờ nổi hỏi, Trúc Trung ca, người nói cái này thế lực là cái gì a? Trúc Trung ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, các người nghe nói qua, Quang Minh Đảo sao? Quang Minh Đảo, nghe thế ba chữ, cơ hồ mỗi người đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đúng vậy, Quang Minh Đảo, Trúc Trung gật đầu, kia tòa đảo, không chịu bất luận cái gì quốc gia quản hạt, siêu nhiên hậu thế ngoại, này tòa đảo đảo chủ,
bị người tôn xưng vì Sa Tăng, địa ngục lãnh thụ. Sa Tăng chi danh, cơ hồ có thể nói vang vọng bất luận cái gì một tổ chức, đại biểu cho một loại vô địch. Trúc Trung đang nói này đó thời điểm, cũng là đầy mặt sùng bái chi sắc. Trúc gia này đó tuổi trẻ đồng lứa, tuy rằng không biết Trúc Trung nói địa ngục lãnh tụ rốt cuộc mạnh như thế nào, nhưng chỉ là đảo nhỏ không chịu bất luận cái gì quốc gia quản hạt, cũng đã làm cho bọn họ cảm nhận được một loại khí phách. Vô địch cùng thế giới mạnh nhất danh hiệu, không phải ai đều có thể kêu. Trúc Trung ca, vậy ngươi nói cái kia Sa Tăng, hắn có bao nhiêu lớn a? So với cơ thủ gần nhất nói thế nào? Có người hỏi. Trúc Trung lắc đầu, tuổi ta không biết, nhưng hắn tuyệt đối so với cơ thủ một hiếu thắng, phải biết rằng, thế giới mạnh nhất danh hiệu, hàm kim lượng chính là phi thường đủ, cơ thủ một, còn không phải vị này Sa Tăng đối thủ. Chương 408 thần bí người tới. Về Sa Tăng chi danh, Trúc Trung nhắc tới lên, liền thao thao bất tuyệt, nói rất nhiều sự tích, một ít việc, ngay cả Trương Huyền chính mình cũng chưa nghe nói qua, còn bị an tới rồi trên đầu mình. Địa ngục lãnh tụ A, người này tên, nghe nói ở nước ngoài, đều có thể dọa khóc tiểu hài tử, có người nói, hắn là giết người không chớp mắt ác ma, hành tẩu ở nhân thế gian tử thần, chỉ cần hắn đi địa phương, tất nhiên sẽ có người tử vong. Hơn nữa nghe nói, người này háo sắc thành tánh, cơ hồ mỗi tháng, đều sẽ tìm mười mấy tên thiếu nữ thượng đảo hầu hạ hắn, này đó thượng đảo nữ nhân, không những không cảm thấy ủy khuất, ngược lại còn thực vui vẻ. Trương Huyền sờ sờ mũi, hắn thật muốn đi lên cấp Trúc Trung tới thượng một bộ tổ hợp quyền. Kia dọa khóc tiểu hài tử, Trương Huyền còn có thể lý giải, Trúc Nguyên Cửu ở Trúc Linh khi còn nhỏ, liền lấy tên của mình hù dọa nha đầu này, muốn nói giết người không chớp mắt, Trương Huyền cũng nhận, nhưng này mỗi tháng mấy chục danh thiếu nữ là cái ý gì? Chính mình là Sơn Đại Vương sao? Liền ở này đó Trúc gia trẻ tuổi còn hứng thú bừng bừng thảo luận các loại bát quái thời điểm, một trận gió nhẹ, gợi lên nơi nơi tràn ngập sương mù. Trúc Nguyên Cửu đứng ở Trúc gia tối cao kia tầng lầu thượng, hắn nhìn đến, một mảnh khô vàng lá cây, ở không trung phiêu đãng, đánh cái toàn, chậm rãi chiều trên mặt đất rơi đi. Trúc Nguyên Cửu nhìn chăm chú vào này phiến lá cây, vài giây sau, hắn sắc mặt mãnh biến, hướng phía sau người hô to một tiếng, mau. Làm mọi người, đến diễn võ đài thượng tập hợp, mau. Ba, này, Trúc Nguyên Cửu phía sau người bị Trúc Nguyên Cửu này đột nhiên bộ dáng hoảng sợ, có chút không rõ. Mau, làm mọi người tập hợp, Trúc Nguyên Cửu giống lên một tiếng. Bước ra đi nhanh, chạy ra phòng. Người nọ xem Trúc Nguyên Cửu như vậy khẩn trương, cũng không hề chần chờ, lập tức thông chi đi xuống. Trúc gia là một cái quy củ nghiêm ngặt gia tộc, tuyệt đối xưng được với là kỷ luật nghiêm minh. Trúc Nguyên Cửu này mệnh lệnh một chút, Trúc gia giữa, mặc kệ là đang làm gì, tất cả đều trước tiên đi vào diễn võ đài. Trong không khí tràn ngập sương mù, đại gia đứng ở diễn võ đài thượng, cảm giác trước mắt hết thảy, đều là một mảnh mông lung. Mọi người tụ ở bên nhau, qua lại nhìn nhau, trong mắt toàn là khó hiểu, không rõ gia chủ vì cái gì muốn đột nhiên làm đại gia tập hợp. Trương Huyền cũng mang theo Hàn Ôn Nhu đi vào diễn võ đài, ở Trương Huyền trên mặt, cũng khó được lộ ra coi trọng thần sắc. Cường đại giác quan thứ 6 làm Trương Huyền có thể cảm giác được này trong không khí tràn ngập một loại không an phận ước số, loại cảm giác này, liền giống như chính mình năm đó, sắp nghênh đón đại chiến thời điểm. Theo sát ta, Trương Huyền bắt lấy Hàn Ôn Nhu tay nhỏ. Ánh mắt không ngừng nhìn quét bốn phía. Người đều đến đông đủ sao? Làm tất cả mọi người tới, mọi người. Trúc Nguyên Cửu bước đi trình diễn võ đài. Ba, đều đến đông đủ. Phía trước tên kia trung niên đi lên tới cấp Trúc Nguyên Cửu hồi phục nói. Trúc Nguyên Cửu gật gật đầu, đường hắn nhìn đến trong đám người Trương Huyền khi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trương Huyền tồn tại, hình như là một cây định hải thần châm. Không trung giữa, sương mù không tiêu tan. Phiêu đãng lá khô lại càng ngày càng nhiều. Trúc gia mọi người nhìn trên đỉnh đầu, đều ở kỳ quái, này chính trực mùa hạ, lá khô từ đâu mà đến. Trúc Nguyên Cửu hét lớn một tiếng, nữ nhân cùng tiểu hài tử đứng ở tận cùng bên trong, nam nhân đều đứng bên ngoài sườn. Trúc Nguyên Cửu thanh âm này vừa ra, Trúc gia mọi người, toàn biểu tình chấn động, như vậy mệnh lệnh, làm mọi người đều cảm giác ra không giống nhau địa phương, có nguyên bản còn ở vui cười người, giờ này khắc này đều thu liễm tươi cười. Vẻ mặt coi trọng nhìn bốn phía. Không trung phiêu hạ lá khô càng ngày càng nhiều, rơi xuống mọi người đỉnh đầu, rơi xuống ngầm, đương chân đạp lên lá khô thượng, sẽ phát sinh ca một thanh âm vang lên. Toàn bộ diễn võ đài thượng, lâm vào yên tĩnh, cơ hồ mỗi người, đều tỉ mỉ nhìn trước mắt. Theo kéo kẹt một tiếng, Trúc gia trang màu đỏ thắm đại môn, bị người đẩy ra.
một đám thân xuyên thanh y kính trang người, xuất hiện ở trúc gia mọi người trước mắt. Nhìn những người này với sương mù dày đặc trung chậm rãi xuất hiện, Trúc Nguyên Cửu biểu tình ngưng trọng, nhẹ lẩm bẩm nói, tới. Đứng ở trong đám người Trương Huyền, đồng dạng đem ánh mắt phóng tới những người này trên người, ở này đó người trên người, Trương Huyền ngửi được một tia hơi thở nguy hiểm. Này thuốc nhuộm màu xanh biếc y người, không nhiều không ít, vừa vặn 20 người. Bọn họ bước chân thong thả đi đến trúc gia diễn võ đài trước, xếp thành một loạt, không có phát ra một chút dư thừa tiếng vang. Trúc gia tổ tiên Trúc Liệt, sang trúc gia về công nguyên 1435, đến nay truyền thừa gần 600 năm với lâu. Một đạo giọng nữ, ở sương mù dày đặc trung vang lên. Suốt một loạt thanh y nhân tại đây nói giọng nữ vang lên thời điểm, chiều hai bên tản ra. Liền thấy, một đạo lửa đỏ thân ảnh xuất hiện, tại đây màu trắng sương mù dày đặc trung, cho người ta một loại mông lung mơ hồ cảm giác. Này nói lửa đỏ thân ảnh chậm rãi đi đến trúc gia diễn võ đài trước, đem ánh mắt tỏa định ở Trúc Nguyên Cửu trên người. Trúc gia đương đại gia chủ, người cũng biết, người đã phạm vào cấm kỵ. Thẳng đến nữ nhân này tới rồi diễn võ đài trước, Trương Huyền mới thấy rõ đối phương bộ dáng, đối phương trên người xuyên chính là màu đỏ hán phục, sơ như mây cao búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi chạm rỗng hoa lan châu thoa, mười ngón lưu trường, giữa mày ấn có một lửa đỏ đánh dấu. Các hạ là người nào? Trúc Nguyên Cửu đi đến nữ nhân trước người, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Người một cái người chết, không cần biết quá nhiều. Đối phương nhìn quét liếc mắt một cái, thần sắc hờ hững nói, giết đi. Đứng ở nữ nhân phía sau 20 danh thanh y nhân, tại đây một khắc, chiều trúc gia diễn võ đài thượng đi tới, trong tay bọn họ không có bất luận cái gì binh khí, lại mang theo một loại cường đại cảm giác áp bách. Giết chúng ta trúc gia người, thật lớn khẩu khí, một người trúc gia lớn tuổi đồng lứa nam nhân hừ lạnh một tiếng, khi trước ra tay, chiều đi tuốt đàng trước mặt tên kia hắc y nhân chộp tới. Đối mặt trúc gia người này một chảo, thanh y nhân sắc mặt bất biến, trở tay một quyền oanh ra, liền này một quyền, đem trúc gia người nọ, đánh bay ngược đi ra ngoài. Trúc gia mọi người nhìn như vậy một màn, trong mắt đều có chút không dám tin tưởng, vừa mới ra tay người nọ, đặt ở trúc gia chung, cũng là hiểu rõ cao thủ, đã có thể dễ dàng như vậy bị người oanh phi. Trúc Nguyên Cửu ở nhìn đến tên kia thanh y nhân ra tay sau, ánh mắt theo bản năng chiều trong đám người Trương Huyền nhìn lại. Trương Huyền cũng vào lúc này, nhìn Trúc Nguyên Cửu, hướng Trúc Nguyên Cửu gật gật đầu. Hai người bọn họ xem rành mạch, vừa mới tên kia thanh y nhân ở ra tay thời điểm, chính là mang theo một loại khí. Tuy rằng thực mỏng manh, nhưng chân thật tồn tại. Thanh y nhân một kích bại địch, làm trúc gia mọi người đều cảm nhận được áp lực. Rõ ràng đối phương chỉ có 20 người, lại làm cho bọn họ có loại gặp phải thiên quân vạn mã cảm giác. Trúc gia tương ứng, đối địch, Trúc Nguyên Cửu hét lớn một tiếng. Sở hữu trúc gia người, ở Trúc Nguyên Cửu này một tiếng hạ, tất cả đều dọn xong thế công. Hồng y nữ nhân đứng ở diễn võ đài trước, khẽ cười một tiếng, một đám liền khí đều không biết là vật gì ngu muội, cũng xứng cùng chúng ta tranh hùng, thật là buồn cười. Trúc Nguyên Cửu nhìn về phía hồng y nữ nhân, quả nhiên, các ngươi biết khí tồn tại, khí, là bị các ngươi cố ý che giấu lên. Hồng y nữ nhân nhìn Trúc Nguyên Cửu liếc mắt một cái, không có ra tiếng. Chương 409 hai cái trúc gia. Theo này đó thanh y nhân dần dần tới gần, rốt cuộc có trúc gia người lại lần nữa nhịn không được, chủ động chiều thanh y nhân ra tay. Này đó trúc gia người vào tới thanh y nhân trước mặt, cơ hồ không có ngoài ý muốn, tất cả đều bị người nhất chiêu đánh bại. Này đó thanh y nhân sắc mặt không hề gợn sóng, phảng phất hiện tại làm sự, liền cùng ngày thường ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Trúc gia mọi người trong lòng kinh hãi, đối phương cường đại, làm cho bọn họ có loại không thể chống đỡ cảm giác, quá cường, đây là bọn họ chưa từng có cảm thụ quá, cho dù là hoa hạ lớn nhất cổ võ thế gia cơ gia, cũng sẽ không có nhiều như vậy cường giả, này 20 danh thanh y nhân, có quét ngang toàn bộ trúc gia thực lực. Trúc Nguyên Cửu nhìn chính mình ra vãn bối kế tiếp bại lui, sắc mặt xanh mét, hét lớn một tiếng, chiều trong đó một người thanh y nhân phóng đi. Đối mặt Trúc Nguyên Cửu, tên này thanh y nhân cuối cùng không giống lúc trước như vậy bẻ gãy nghiền nát, cùng Trúc Nguyên Cửu chiến ở bên nhau. Trúc Nguyên Cửu chỉ là ra mấy chiêu, hắn phát hiện, lực lượng của đối phương không lớn, tốc độ không mau, nhưng mỗi lần ra chiêu khi, đều mang theo một loại nói không rõ cảm giác. Đây là khí sao, Trúc Nguyên Cửu vẫn là đầu một hồi đối mặt loại này đối thủ. Trương Huyền híp mắt, nhìn Trúc Nguyên Cửu cùng thanh y nhân quyết đấu, mấy chiêu qua đi, Trương Huyền một cái đạp bộ tiến lên. Vào tới Trúc Nguyên Cửu cùng thanh y nhân chi gian,
đồng thời chém ra song quyền, phân biệt đánh hướng Trúc Nguyên Cửu cùng Thanh Y Nhân. Đối mặt Trương Huyền này quyền, Trúc Nguyên Cửu không dám đón đỡ, vội vàng lui về phía sau. Thanh Y Nhân giếng cổ không gợn sóng, sắc mặt cũng rốt cuộc thay đổi một chút, lui về phía sau hai bước, tránh thoát Trương Huyền này một quyền. Ngươi làm gì? Trúc gia người nhìn đến Trương Huyền hướng nhà mình gia chủ ra tay, phát ra hét lớn một tiếng. Trương Huyền không để ý đến Trúc gia người, mà là nhìn về phía kia người mặc màu đỏ hán phục nữ nhân, các ngươi Trúc gia người, thích giết hại lẫn nhau sao? Trương Huyền lời này vừa ra, Hồng Y khóe mắt nhẹ trọn. Trúc Nguyên Cửu cũng là thân thể chấn động, nhìn về phía Trương Huyền, há to miệng, ý của ngươi là. Trúc lão nhân, nhìn kỹ xem, bọn họ những người này quyền pháp con đường, cùng các ngươi dùng, có bốn phần tương tự, hoặc là nói cách khác, các ngươi dùng quyền pháp con đường, có rất nhiều chiêu thức, là từ bọn họ sử dụng bên trong diễn sinh ra tới. Trương Huyền dùng ánh mắt nhìn quét này thuốc nhuộm màu xanh biếc y người. Cái gì? Trúc Nguyên Cửu trừng lớn đôi mắt. Không cần nói bậy. Một người Trúc gia người hét lớn một tiếng, chúng ta Trúc gia truyền thừa mấy trăm năm, gia tộc cổ võ tự cổ chí kim, sao có thể là từ người khác quyền pháp chung diễn sinh mà ra. Không cần bôi đen chúng ta Trúc gia. Trúc gia trong đám người, vang lên tiếng quát, hiển nhiên Trương Huyền nói, chọc giận bọn họ. Đều câm miệng, Trúc Nguyên Cửu quát, Trúc Nguyên Cửu quát lớn xong nhà mình vãn bối, một lần nữa nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, ta có cái vấn đề. Vẫn luôn đều ở tò mò, vì cái gì Trúc lão nhân phát hiện khí tồn tại sau, liền sẽ truyền ra có người muốn tiêu diệt Trúc gia tin tức. Theo ta được biết, hiện tại không có bất luận cái gì một cái thế lực, có thể nhìn chằm chằm khẩn Trúc gia như vậy cổ võ thế gia, chú ý bọn họ nhất cử nhất động, còn không bị bọn họ phát hiện, nếu các ngươi thật có thể làm được như vậy, cũng không có khả năng tầm thường vô danh. Trương Huyền nói xong, ánh mắt một lần nữa đặt ở hồng y nữ nhân trên người, người ăn mặc, kéo dài minh triều vạn lịch trong năm phong cách. Cũng chính là Trúc gia tổ tiên sáng tạo Trúc gia cái kia thời đại, phần lớn người, ở khi đó đều có thói quen, sẽ đem chính mình hàng hiệu, treo ở vòng eo, ta nói đúng không a, Trúc quân liên. Trương Huyền nói cho hết lời, xem ở nữ nhân vòng eo, nơi đó đích xác treo một khối mộc bài. Ngươi, hồng y nữ nhân vẫn luôn bình đạm không gợn sóng sắc mặt, giờ phút này rốt cuộc phát sinh biến ảo. Xem ra ta nói không tồi, các ngươi nhìn chằm chằm Trúc gia. Đường Trúc Nguyên Cửu phát hiện kia chỗ thạch động sau, các ngươi liền ở toàn bộ thế giới ngầm thả ra thanh âm, muốn tiêu diệt Trúc gia, đắp nặn một loại các ngươi không gì không biết, không chỗ không ở biểu hiện giả dối, mục đích chính là vì làm người sợ hãi các ngươi. Trương Huyền về phía trước đi rồi hai bước, một cái cường đại tổ chức, nếu thật sự muốn cho người sợ hãi nói, không cần thiết làm ra như vậy biểu hiện giả dối, các ngươi biết rõ khí phương pháp tu luyện, lại không chịu làm khí tiết lộ mảy may, các ngươi ở che giấu mấy thứ này. Nói khó nghe điểm, các ngươi đang sợ, ở sợ hãi, miệng cọp gan thỏ. Hồng y nữ nhân hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, ngươi cho rằng, ngươi cái gì đều xem thấu. Trương Huyền lắc lắc đầu, không dám nói cái gì đều nhìn thấu, ta chỉ nhìn đến, các ngươi cùng Trúc gia, có thiên ti vạn lũ quan hệ, Trúc gia ở Minh Triều là họ lớn, thả có bồi dưỡng tử sĩ thói quen, nếu ta đoán không sai, này 20 người, đều là người bồi dưỡng tử sĩ, người ban cho bọn họ dòng họ. Tử sĩ vô danh, lấy đánh số tới phân, như vậy hắn. Trương Huyền bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía khoảng cách chính mình gần nhất một mặt Thanh Y Nhân, một phen chiều đối phương chộp tới. Thấy Trương Huyền chiều chính mình chộp tới, tên này Thanh Y Nhân không lùi mà tiến tới, chiều Trương Huyền công tới. Trương Huyền động tác, lại một hai phải thương đến đối phương, mà là duỗi tay tìm tòi, từ đối phương bên hông, chảo hạ một khối không đến lớn bằng bàn tay mộc bài. Trương Huyền nhìn này mộc bài liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, đem mộc bài trở tay ném cho Trúc Nguyên Cửu. Trúc Nguyên Cửu tiếp nhận mộc bài, ở nhìn đến này mộc bài nháy mắt, hắn đồng tử phát sinh một trận co rút lại, ở mộc bài thượng, thình lình viết có, Trúc Tam Nhị chín chữ, liền giống như Trương Huyền sở liệu như vậy, những người này, lấy Trúc vì họ, danh là đánh số. Trúc Nguyên Cửu nắm chặt này khối mộc bài, nhìn về phía hồng y nữ nhân, người cũng là Trúc gia người. Hồng y nữ nhân cười nhạo một tiếng, đem cũng tự thu hồi tới, ta là Trúc gia người, mà ngươi không phải. Đánh giám, hét lớn một tiếng tự trong đám người vang lên. Ở Trúc gia, có rất cường liệt gia tộc vinh dự cảm, có người vũ nhục chính mình, Trúc gia người có thể nhẫn, nhưng vũ nhục gia tộc, bọn họ nhịn không nổi. Chúng ta Trúc gia từ xưa truyền thừa 600 năm, người nói chúng ta không phải Trúc gia người. Một đám ngoại tộc mà thôi,
cũng dám tự xưng Trúc gia, thật là buồn cười. Hồng y nữ nhân chừng hướng Trúc gia mọi người, Trúc gia chính thống, chỉ có một mạch, chỉ bằng các ngươi này đó hỗn độn huyết mạch, họ Trúc, đều là đối Trúc họ một loại vũ nhục. Hồng y nữ nhân hét lớn một tiếng, thân hình chớp động, mang theo váy dài phiêu phiêu, chiều Trương Huyền chộp tới. Trước giết ngươi, hồng y nữ nhân nhìn chằm chằm Trương Huyền, trong ánh mắt thoáng hiện nồng đậm sát ý. Ở hồng y nữ nhân ra tay nháy mắt, Trương Huyền cảm nhận được một loại quen thuộc cảm giác, loại cảm giác này, cùng lúc trước ở châu Âu vương sẽ, giống nhau như đúc. Trương Huyền trong lòng lẩm bẩm, quả nhiên, hắn lúc trước dùng, cũng là khí. Khí thứ này, không cách nào hình dung, hồng y nữ nhân một quyền đánh ra, thật giống như ở quyền mặt bố nổi lên một tầng hơi mỏng khí tường. Trương Huyền phát hiện, nữ nhân này đối khí vận dụng, viễn siêu vương gặp trường, nhưng uy lực, liền phải kém rất nhiều. Lúc trước vương gặp trường một quyền, làm Trương Huyền chỉ có thể ngăn cản, kia nháy mắt cảm giác áp bách, làm Trương Huyền đều có loại vô pháp hô hấp cảm giác, nhưng hiện tại nữ nhân này, xa xa làm không được như vậy. Đối mặt hồng y nữ nhân chiêu thức, Trương Huyền không làm đánh trả, chỉ làm ngăn cản cùng né tránh, hắn muốn mượn cơ hội này, hảo hảo xem này khí, rốt cuộc là thứ gì. Chương 410, bất quá như vậy. Tuổi trẻ nữ nhân chiêu chiêu đánh hướng Trương Huyền. Đương nàng phát hiện Trương Huyền căn bản vô lực đánh trả khi, cười nói, vừa mới như vậy miệng lưỡi sắc bén, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì nhân vật, kết quả là, cũng bất quá như thế. Trúc gia trẻ tuổi, tuy rằng đối Trương Huyền thực khó chịu, nhưng hiện tại nhìn đến Trương Huyền ở vào hoàn cảnh xấu, bọn họ cũng ở nôn nóng. Đối thủ quá cường. Nàng thật là Trúc gia người sao? Chưa từng có nghe nói qua. Ở Trúc gia người bởi vì Trương Huyền bị đối phương đánh kế tiếp bại lui mà phát ra tiếc hận thanh đồng thời, đứng ở trong đám người Hàn Ôn Nhu thì tại nghi hoặc, nàng tuy rằng không biết Trương Huyền chân chính thực lực là cái dạng gì, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng vẫn là gặp qua Trương Huyền ra tay không ít lần, cái này hồng y nữ nhân tuy mạnh, nhưng cùng Trương Huyền phía trước sở biểu hiện ra ngoài, vẫn là kém không ít, không nên đem Trương Huyền bước đến loại này hoàn cảnh mới đúng. Ta cho rằng, người có cái gì bản lĩnh? Kết quả là cũng cứ như vậy mà thôi, người nguyện vì bọn họ đương cái này chim đầu đàn, liền phải làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị. Tuổi trẻ nữ nhân lại lần nữa chiều Trương Huyền chụp đi một trường. Trương Huyền duỗi tay ngăn cản, ở chặn lại một trường này đồng thời, Trương Huyền cảm giác có một cổ khí xoáy tụ theo đối phương bàn tay, chiều chính mình trên người mà đến. Này nên chính là Trúc Nguyên cửu thái gia ở ghi lại chung sở giảng khí nhập đi. Trương Huyền tinh tế cảm thụ được hồng y nữ nhân một trưởng này sở mang đến uy lực, Trương Huyền phát hiện, đối phương bàn tay thượng lực lượng, cũng không có bao lớn nhất lực sát thương, vẫn là đến từ chính kia cổ khí. Sớm chút năm, Trương Huyền đã từng bái phỏng quá vài tên khí công đại sư, trong đó một người, lấy bụng hút lấy một ngụm chén, Trương Huyền lúc ấy dùng 4 phần lực mới đưa kia khẩu chén từ đối phương bụng gỡ xuống. Phải biết rằng, Trương Huyền 4 phần lực, đủ để nhẹ nhàng giơ lên một cái thành niên nam nhân. Tên kia khí công đại sư nói cho Trương Huyền, khí công chân thật tồn tại, chia làm nhà ngoại cùng nội gia 2 loại, hắn loại này khí tồn trong cơ thể, chính là nội gia, mà nhà ngoại, có thể làm được đem khí ngoại phóng. Lúc ấy Trương Huyền đối ngoại gia cái cách nói này, cũng không cảm mạo, rốt cuộc nói đến làm người có chút không thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại, thông qua cùng hồng y nữ nhân so chiêu, Trương Huyền đại khái minh bạch, cái gọi là khí, bất quá là một loại mặt khác phát lực phương thức. Tựa như chính mình một quyền có thể đánh ra âm bạo thanh, này đó là khí. Chẳng qua, chính mình là dựa vào lực lượng tuyệt đối làm được này hết thảy, đối phương là dựa vào một ít kỹ xảo, có đôi khí vận dùng kỹ xảo, sẽ khiến cho bọn hắn ở vũ lực phương diện, thắng tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ cùng chính mình không sai biệt lắm người. Trương Huyền lại lần nữa ngăn cản hồng y nữ nhân đánh tới một quyền, lắc lắc cánh tay, khẽ cười một tiếng, ta vẫn luôn cho rằng, khí là thứ gì, kết quả là... Bất quá là một loại giả thần giả quỷ cách nói mà thôi. Chê cười, người loại này ngu muội. Hồng y nữ nhân vừa muốn mở miệng, Trương Huyền chủ động một quyền đánh tới. Đây là Trương Huyền cùng hồng y nữ nhân giao thủ sau lần đầu tiên chủ động xuất kích. Một quyền đánh ra, mang theo một trận phá tiếng gió. Nữ nhân đồng dạng chém ra một quyền, mang theo một cổ khí, nhưng nàng lại phát hiện, chính mình đánh ra khí, thế nhưng toàn bộ tản ra. Ngươi cũng luyện khí. Hồng y nữ nhân trừng lớn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền, ngươi là nhà ai người? Luyện khí, Trương Huyền cười một tiếng, ngươi muốn cho rằng đây là khí, đó chính là đi. Trương Huyền này một quyền, thật mạnh oanh ở nữ nhân cánh tay thượng,
sinh sôi đem này đánh đuổi 3 mét. Trương Huyền cười nói, các ngươi từ xuất hiện, liền cố ý xây dựng một loại vô địch khí thế, trên thực tế, các ngươi theo như lời những cái đó khí, toàn lấy lực nhưng phá, các ngươi không sợ trúc ra người, đơn giản là an định rồi bọn họ công pháp con đường, bọn họ sở hữu quyền pháp, các ngươi tất cả đều phân tích, có thể nhẹ nhàng thủ thắng. Ngươi cho rằng, ngươi cái gì đều biết sao? Hồng y nữ nhân lắc lắc chính mình cánh tay, Trương Huyền vừa mới kia một quyền, làm nàng cánh tay tê dại, hoãn bất quá kính tới, này chi phân mạch, ta hôm nay, tất diệt không thể. Hồng y nữ nhân nói xong, từ sau thắt lưng lấy ra một cây ống trúc, dùng sức một ninh. Liền thấy một chi mạo có khói hồng mũi tên nhọn từ ống trúc trung bắn nhanh mà ra, thẳng đến không trung, ở sương mù dày đặc giữa, mang theo nồng đậm khói hồng, với trên bầu trời nổ tung. Hồng y nữ nhân nhìn chằm chằm Trương Huyền, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng hôm nay sự, ngươi nhất định phải trả giá đại giới. Hồng y nữ nhân vừa dứt lời, liền nghe trúc ra trước đại môn, vang lên chỉnh tề tiếng bước chân, này đó tiếng bước chân rơi xuống đất hữu lực. Trúc ra người nguyên bản nhìn đến Trương Huyền ở cùng hồng y nữ nhân trong quyết đấu lấy được một chút thượng phong, vừa mới lộ ra vui sướng, giờ phút này rồi lại sắc mặt đại biến. Đối phương, quả nhiên không ngừng mới đến nhiều thế này người. Sương mù dày đặc tràn ngập, trúc ra người cũng phân biệt không ra đối phương rốt cuộc tới bao nhiêu người, chỉ là đơn nghe này đó chỉnh tề tiếng bước chân, là có thể phân biệt, nhân số, ít nhất thượng trăm. Giết bọn họ mọi người, hồng y nữ nhân đứng ở nơi đó, xem cũng không xem phía sau liếc mắt một cái, liền phân phó nói. Hồng y nữ nhân giọng nói rơi xuống, lại phát hiện chính mình phía sau một chút động tĩnh đều không có. Còn lăng cái gì, giết bọn họ. Nàng sau lưng, như cũ là trầm mặc. Hồng y nữ nhân phát hiện, Trương Huyền chính vẻ mặt ý cười nhìn chính mình. Ngươi cười cái gì? Thật đáng tiếc, Trương Huyền lắc lắc đầu, người của ngươi, tới không được. Cái gì? Hồng y nữ nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng quay đầu lại nhìn lại. Liền thấy, ở chính mình phía sau, kia nồng đậm xương trắng giữa, từng đạo màu đen thân ảnh đứng yên ở này, này đó màu đen thân ảnh. Mỗi người trong tay đều kiềm giữ một phen chói lọi lưỡi dao sắc bén, trên mặt, mang có một trương trường răng nanh mặt quỷ mặt nạ. Hồng y nữ nhân ở nhìn đến này đó thân ảnh thời điểm, thân hình rõ ràng chấn động. Địa ngục, hành giả. Tâm tắc, xem ra chúng ta Quang Minh Đảo thanh danh không nhỏ sao. Trương Huyền cười nói. Quang Minh Đảo, đứng ở trúc gia trong đám người trúc trung đám người, ở nghe được Trương Huyền lời nói khi, trừng lớn đôi mắt. Liền ở không lâu trước đây. Bọn họ còn trò chuyện Quang Minh Đảo, nói đó là trên thế giới này, cường đại nhất tổ chức, không nghĩ tới, hắn thế nhưng đến từ Quang Minh Đảo. Hàn Ôn Nhu mắt đẹp trung nổi lên gợn sóng, nàng cuối cùng biết, Trương Huyền đến từ nơi nào, Quang Minh Đảo, Quang Minh Đảo. Ở lưỡi dao sắc bén huấn luyện thời điểm, Hàn Ôn Nhu không ngừng một lần nghe qua cái này tổ chức, chẳng sợ lưỡi dao sắc bén huấn luyện viên, đang nói đến Quang Minh Đảo ba chữ thời điểm, trong mắt đều không khỏi mang theo một mặt kính sợ. Đây là một cái chỉ dựa vào tên, là có thể làm người rất là kính nể tổ chức. Trương Huyền nhìn hồng y nữ nhân, nhàn nhạt mở miệng, ta cho ngươi ba tiếng cơ hội, nói cho ta, các ngươi đến từ nơi nào, che giấu khí mục đích lại là cái gì, bằng không, tin tưởng ta, ngươi vô pháp rời đi nơi này. Mơ tưởng, hồng y nữ nhân cắn răng, Quang Minh Đảo, cũng bất quá là một đám man nhân tự phong thánh địa mà thôi, ở chúng ta trong mắt, các ngươi đơn giản là một đám ngu muội. Làm ta không rời đi nơi này, ngươi còn không có bổn sự này. Đúng không? Trương Huyền khóe miệng gợi lên một mặt cười khẽ, vậy, giết đi. Trương Huyền dứt lời nháy mắt, một mặt hàn mang, hướng hồng y nữ nhân cổ vạch tới. Chương 411, sương mù thật mạnh. Tại đây mặt hàn mang hoa hướng hồng y nữ nhân nháy mắt, một đạo hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên. Dừng tay! Này tiếng quát đến từ sương mù dày đặc giữa, có chứa một loại cực cường khí thế. Làm người theo bản năng liền phải đi nghe phục. Kia mặt hàn mang, cũng không có bởi vì này tiếng quát dừng lại, như rắn độc phun tin, tiếp tục đánh úp về phía hồng y nữ nhân cổ. Mắt thấy này mặt hàn mang đã tới rồi hồng y nữ nhân phụ cận, sương mù dày đặc trung, một con bàn tay to duỗi tới, cơ hồ ở nháy mắt đoạt được chuôi này lưỡi dao sắc bén, địa ngục hành giả, hành động thất bại. Tên kia bị đoạt được lưỡi dao sắc bén địa ngục hành giả còn muốn động thủ. Dừng tay đi. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Trương Huyền duỗi khởi cánh tay, làm cái đình chỉ thủ thế. Tên này địa ngục hành giả đem cúi đầu, thối lui đến một bên. Trương Huyền híp mắt nhìn lại, thấy rõ người tới bộ dáng, nam tính,
hơn 40 tuổi, thân xuyên bình thường hưu nhàn trang. Người tới cũng nhìn Trương Huyền, trực tiếp mở miệng, người không thể giết nàng. Trương Huyền khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, người uy hiếp ta. Không dám, trung niên nam nhân lắc lắc đầu, địa ngục hành giả 10 vạn, trải rộng thế giới các nơi, thế gian này, lại có ai dám uy hiếp người đâu, quang minh đảo đảo chủ, bị thế nhân gọi địa ngục quân vương Sa Tăng đại nhân. Trung niên nam nhân nói, làm ở đây sở hữu trúc gia người, đều tại đây một khắc há to miệng, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng nhìn về phía Trương Huyền. Địa ngục quân vương, Sa Tăng. Hắn thế nhưng chính là địa ngục quân vương, quang minh đảo đảo chủ, được xưng trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Trúc Trung đứng ở diễn võ đài bên ngoài, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh quay cuồng, hắn thần tượng, đó là Sa Tăng, cho tới nay, ở hắn trong lòng, đều ở ảo tưởng Sa Tăng rốt cuộc là một cái thế nào hình tượng. Nhưng thật sự không nghĩ tới, thế nhưng là cùng chính mình không sai biệt lắm đại một thanh niên, cùng chính mình đồng dạng số tuổi, cũng đã vô địch hậu thế giới, thống lĩnh trên đời này cường đại nhất tổ chức. Trúc Trung lại tưởng phía trước, chính mình nói vô địch với cùng thế hệ, hiện tại mới phát hiện, chính mình nói, cỡ nào buồn cười, vị này Sa Tăng đại nhân, mới là chân chính vô địch, chính mình ánh mắt quá mức thiển cận, còn có chính mình nói ra sáng tạo một tổ chức thời điểm, nhân ra lại đây giáo chính mình như thế nào lãnh đạo. Chính mình còn ở cười nhạo nhân gia, hiện tại đâu? Chính mình thật sự giống như là một cái não tàn a. Hàn Ôn Nhu mắt đẹp trung tia sáng kỳ dị liên tục, chính mình nam nhân, thế nhưng là trong truyền thuyết Sa Tăng, quang minh đảo đảo chủ. Trương Huyền híp mắt nhìn chăm chú vào tên này trung niên nam nhân, xem ra, các ngươi chuẩn bị công tác làm được không tồi, như vậy kế tiếp đâu, ngươi cho rằng ngươi biết ta thân phận, ta không dám giết ngươi. Trung niên nam nhân tiếp tục lắc đầu. Này không phải ta át chủ bài, ta biết, trên đời này, còn không có Sa Tăng đại nhân không dám giết, chẳng qua lúc này đây, người muốn bán một cái mặt mũi. Trung niên nam nhân nói xong, từ trong túi móc ra một quả tiền xu, xa xa vứt cho Trương Huyền. Trương Huyền tiếp được tiền xu nháy mắt, đồng tử co rụt lại, trầm ngâm 3 giây, mặt mũi của hắn ta bán, các ngươi đi thôi. Đa tạ, trung niên nam nhân hướng Trương Huyền ôm ôm quyền, giữ chặt hồng y nữ nhân ống tay áo, đi. Thanh âm rơi xuống, hai người lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở sương mù dày đặc giữa. Kia 20 danh thanh y tử sĩ, cũng dần dần ẩn nấp đến sương mù dày đặc chung. Trương Huyền hướng chung quanh phất phất tay. Kia đứng ở sương mù dày đặc chung, như ẩn như hiện địa ngục hành giả, cũng dần dần biến mất, không có phát ra một chút tiếng vang. Trúc gia người nhìn đứng ở diễn võ đài phía trước nhất Trương Huyền, trong lòng có tất cả cảm khái, lại không ai dám tiến lên cùng Trương Huyền nói thượng một câu. Đây chính là Sa Tăng đại nhân a. Trúc Nguyên Cửu chậm rãi đi lên tới, nhìn về phía sương mù dày đặc chung, há miệng thở dốc, không nói gì. Nhìn xem cái này đi, Trương Huyền đem tên kia trung niên nam nhân vứt tới tiền xu, ném cho Trúc Nguyên Cửu. Trúc Nguyên Cửu tiếp nhận tiền xu, tại đây tiền xu mặt trên có khắc một cái lục tự. Lục tiên sinh, Trúc Nguyên Cửu đôi mắt trợn to. Lục lão nhân lúc trước ban cho 7 cái như vậy tiền xu. Hắn trước khi chết cũng giao đãi quá ta, ai muốn kiềm giữ này cái tiền xu, không phải quá phận thỉnh cầu, đều phải đáp ứng. Trương Huyền thở dài, những người này, là có bị mà đến a. Trúc Nguyên Cửu thật cẩn thận đem này cái tiền xu trả lại cấp Trương Huyền. Trương Huyền đem này tiền xu trang đến trong túi, mở miệng nói, được rồi, lần này lúc sau, bọn họ sẽ không tới, làm mọi người đều tan đi. Trúc Nguyên Cửu gật gật đầu, bắt đầu rồi an bài, báo cho mọi người. Không được đem hôm nay sự truyền ra đi, mặc kệ là tên kia hồng y nữ nhân, vẫn là về Trương Huyền. Trúc gia người một đám đem miệng bế nghiêm nghiêm, liền thảo luận cũng không dám. Địa ngục quân vương Sa Tăng danh hào thật sự là quá lớn. Đãi nhân đàn tan đi, Trương Huyền mang theo Hàn Ôn Nhu, đi vào Trúc Nguyên Cửu phòng. Trương Huyền phát hiện, chính mình đi ở Trúc gia trang thời điểm, Trúc gia người, liền xem cũng không dám xem chính mình liếc mắt một cái. Ta có như vậy dọa người sao? Trương Huyền sờ sờ cái mũi, tò mò hỏi hướng bên cạnh Hàn Ôn Nhu. Dọa người, Hàn Ôn Nhu không có chần chờ gật đầu, chẳng sợ ta vừa mới nghe được ngươi tên thời điểm, trong lòng đều xuất hiện sợ hãi. Trương Huyền cười to hai tiếng, như vậy cũng không tồi. Trong phòng, Trúc Nguyên Cửu đã phao hảo trà. Trúc gia trang ngoại. Hồng y nữ nhân cùng trung niên nam nhân ngồi ở một chiếc bình thường đại chúng bên trong xe. Thế nào? Trung niên nam nhân nhìn về phía hồng y nữ nhân. Không thành vấn đề, hồng y nữ nhân trên mặt lộ ra vui mừng,
ta đã thành công lầm đạo hắn, đối với khí, hắn hẳn là đã có chính mình lý giải. Trung niên nam nhân gật gật đầu, tốt nhất là như vậy, hắn là Lục tiên sinh thân truyền đệ tử, là trên thế giới này duy nhất đối chúng ta có uy hiếp người, hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể làm hắn phát hiện cái gì nghê đoan. Lục tiên sinh thật sự như vậy đáng sợ sao? Hồng y nữ nhân trên mặt sinh ra một mặt nghi hoặc. Trung niên nam nhân trên mặt, không tự giác xuất hiện một mặt sợ hãi, Lục tiên sinh ở chúng ta giữa danh hào, cùng hắn đệ tử ở bình thường cổ võ thế gia trung danh hào giống nhau, chỉ là tên, chính là một loại uy hiếp lực. Trúc gia trang viên, Trúc Nguyên cửu phẩm trà, hỏi hướng Trương Huyền, đối với khí, ngươi thấy thế nào? Không biết, Trương Huyền lắc đầu. Không biết, Trúc Nguyên cửu mặt mang nghi hoặc, vừa mới kia nữ oa dùng, bất chính là. Không phải khí, Trương Huyền phủ định nói, hoặc là nói, nàng đem chân chính khí ẩn tàng rồi, nàng muốn lầm đạo ta, làm người cho rằng khí chỉ là một cái tự biên tự diễn đồ vật. Này, Trúc Nguyên cửu nhíu mày. Trương Huyền cười cười, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, chuyện tốt ở chỗ, bọn họ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy cường đại, bọn họ cũng đang sợ, cũng ở sợ hãi, ít nhất, bọn họ sợ hãi ta trên tay át chủ bài, đến nỗi chỗ hỏng, khí thứ này, còn phải chậm rãi đi sờ soạng a. Trương Huyền vươn tay cánh tay, liền ở vừa mới quyết đấu giữa, có vô số khí, dũng mãnh vào cánh tay hắn chung, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện Trương Huyền làn da đang ở phát ra một loại rất nhỏ run rẩy. Chương 412, làm được không tồi. Trúc Nguyên cửu nghe Trương Huyền nói, lâm vào trầm mặc giữa, hôm nay đã đến những người đó thân phận, ở trong lòng hắn, lưu lại vô số nghi hoặc, hiện tại chỉ cảm thấy trước mắt một đoàn sương mù, như thế nào đều không thể vạch trần. Được rồi, Trúc lão nhân, sinh hoạt nên thế nào vẫn là thế nào, bọn họ hiện tại làm những việc này, nói trắng ra là, chính là hai chữ, kiêng kỵ. Trương Huyền buông chén trà, từ trên chỗ ngồi đứng lên, nếu bọn họ thật sự không sợ gì cả, liền không cần làm ra nhiều chuyện như vậy tới, quản hắn là âm mưu vẫn là dương mưu, ngươi nếu tự thân cường đại, cái gì đều không cần sợ, nói lớn một chút, bọn họ ẩn tàng rồi khí, mang theo âm mưu trốn tránh lên, nhưng nói trắng ra một ít. Này đó bất quá là một đám dấu ở cống thoát nước lão thử, liền mặt cũng không dám lộ, lại có thể nhảy ra bao lớn sóng gió tới. Trúc Nguyên Cửu nhìn Trương Huyền, ở Trương Huyền trên người, tràn ngập một loại làm Trúc Nguyên Cửu đều không khỏi cảm thán tin tưởng, có được loại này tin tưởng người, ở đối mặt bất luận cái gì sự tình khi, đều là không sợ gì cả. Trúc lão nhân, ta liền đi trước, ngươi phải có cái gì phát hiện, tùy thời cùng ta liên hệ, đánh ta tư nhân điện thoại là được. Trương Huyền gõ gõ mặt bàn, mang theo Hàn Ôn Nhu, rời đi Trúc gia. Ta đưa ngươi, Trúc Nguyên Cửu đứng dậy. Chờ Trương Huyền cùng Hàn Ôn Nhu đi vào nội thành thời điểm, sương mù dày đặc đã lui tán không sai biệt lắm. Hai người xin miễn Trúc Nguyên Cửu muốn an bài người mang theo hai người bọn họ du ngoạn thỉnh cầu, ở đều hải tùy ý xoay lên. Vừa mới chuyển không vài phút, Hàn Ôn Nhu liền nhận được Tôn Đội điện thoại, Tôn Đội nói cho Hàn Ôn Nhu, mặt trên an bài xuống dưới, lần này sự, hạ ra chút nào không truy cứu. Sự phạt cũng sẽ không rơi xuống bọn họ trên đầu. Hàn Ôn Nhu cùng Tôn Đội đám người rất rõ ràng, lần này mặt trên có thể như vậy xử lý, cùng Trúc lão gia tử là phân không khai, mà Trúc lão gia tử có thể ra mặt, tất cả đều là bởi vì Trương Huyền nguyên nhân. Tôn Đội còn nói cho Hàn Ôn Nhu, nàng kỳ nghỉ đến ngày mai liền ngưng hẳn, làm Hàn Ôn Nhu hảo hảo hưởng thụ này cuối cùng một ngày nhàn nhã nhật tử, sáng mai, bọn họ này chi tiểu đội, liền phải đi trước cảng. Thượng cấp an bài người, dẫn bọn hắn đi cùng hải thần hạm đội giao thiệp. Bản thân đối với cùng hải thần giao thiệp chuyện này, Hàn Ôn Nhu trong lòng là có chút không đế, bất quá hiện tại, nàng là tràn đầy tin tưởng, hải thần sở dĩ như vậy chịu người kính sợ. Đệ nhất, cùng hải thần tự thân thực lực có quan hệ, đệ nhị, còn lại là bởi vì, hải thần, chính là Quang Minh đảo 10 vương chi nhất. Mà chính mình bên người người nam nhân này, là Quang Minh đảo lãnh tụ, có hắn ở, chuyện này vẫn là thực nhẹ nhàng. Trương Huyền cùng Hàn Ôn Nhu ở đều hải suốt du ngoạn một ngày, không có lại đi cái gì viện bảo tàng linh tinh địa phương, nào hảo đi chơi nào, để lại không ít chụp ảnh chung. Buổi tối trở lại khách sạn, Hàn Ôn Nhu so trước hai ngày càng thêm điên cuồng, lại còn có tổng muốn nắm giữ quyền chủ động, làm đến Trương Huyền đều có chút bị động. Sáng sớm hôm sau, Trương Huyền cùng Hàn Ôn Nhu đi trước sân bay, muốn ngồi chuyên cơ đi trước cảng. Vốn dĩ Trương Huyền là tính toán cấp hải thần gọi điện thoại. Đem việc này thông chi một chút, kết quả hải thần điện thoại như thế nào đều đánh không đi vào, Trương Huyền đơn giản đi theo một khối đi, dù sao chính là một ngày sự sao.
Tới rồi sân bay khi, Tôn đội đám người đã đứng ở bực này chờ, bao gồm Kim Hâm, Điền Nhụy, cũng đều tại đây. Mấy người nhìn đến, Hàn Ôn Nhu đi đường khi, đã không có phía trước kiệu ai hùng khí thế, ngược lại có chút ngượng ngùng xoắn xít, trải qua hơn người sự người, tự nhiên minh bạch đây là vì cái gì. Hàn Ôn Nhu cảm nhận được mọi người trong mắt một ít cổ quái, mặt đẹp đỏ bừng. Đối với Trương Huyền muốn cùng nhau đi theo hành động chuyện này, Kim Hâm Hòa Điền Nhụy tỏ vẻ hoan nghênh, đối với Trương Huyền thân phận, ở hai người trong lòng, vẫn luôn là cái mê, bọn họ biết đến là, Trương Huyền thực lực cường đại, thả bối cảnh cũng cao, nếu không lần này hạ ra Dương sự, như thế nào sẽ làm Trúc lão gia tử tự mình ra mặt đâu. Cưỡi chuyên cơ đi vào cảng, đi vào một con thuyền không lớn du thuyền trước. Trương Huyền nhìn đến, du thuyền bong tàu thượng đã ngồi một người. Như thế nào mới đến, rong rong dài dài. Du thuyền bong tàu thượng là một người tóc ngắn thanh niên, giờ phút này chính đầy mặt không kiên nhẫn nhìn Kim Hâm bọn họ, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở Hàn Ôn Nhu trên người, u, đây là này phê tân nhân. Kim Hâm cấp Tôn đội đám người giới thiệu, bong tàu thượng tên này thanh niên, kêu Cố Phương, chuyên môn phụ trách lưỡi dao sắc bén ở trên biển nhiệm vụ, cùng trên biển khắp nơi thế lực đều có không tồi giao tình. Cố đội hảo, mọi người đi lên bong tàu, hướng Cố Phương vấn an. Ở lưỡi dao sắc bén giữa, có cái bất thành văn quy củ, phàm là so với chính mình tư cách muốn lão đội viên, đều phải xưng hô này vì đội trưởng. Cố Phương tượng trưng tính gật gật đầu, cuối cùng từ đem ánh mắt phóng tới Hàn Ôn Nhu trên người, này tân đội viên có hay không hứng thú tới ta trong đội ngũ. Cố Phương, nhân gia danh hoa có chủ, người cũng đừng đánh cái gì tâm tư lạc. Kim Hâm đi đến Cố Phương bên người, hướng Trương Huyền chu chu môi, xem, nhân gia bạn trai liền ở bên cạnh đâu. Bạn trai, Cố Phương cười cười, ta nhớ rõ, chúng ta trong đội ngũ là không cho làm nam nữ quan hệ đi, cái kia tiểu tử, người bị khai trừ rồi, đi thôi. Cố Phương hướng Trương Huyền phất phất tay, ý bảo Trương Huyền rời thuyền. Ha ha, Trương Huyền cười cười, ta không phải các ngươi trong đội ngũ, là tới hỗ trợ cùng hải thần hạm đội giao thiệp. Giao thiệp, dùng đến ngươi, Cố Phương ánh mắt lộ ra một tia bất mãn, Kim Hâm, ngươi có ý tứ gì, ngươi là cảm thấy, ta nói chuyện không tiểu tử này hảo xử. Điền Nhụy cười đi tới, được rồi Cố Phương, nhân gia hảo ý tới hỗ trợ, chúng ta tổng không thể cự tuyệt đúng không, được rồi, mau khai thuyền đi. Khai thuyền đi, Kim Hâm cũng nói. Thấy Điền Nhụy cùng Kim Hâm đều nói chuyện, Cố Phương hừ lạnh một tiếng, phát động du thuyền. Du thuyền tốc độ cao nhất phát động, muốn đến vùng biển quốc tế, cũng đến yêu cầu đại khái 3 cái giờ tả hữu thời gian. Trong khoảng thời gian này, là không có bất luận cái gì sự tình có thể làm, mọi người có đãi ở khoang thuyền nội, có chút nằm ở bong tàu thượng. 3 cái giờ sau, đạt tới vùng biển quốc tế phạm vi. Hàn Ôn Nhu cùng Trương Huyền ghé vào vòng bảo hộ bên cạnh, Hàn Ôn Nhu chỉ dưới thân, cái này mặt chính là kia con trầm thuyền, chỉ có một nửa ở Hoa Hạ lãnh hải phạm vi. Hàn Ôn Nhu nói xong, lại chỉ phương Tây. Xem kia, đều là hải thần hạm đội. Ở Hàn Ôn Nhu ngón tay phương hướng, dừng lại tam chi quân hạm. Hàn Ôn Nhu vẻ mặt tò mò hỏi hướng Trương Huyền, các người quang minh đảo có bao nhiêu con chiến hạm a? Nghe nói là mỗi cái quốc gia lãnh hải bên ngoài, đều có tam con quang minh đảo chiến hạm. Trương Huyền lắc đầu nói, ta cũng không biết, việc này đều là hải thần tới quản, cụ thể hẳn là xem phí lôi tư cấp đầu bao nhiêu tiền đi. Hàn Ôn Nhu trợn trắng mắt, người hôm nay còn giáo dục trúc gia người đâu, xem ra người cái này lãnh tụ đương cũng không như thế nào sao. Trương Huyền cười gượng hai tiếng, không có đáp lời. Giờ phút này, khoảng cách Trương Huyền bọn họ không xa kia tam con chiến hạm thượng, một người đầu chọc bạch nhân tráng hán, đang đứng ở bong tàu thượng, nhìn chằm chằm phía dưới. Hoa Hạ trầm thuyền, lão đại chính là Hoa Hạ người, này con thuyền, hắn nhất định có hứng thú, lần này ngươi làm không tồi, lợi ngẩng. Bạch nhân tráng hán quay đầu lại, cấp phía sau một người phương Tây nam nhân dựng cái ngón tay cái. Lợi ngẩng đầy mặt vui sướng, hắn là này phiến hạm đội đội trưởng, lần này phát hiện trầm thuyền sau, trước tiên đăng báo, không nghĩ tới hải thần đại nhân thế nhưng tự mình tới. Chương 413, trên biển bá chủ. Hải thần đứng ở bong tàu thượng, nhìn đến một con thuyền du thuyền dần dần xử ra Hoa Hạ lãnh hải, tiến vào vùng biển quốc tế phạm vi, chiều phía chính mình xử tới. Đó là đang làm gì, đi xem. Hải thần nhíu mày, nói một tiếng. Lợi ngẩng vội vàng gật đầu, tự hạm đội thượng buông một cái cano, hắn mang theo hai người, ngồi vào cano thượng, chiều chiếc du thuyền kia mà đi. Đứng ở du thuyền bong tàu thượng Cố Phương, nhìn đến một con thuyền cano chiều phía chính mình xử tới, theo khoảng cách tiếp cận,
hắn cũng thấy rõ cano người trên. Cố đội, đối diện những người đó ngươi nhận thức sao? Một người lưỡi dao sắc bén chờ tuyển đội viên đứng ở Cố Phương bên cạnh hỏi. Đương nhiên, Cố Mặt Chữ Điền thượng lộ ra một mặt đắc ý, đó là Lợi Ngẩng, cái này hạm đội đội trưởng, lão bằng hữu. Cố Phương nói, khiến cho người nhanh hơn thuyền tốc, chiều kia con cano khai đi. Trương Huyền đứng ở bong tàu thượng, nhìn đến phương xa kia tam con chiến hạm, cảm giác có điểm không thích hợp. Toàn bộ chiến hạm người trên đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đây là tình huống như thế nào? Trương Huyền nhíu nhíu mày, hướng Cố mới nói, bằng không ta đi thôi. Ngươi, Cố Phương coi khinh nhìn mắt Trương Huyền, ngươi cảm thấy ngươi đi, có người cho ngươi mặt mũi sao? Không cần đem chính mình xem quá nặng. Ở Cố Phương nói chuyện thời điểm, Lợi Ngẩng điều khiển kia con cano đã tới rồi du thuyền trước. Hải, Lợi Ngẩng, ta lão bằng hữu, đã lâu không thấy a. Cố Phương đứng ở bong tàu thượng, cùng Lợi Ngẩng chào hỏi. Lợi Ngẩng ngồi ở du thuyền thượng, nhíu nhíu mày, dùng không thế nào đánh dấu hoa hạ ngữ nói, Cố, như thế nào là ngươi, có chuyện gì sao? Lão bằng hữu, chúng ta hoa hạ phát hiện một con thuyền trầm thuyền, liền tại đây phía dưới. Cố Phương nói, duỗi tay chiều dưới thân nước biển chỉ, chúng ta chuẩn bị vớt, các ngươi liền không cần lo cho. Muốn phóng ngày thường, Cố Phương đưa ra cái này thỉnh cầu, Lợi Ngẩng khẳng định sẽ cho hắn cái mặt mũi, chẳng qua hôm nay, này trầm thuyền hải thần tự mình ra lệnh muốn vớt. Lợi Ngẩng hướng Cố Phương lắc lắc đầu, Cố, này trầm thuyền có một nửa là ở chúng ta địa bàn, ngươi không cần vượt rào, lui về đi. Cố Phương nguyên bản tin tưởng tràn đầy bộ dáng, bởi vì Lợi Ngẩng nói, sắc mặt ngẩn ra, cảm giác được một trận mất mặt. Vừa mới chính mình còn ở trên thuyền nói cái gì vạn vô nhất thất linh tinh nói, hiện tại đã bị người vả mặt. Cố Mặt Chữ Điền sắc nháy mắt lôi kéo, Lợi Ngẩng, nói như vậy, ngươi là không tính toán cho ta cái này mặt mũi. Mặt mũi, Lợi Ngẩng cũng là sắc mặt lôi kéo, hiện tại hải thần đại nhân liền ở sau người, chính mình sao có thể thua khí thế, Cố, ngươi cảm thấy tại đây phiến vùng biển quốc tế thượng, ngươi có tư cách cùng ta để mặt mũi. Lợi Ngẩng nói xong, cầm lấy một cái bộ đàm, đối với bộ đàm nói một câu. Giây tiếp theo, phương xa tam con chiến hạm thượng, lớn nhất pháo ống, liền đồng thời nhắm ngay Cố Phương nơi này chiếc du thuyền. Này một động tác, làm cho cả người trên thuyền, đều sắc mặt trắng bệch, bọn họ sẽ không hoài nghi này tam con chiến hạm chỉ là dọa dọa chính mình, hải thần uy danh, phàm là ở trên biển người, đều rất rõ ràng. Cố, hướng ta xin lỗi, nếu không không cần hoài nghi, ta đạn pháo sẽ dừng ở ngươi trên đầu. Lợi Ngẩng trầm giọng nói. Nói, xin lỗi, Cố Phương nhìn Lợi Ngẩng bộ dáng, chỉ cảm thấy một loại khuất nhục từ đáy lòng phát lên, nếu ngày thường chỉ là chính mình một người, nhận túng cũng liền nhận túng, nhưng hiện tại trên thuyền còn có nhiều như vậy tân nhân, càng có một vị mỹ nữ, chính mình muốn nhận túng, về sau này mặt mũi hướng nào phóng. Cố Phương lắc lắc đầu, Lợi Ngẩng, ta lệ thuộc với lưỡi dao sắc bén, các ngươi hải thần, muốn cùng chúng ta lưỡi dao sắc bén khai chiến sao? Lợi Ngẩng khẽ cười một tiếng, lưỡi dao sắc bén, lấy lưỡi dao sắc bén uy hiếp chúng ta hải thần. Vậy ngươi trở về hỏi một chút, các ngươi xác định, muốn cùng chúng ta hải thần, cùng với Quang Minh Đảo khai chiến. Quang Minh Đảo ba chữ vừa ra, dường như một thanh búa tạ, trùy ở Lợi Ngẩng ngực, làm hắn có loại không thở nổi cảm giác. Cố, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, hướng ta xin lỗi. Lợi Ngẩng lại lần nữa nói. Cố Phương há miệng, quay đầu nhìn lại, phát hiện người trên thuyền đều đang nhìn chính mình. Xin lỗi, Lợi Ngẩng quát. Ở Lợi Ngẩng phát ra tiếng quát đồng thời, phương xa kia tam con chiến hạm, chính lấy cực nhanh tốc độ, chiều bọn họ bên này xử tới. Cố Phương hung hăng nuốt khẩu nước bọt, mồ hôi theo nhĩ tấn hai sườn chảy xuống. Lợi Ngẩng cầm lấy bộ đàm, hướng bộ đàm quát, lửa đạn chuẩn bị. Nghe ta khẩu lệnh. Chiến hạm thượng, tối om pháo quản, mang theo một cổ túc sát chi ý, nhắm ngay này chiếc du thuyền. Cố Phương chỉ cảm thấy chính mình hai chân nhũn ra. Kim Hâm Hòa Điền Nhụy cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết quả. Mau, lùi lại, chỉ cần thối lui đến lãnh hải, bọn họ liền không thể công kích. Kim Hâm bay nhanh hạ lệnh. Khai thuyền tài công lập tức treo lên đảo chắn. Không cần lui, Trương Huyền lắc lắc đầu, đi đến bong tàu thượng, kia tam con chiến hạm, giờ phút này đã chạy đến du thuyền chung quanh, lấy Trương Huyền thị lực, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở đằng trước kia con chiến hạm người trên. Một người đầu chọc bạch nhân tráng hán. Xuất hiện ở Trương Huyền ánh mắt giữa. Trương Huyền hướng về phía kia con chiến hạm, hô to một tiếng, đầu chọc. Đầu chọc,
Nghe được Trương Huyền tiếng la, Kim Hâm đám người, còn có Cố Phương, theo bản năng chiều kia con chiến hạm thượng nhìn lại, khi bọn hắn nhìn đến kia con chiến hạm thượng đầu chọc thân ảnh khi, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa nằm liệt ngồi ở boong tàu thượng. Đây là ai? Đây là Hải Thần A, Quang Minh đảo mười vương chi nhất, được xưng trên biển bá chủ nhân vật. Người kêu hắn đầu chọc, này không phải tìm chết sao? Kim Hâm đám người nhìn đến, nguyên bản đã bay nhanh chiều bên này chạy tới chiến hạm, lại một lần nhanh hơn tốc độ, gần 10 giây thời gian, cũng đã tới rồi phụ cận. Kia đứng ở boong tàu thượng Hải Thần, tự boong tàu thượng một cái mãnh nhảy, cả người như đạn pháo giống nhau bay ra, theo sau thật mạnh dừng ở này chiếc du thuyền boong tàu thượng. Theo đầu chọc Hải Thần rơi xuống đất, toàn bộ du thuyền đều đã xảy ra một trận lay động. Kim Hâm đám người chỉ cảm thấy một trận khí thế cường đại từ Hải Thần trên người phát ra, riêng là loại này khí thế khiến cho bọn họ có loại không thở nổi cảm giác. Xong rồi, xong rồi. Cố Phương trong miệng lẩm bẩm, hắn nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt tất cả đều là trách cứ. Đây là Hải Thần thân đến a, hắn thế nhưng kêu Hải Thần kêu đầu chọc. Trương Huyền chiều Hải Thần đi qua. Hải Thần cũng đi nhanh chiều Trương Huyền mãi tới. Hai người chi gian khoảng cách càng xúc càng ngắn. Kim Hâm trong lòng khẩn trương, nhìn mắt Điền Nhụy, nhỏ giọng nói, Trương Huyền không phải là muốn cùng Hải Thần động thủ đi. Không biết, Điền Nhụy đồng dạng sắc mặt khẩn trương. Theo Trương Huyền cùng Hải Thần khoảng cách càng ngày càng gần, liền ở Kim Hâm hòa Điền Nhụy cho rằng hai người muốn động thủ thời điểm, liền thấy hai người đồng thời cho đối phương một cái đại đại ôm. Một màn này, cấp Kim Hâm đám người xem ngây người. Tình huống như thế nào, Trương Huyền cùng Hải Thần nhận thức. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh trên biển bá chủ A. Đầu chọc, ta cho ngươi gọi điện thoại ngươi sao không tiếp? Trương Huyền tò mò hỏi một tiếng. Ta điện thoại ném chủ hạm thượng, ha ha. Hải Thần cười lớn một tiếng, lão đại, không nghĩ tới tại đây có thể nhìn thấy ngươi A. Chương 414, thân phận. Lão đại. Hải Thần đối Trương Huyền xưng hô, làm du thuyền thượng mọi người đều lâm vào dại ra giữa. Có thể bị Hải Thần xưng hô vì lão đại, trên đời này có mấy người. Ở Kim Hâm đám người đã biết nhận chi giữa, chỉ có một. Kim Hâm có chút phát ngốc đi đến Hàn Ôn Nhu bên người, Ôn Nhu A, người này bạn trai, rốt cuộc là gia tộc nào A? Gia tộc nào? Hàn Ôn Nhu mặt mang nghi hoặc, lắc lắc đầu, không phải gia tộc nào A, chính là ta hai ngày này, đều nghe người khác kêu hắn, kêu Sa Tăng. Sa Tăng. Kim Hâm theo bản năng kêu sợ hãi ra tiếng. Trương Huyền, chính là trong truyền thuyết thế giới kia mạnh nhất nam nhân, Sa Tăng. Ta Thiên. Kim Hâm giờ phút này, cũng không biết nên hình dung như thế nào chính mình hiện tại tâm tình, cái kia được xưng thế giới mạnh nhất nam nhân, chính mình đã sớm gặp qua. Kim Hâm đột nhiên nhớ tới, chính mình buổi sáng ngồi máy bay thời điểm, còn cùng Trương Huyền khai không ít vui đùa, đây là cùng Sa Tăng nói giỡn a. Kim Hâm hiện tại ngẫm lại, đều cảm giác được nghĩ lại mà sợ, này cũng quá không chân thật đi. Kim Hâm dùng sức quơ quơ đầu, nếu Trương Huyền chính là Sa Tăng nói, nhiệm vụ lần này, đã thành. Hải Thần cấp Trương Huyền chỉ xuống biển mặt, lão đại, này thấp hèn có con trầm thuyền, hẳn là mấy trăm năm trước cổ hoa hạ lưu lại, người phía trước không phải làm ta hỏi thăm về thời cổ một ít đồ vật sao, ta cảm thấy này con trầm thuyền ngươi hẳn là có hứng thú. Không cần, Trương Huyền vẫy vẫy tay, ta lần này tới. Cũng là vì này con trầm thuyền, đúng rồi, giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức. Trương Huyền mang theo Hải Thần, đi đến Hàn Ôn Nhu trước mặt, mở miệng nói, đây là Hàn. Trương Huyền lời nói còn chưa nói xong, Hải Thần liền lập tức vươn tay, vị này chính là nhị tẩu đi, quả nhiên là hoa hạ mỹ nữ, thật sự là xinh đẹp a, nhị tẩu ngươi hảo. Hải Thần này vội vàng vội chủ động chào hỏi bộ dáng, nháo đến Hàn Ôn Nhu sửng sốt, nhìn trước mặt này trên mặt chen đầy tươi cười đầu chọc đại hán. Hàn Ôn Nhu có loại không chân thật cảm. Lần này ra nhiệm vụ trước, lưỡi dao sắc bén chuyên môn dặn dò quá bọn họ, cho bọn hắn này chi chờ tuyển tiểu đội phổ cập khoa học Hải Thần đáng sợ, làm cho bọn họ tiểu tâm hành sự, ngàn vạn không thể chọc đến đối phương bất mãn. Ở lưỡi dao sắc bén phổ cập khoa học những cái đó sự tích chung, Hàn Ôn Nhu này chi tiểu đội, đối Hải Thần ấn tượng chỉ có một, đó chính là huyết tinh, tàn bạo. Nhưng hiện tại trước mắt cái này cười cùng hoa giống nhau bạch nhân tráng hán. Như thế nào đều cùng tàn bạo cùng huyết tinh không dính dáng gì với nhau a. Hải Thần này một cái nhị tẩu, càng là cấp Hàn Ôn Nhu nháo đến ngượng ngùng không thôi, nàng ở Trương Huyền trước mặt, vẫn là có cái loại này nữ bạo long bộ dáng, nhưng ở Trương Huyền bằng hữu trước mặt, tận lực biểu hiện ôn nhu rất nhiều. Ngươi hảo, ta kêu Hàn Ôn Nhu,
Hàn Ôn Nhu cùng hải thần chào hỏi, nắm lấy hải thần kia chỉ bàn tay to. Hải thần chỉ là nhẹ nắm liền buông ra, biểu đạt đối Hàn Ôn Nhu tôn trọng. Trương Huyền mở miệng nói, Ôn Nhu là lưỡi dao sắc bén tiểu đội, lần này tới nhiệm vụ, chủ yếu là cùng các ngươi giao thiệp về này con trầm thuyền sự, này con trầm thuyền, các ngươi liền không cần lo cho đi, làm lưỡi dao sắc bén đi vớt. Hành, lão đại ngươi đều lên tiếng, ta khẳng định là không ý kiến a, này thuyền vớt đi lên cũng là của ngươi. Hải thần một phách bộ ngực, lão đại ngươi yên tâm, lần này ta liền đem nhị tẩu ảnh chụp thả ra đi, về sau ở trên biển, chỉ cần là tẩu tử chấp hành nhiệm vụ địa phương, chúng ta hải thần hạm đội, tất cả đều né xa ba thước, tẩu tử muốn đi nào liền đi đâu, chúng ta hải thần ở phía sau hộ giá hộ tống. Kim Hâm đứng ở một bên, nghe được hải thần nói, trong lòng cảm thán, lúc này đây, lưỡi dao sắc bén thật là nhặt được bảo a, đem sa tăng nữ nhân chiêu đến trong đội ngũ tới, này về sau lưỡi dao sắc bén địa vị, cũng sẽ dưới mặt đất thế giới trở nên càng thêm trọng. Trương Huyền cùng hải thần tùy tiện hàn huyên hai câu, hải thần liền rời đi. Chờ hải thần hạm đội đi xa, dù thuyền người trên, vẫn là không hoãn quá mức tới, trừ bỏ Kim Hâm bên ngoài, còn lại người còn không biết Trương Huyền là sa tăng thân phận, chỉ là hải thần thái độ, làm cho bọn họ đều ở suy đoán, Trương Huyền rốt cuộc là vị nào đại nhân vật. Kim Hâm cũng không có nói bậy, rốt cuộc loại sự tình này, biết đến người càng ít càng tốt. Tới khi một đường kiêu ngạo cố phương, lúc này một câu đều không có, xám xịt trốn đến trong khoang thuyền đi. Nhiệm vụ lần này, xem như viên mãn hoàn thành. Vốn dĩ lưỡi dao sắc bén, còn chuẩn bị một ít đại giới, lần này liền này đó đại giới đều tỉnh, Kim Hâm hướng Trương Huyền bảo đảm, lần này trở về, Hàn Ôn Nhu khẳng định có thể thuận lợi tiến vào lưỡi dao sắc bén, thả tổ chức còn sẽ cho nàng nhớ một cái công lớn. Trương Huyền vừa lòng gật gật đầu, hắn có thể tới này, còn không phải là vì Hàn Ôn Nhu được chứ. Du thuyền chạy hồi cảng thời điểm, đã là buổi chiều. Hàn Ôn Nhu chi đội ngũ này nhiệm vụ kết thúc, cũng nên phản hồi lưỡi dao sắc bén tổng bộ, cùng Trương Huyền cáo biệt sau, cưỡi một con thuyền chuyên môn phi cơ trực thăng rời đi. Vốn dĩ Kim Hâm là tính toán đưa Trương Huyền đoạn đường, bất quá bị Trương Huyền cự tuyệt. Trương Huyền chính mình mua vé máy bay, phản hồi Ngân Châu. Buổi tối 9 giờ, Trương Huyền xuất hiện ở Ngân Châu sân bay, bên ngoài thành thị tuy đại, cũng xa hoa, nhưng Trương Huyền đều không có ở Ngân Châu đợi đến thoải mái. Nơi này đã để lại cho hắn một loại ra cảm giác. Trương Huyền cấp Lâm Thỉnh Hạm gọi điện thoại, muốn hỏi một chút Lâm Thỉnh Hạm trong khoảng thời gian này thế nào, kết quả điện thoại biểu hiện tắt máy. Mấy ngày nay, Trương Huyền cấp Lâm Thỉnh Hạm đánh vài lần điện thoại, đều là cái dạng này, nếu không phải Trương Huyền ở Tô Du kia xác định Lâm Thanh Hạm không có việc gì nói, đã sớm giết đến Yến Kinh đi. Tô Du nói cho Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm trong khoảng thời gian này đều ở Tô gia cổ mà. Nơi đó di động là không có tín hiệu, mỗi một cái Tô gia gia chủ ở thụ vị trước, đều sẽ đi nơi đó. Trương Huyền cắt đứt điện thoại, vừa muốn đánh chiếc xe về nhà, liền nghe được chính mình phía sau vang lên một trận dồn dập loa thanh. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, liền thấy một chiếc bảo mã BMW, chính ngừng ở chính mình phía sau, xuyên thấu qua trước kính chắn gió, Trương Huyền nhìn đến một Trương xinh đẹp khuôn mặt. U, Trương đại vội người đây là mới vừa xuống phi cơ sao? Tần Nhu lái xe, ngừng ở Trương Huyền bên người. Trương Huyền nhìn bảo mã BMW, xe trên ghế sau còn thả cái dương hành lý lớn, nghi hoặc nói, người đây cũng là mới vừa xuống phi cơ. Đúng vậy, mới từ Vân Tỉnh trở về, liền đụng tới ngươi, lên xe đi, đừng đánh xe. Tần Nhu lắc đầu. Trương Huyền đương nhiên sẽ không theo nàng khách khí, mở ra ghế phụ cửa xe, ngồi đi lên. Trương Huyền ngồi trên xe hỏi, ở Vân Tỉnh nói thế nào? Thực không tồi. Tần Nhu trên mặt toàn là vui vẻ biểu tình, hiển nhiên lần này thu hoạch pha phong, bất quá Trương Huyền, ngươi cùng cái kia Thạch Vương, có phải hay không có cái gì thù a? Ta quá khứ thời điểm, hắn luôn mãi hướng ta dò hỏi ngươi có ở đây không, ngươi đây là đem người phòng ở cấp trộm. Trương Huyền nghĩ nghĩ, chính mình lúc trước cấp Thạch Vương kia một đám cục đá khai sạch sẽ, sở hữu lục toàn không buông tha, làm Thạch Vương bồi mấy tỷ, cùng đem nhà hắn trộm cũng không sai biệt lắm đi. Trương Huyền cười hai tiếng. Ngươi quyết định từ hắn kia nhập hàng sao? Tần Nhu gật gật đầu, hợp đồng đều ký, hắn cho ta mỗi cây di 8 mao tiền giá cả, phí chuyên trở đi thấp nhất, mỗi tháng lấy nhiều ít cục đá xem ta tâm tình, ngươi mặt mũi, còn rất đại sao? Lão bằng hữu sao? Trương Huyền quơ quơ đầu. Chương 415, vô lý yêu cầu. Trương Huyền cùng Tần Nhu trở lại nội thành, xin miễn Tần Nhu kêu cùng nhau ăn khuya thỉnh cầu, hiện tại hắn, liền tưởng trước tiên về đến nhà.
mấy ngày nay không về nhà, hắn có điểm lo lắng ban công loại hoa cỏ thế nào. Tần Nhu nói cho Trương Huyền, nàng đổ thạch cửa hàng quá 2 ngày muốn chính thức mở cửa buôn bán, hy vọng Trương Huyền có thể qua đi tham gia cắt băng. Đến lúc đó xem đi, Trương Huyền phất phất tay, đi vào tiểu khu. Về đến nhà, Trương Huyền có một loại toàn thân đều nhẹ nhàng cảm giác, thiêu hồ thủy, cho chính mình phao ly trà, Trương Huyền nằm ở trên sofa, thở dài. Hô, vẫn là ở nhà thoải mái à. Sáng sớm hôm sau rời giường, Trương Huyền chạy tới thị trường bao lớn bao nhỏ mua một đống lễ vật, chạy đến viện Phúc Lợi, gần nhất có rất dài một đoạn thời gian cũng chưa tới viện Phúc Lợi, Trương Huyền thật đúng là tưởng này đó hài tử. Bọn nhỏ vừa thấy đến Trương Huyền, liền hưng phấn xông tới. Đầy đầu đầu bạc thôi viện trưởng cười ha hả đi vào viện Phúc Lợi cửa, hơi có chút trách cứ đối Trương Huyền nói, người đứa nhỏ này, lại mua nhiều như vậy đồ vật. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, sờ sờ trước người hài đồng đầu, bọn nhỏ thích, ta lại có năng lực, liền đưa điểm bái. Người cùng tiểu Nhu nha đầu này giống nhau, đều là hảo hài tử, tốt bụng. Thôi viện trưởng nhìn Trương Huyền. Trương Huyền ở viện Phúc Lợi đãi một buổi sáng, giữa trưa thời điểm, trở lại Lâm Thị. Tuy rằng Lâm Thanh Hạ mấy ngày nay không ở, nhưng Lâm Thị như cũ vận chuyển gọn gàng ngăn nắp, bí thư Lý Na đem hết thảy đều an bài ngay ngắn trật tự, mỗi một cái bộ môn, cũng đều như thường lui tới giống nhau vận chuyển. Trương Huyền đi vào Lâm Thị thời điểm, nhìn đến nghiệp vụ bộ vài tên cô nương chính chiều Lâm Thị ngoài cửa lớn đi tới. Đứng lại, Trương Huyền một tiếng quát chói tai, đem này vài tên cô nương gọi lại. Trương tiên sinh, vài tên cô nương vừa thấy Trương Huyền, vội vàng vấn an. Trương Huyền hiện tại ở Lâm Thị, cùng Lâm Thanh Hạm là một cái cấp bậc. Trương Huyền cau mày nhìn này vài tên cô nương, các ngươi làm gì đi? Đi tiếp khách hộ ăn cơm, dẫn đầu tên kia tổ trưởng nói. Này vài tên nghiệp vụ bộ cô nương, đều lớn lên thủy linh thực, hiện tại thoáng một tá giả, mỗi một cái đặt ở ứng dụng mạng xã hội thượng, kia đều là nữ thần cấp bậc. Trương Huyền đánh giá này vài tên cô nương liếc mắt một cái, lại lần nữa hỏi, bồi cái nào khách hàng ăn cơm, muốn các ngươi xuyên thành như vậy. Này vài tên cô nương, giờ phút này tuy rằng đều ăn mặc chức nghiệp chế phục, nhưng áo sơ mi cổ áo đều chạy đến cái thứ ba nút thắt, lộ ra tuyết trắng một mảnh, dẫn người mơ màng, mỗi người đều bôi son môi, phun nước hoa. Thấy Trương Huyền hỏi như vậy, tên kia tiểu tổ trưởng trả lời có chút ngượng ngùng, chính là Lâm Tổng lần trước ở Đều Hải tìm một cái hợp tác đồng bọn, bồi đối phương đại biểu cùng nhau ăn cơm, đối phương ám chỉ chúng ta muốn xuyên thành như vậy. Tên này tiểu tổ trưởng nói chuyện thời điểm, ánh mắt cũng có chút ảm đạm. Trương Huyền nhìn đến, còn lại những cái đó nghiệp vụ bộ các cô nương, trong ánh mắt cũng mang theo chút ủy khuất, rốt cuộc như vậy bồi người đi ăn cơm, đại gia cũng đều trong lòng biết bụng danh, cơm trong bữa tiệc bị lau cái du gì, đó là vô pháp tránh cho. Trương Huyền sắc mặt không tốt, đều đem nút thắt khấu hảo, ta và các ngươi một khối đi. Thật vậy chăng, tên kia tiểu tổ trưởng sắc mặt vui vẻ, nếu Trương Huyền có thể cùng đi, kia đối với các nàng tới nói, chính là kiên cố nhất hậu thuẫn a. Ta nhớ rõ Thanh Hạm nàng văn bản rõ ràng quy định quá, chúng ta công ty không làm những cái đó thượng vàng hạ cám, tình nguyện sinh ý không làm, cũng không thể ủy khuất người một nhà, ai cho các ngươi như vậy xuyên. Trương Huyền hỏi, là chính chúng ta, tên kia tiểu tổ trưởng cúi đầu. Trương tiên sinh, Lâm Tổng lần này đi công tác trước chuyên môn giao đãi quá, lần này khách hàng rất quan trọng, làm chúng ta thận trọng đối đãi, cho nên. Tiểu tổ trưởng nói còn chưa dứt lời, đã bị Trương Huyền đánh gãy. Nàng cho các ngươi thận trọng đối đãi, là cho các ngươi lấy ra chuyên nghiệp tiêu chuẩn tới, không phải cho các ngươi ủy khuất cầu toàn, các ngươi làm như vậy, Thanh Hạm không những sẽ không khen các ngươi, còn sẽ trách tội các ngươi, biết sao. Đi, ta và các ngươi một khối đi. Trương Huyền này một phen lời nói, làm này đó nghiệp vụ bộ các cô nương trong lòng ấm áp, hiện tại cái nào công ty, không phải hận không thể đem công nhân ép khô tới kiếm tiền, giống Lâm Thị như vậy vì công nhân suy nghĩ công ty, thật sự là quá ít. Ước hảo ăn cơm địa điểm, là Tân Khải khách sạn, chờ Trương Huyền đoàn người đến khách sạn cửa thời điểm, đối phương đã ở khách sạn ghế lô chờ. Di, lão đại, một tiếng kinh hỉ thanh âm, từ Trương Huyền phía sau vang lên. Trương Huyền quay đầu nhìn lại. Liền thấy Phí Lôi Tư mang theo mấy người đứng ở khách sạn trước cửa. Sao ngươi lại tới đây? Trương Huyền có chút tò mò hỏi. Phí Lôi Tư đi lên tới cấp Trương Huyền một cái ôm, theo sau nói, tới tìm tẩu tử, lần trước tẩu tử không phải đi Đều Hải tìm người hợp tác sao? Tẩu tử tuyển hảo đối tượng hợp tác, sắp tới liền đang nói chuyện này, lần này vừa vặn tới Ngân Châu khảo sát, liền thuận tiện lại đây.
Trương Huyền nhìn mắt Phí Lôi Tư phía sau kia mấy người, cái nào là lão bà của ta tuyển đối tượng hợp tác? Ngưỡng Giang, ngươi lại đây một chút. Phí Lôi Tư hướng phía sau phất phất tay. Một nam nhân trung niên bước nhanh đi tới. Đây là ta đại ca, họ Trương. Phí Lôi Tư cấp Ngưỡng Giang giới thiệu một tiếng, chỉ nói Trương Huyền họ, dư thừa không hé răng. Ngưỡng Giang vội vàng hướng Trương Huyền lộ ra kỳ hảo tươi cười, Trương tiên sinh, ngài hảo, ta là Ngưỡng Giang, may mắn cùng quý phu nhân hợp tác. Trương Huyền gật gật đầu, quay đầu lại hỏi thanh kia nghiệp vụ bộ tiểu tổ trưởng, người nói cái kia đại biểu tên gọi là gì? Lý Tráng, nghiệp vụ bộ tiểu tổ trưởng trả lời nói. Trương Huyền hỏi Ngưỡng Giang, cái này Lý Tráng, là các ngươi công ty người. Đúng vậy, Ngưỡng Giang vội vàng gật đầu, đây là ta phái tới Ngân Châu cùng quý phu nhân giao thiệp đại biểu. Hành đi, vừa vặn chúng ta nghiệp vụ viên hẹn các người đại biểu cùng nhau ăn cơm, các người cũng cùng nhau đến đây đi. Trương Huyền nói một tiếng. Ngưỡng Giang vội vàng gật đầu, đây là vinh hạnh của ta. Trương Huyền đoàn người, còn có Phí Lôi Tư mang theo Ngưỡng Giang đám người, cùng nhau chiều khách sạn chung đi đến. Lâm thị nghiệp vụ bộ các cô nương đi tuốt đàng trước mặt. Trương Huyền cùng Phí Lôi Tư nói chuyện phiếm, đi ở trung gian, đến nỗi Ngưỡng Giang đoàn người, chỉ dám đi ở cuối cùng. Đến ghế lô thời điểm, nghiệp vụ bộ các cô nương trước hết đi vào. Đang lúc Trương Huyền muốn đẩy cửa tiến vào thời điểm, nghe được ghế lô truyền đến một trận hét lớn một tiếng. Các ngươi Lâm thị có ý tứ gì? Có phải hay không không đem ta để vào mắt? Các ngươi muốn làm rõ ràng, các ngươi Lâm tổng vì tranh thủ lần này hợp tác cơ hội, trả giá bao lớn đại giới? Hiện tại các ngươi còn cùng ta bãi khởi phổ tới. Như thế nào, các ngươi thân mình thực quý giá sao? Ghế lô nội tiếng quát, làm Trương Huyền dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Ngưỡng Giang. Đi theo mặt sau cùng Ngưỡng Giang sắc mặt một trận mãnh biến, hắn nghe được rõ ràng, bên trong kia tiếng quát chủ nhân, đúng là lần này chính mình phái tới đại biểu, Lý Tráng. Phí Lôi Tư thần sắc không vui nhìn mắt Ngưỡng Giang, hỏi, sao lại thế này, đây là các ngươi hợp tác thái độ. Không đúng không đúng, Ngưỡng Giang vội vàng xua tay, ở tới phía trước, ta ngàn dặn dò vạn dặn dò, nói cho Lý Tráng làm hắn chú ý chính mình thái độ. Chương 416, thực xin lỗi. Ghế lô nội, vang lên nghiệp vụ bộ tiểu tổ trưởng thanh âm, có vừa mới Trương Huyền ở công ty buổi nói chuyện, tên này tiểu tổ trưởng có vẻ tự tin đủ không ít, Lý Tráng tiên sinh, ngươi nếu là nói chuyện hợp tác, chúng ta thực hoan nghênh, chúng ta Lâm thị, là chính quy xí nghiệp, không phải ngươi tưởng như vậy. Tên này tiểu tổ trưởng vừa dứt lời, ghế lô nội vang lên một tiếng cười nhạo, trang cái gì trang a? Ngươi cho rằng các ngươi Lâm thị là cái gì thứ tốt? Chỉ bằng các ngươi này công ty quy mô, có thể cùng chúng ta hợp tác, các ngươi Lâm tổng này trung gian, chỉ sợ ra không ít lực đi. Hiện tại các ngươi lại tới cấp ta trang thanh thuần tới. Ta liền rõ ràng nói cho các ngươi, nếu làm ta không vui, này hợp tác, liền miễn. Lý Tráng lời này âm rơi xuống. Đứng ở ghế lô bên ngoài Ngưỡng Giang chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Phí Lôi Tư tiên sinh, này thật sự không liên quan chuyện của ta a. Trương Huyền sắc mặt thật không đẹp, đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở ghế lô người, đây là một cái 30 tuổi tả hữu nam nhân, mang một bộ mắt kính, nhìn qua thực văn nhã. Giờ phút này ở cái này nam nhân trước mặt, bày một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, Trương Huyền quét mắt, trên bàn rượu là 3000 khối một lọ. Một bàn đồ ăn xuống dưới, ít nói có cái 2 vạn khối trở lên. Trương Huyền hỏi hướng tên kia nghiệp vụ bộ tiểu tổ trưởng, này đó đồ ăn đều là các ngươi điểm. Tiểu tổ trưởng lắc lắc đầu. Trương Huyền cười khẽ hai tiếng, nhìn về phía Lý Tráng, ăn uống không nhỏ a, muốn nhiều như vậy, ăn cho hết sao? Lão tử nguyện ý, Lý Tráng kiều cái chân bắt chéo ngồi ở trên chỗ ngồi, cho chính mình điểm căn thuốc lá, thật sâu hút một ngụm, theo sau nhìn về phía Trương Huyền, ngươi ai a ngươi? Đây là chúng ta Lâm tổng trưởng phu, tiểu tổ trưởng giới thiệu một tiếng. Nga, nghe được Trương Huyền thân phận sau, Lý Tráng như cũ là biểu tình không hề gợn sóng, như thế nào, các ngươi Lâm thị muốn chỗ tốt, còn không nghĩ trả giá điểm đại giới, lần này hợp đồng ta nhìn, hoàn hoàn toàn toàn chính là đem ích lợi toàn cho các ngươi Lâm thị, này hợp đồng từ đâu ra, chúng ta đại gia trong lòng cũng đều rõ ràng, ngươi cũng liền không cần tại đây cho ta trang sói đuôi to, cho các ngươi công ty cô bé, ngoan ngoãn nghe lời. Này hợp đồng, ta liền thiêm, nếu không, nhìn đến thời điểm hối hận chính là ai? Lý Tráng một bộ ăn định Trương Huyền bộ dáng, hắn làm thương trường cũng không ít năm, về lần này hợp tác hợp đồng miêu nị, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Trương Huyền trên mặt biểu tình không hề gợn sóng, hắn chỉ vào trên bàn này đó đồ ăn,
này bữa cơm, ai tới tính tiền? Chê cười, đương nhiên là các ngươi Lâm thị kết, chẳng lẽ muốn ta tính tiền sao? Lý Tráng Mãnh hút điếu thuốc, duỗi tay nắm lên trước mặt một chén tổ yến, uống đến trong miệng, xúc xúc miệng, lại phun ra. Hành đi, Trương Huyền gật gật đầu, nếu chúng ta kết, vậy ngươi liền đem ngươi muốn này đó, toàn cho ta ăn xong đi. Lý Tráng đột nhiên một phách cái bàn, đứng lên, chỉ vào Trương Huyền cái mũi, ngươi hắn sao? Lý Tráng nói còn chưa dứt lời, đã bị Trương Huyền bắt lấy thủ đoạn, dùng sức một ninh. Lý Tráng đương trường phát ra một tiếng kêu to. Trương Huyền này đột nhiên động tác, cấp nghiệp vụ bộ các cô nương hoảng sợ. Trương tiên sinh, này không thể đánh người a. Nghiệp vụ bộ tiểu tổ trưởng lập tức ra tiếng khuyên nhủ. Ngươi hắn sao, dám đánh ta, tin hay không ta cho các ngươi lần này hợp đồng thất bại. Lý lớn mạnh mắng một tiếng. Lý Tráng, ngươi thật là hảo bản lĩnh a, nguyên lai chúng ta công ty, là ngươi nói tính. Ghế lâu ngoài cửa, vang lên hét lớn một tiếng, Ngưỡng Giang vẻ mặt tức giận đi đến. Nguyên bản kiêu ngạo Lý Tráng vừa thấy đến Ngưỡng Giang, sắc mặt tức khắc biến đổi, Ngưỡng. Ngưỡng, tổng, ngài như thế nào tới? Ta nếu không tới, ngươi còn không ngã thiên. Ngưỡng Giang quát lớn một tiếng, theo sau vội vàng đối Trương Huyền nói, Trương tiên sinh, cái này Lý Tráng, hiện tại đã bị khai trừ rồi, không đại biểu chúng ta công ty, hắn làm hết thảy, thật sự không phải ta ý tứ, ngài biết đến, chính là mượn ta 1000 cái lá gan, ta cũng không dám a. Ngưỡng Giang nói chuyện thời điểm, đều mau khóc ra tới. Phí Lôi Tư là người nào, Ngưỡng Giang quá rõ ràng, trước mặt vị này, là Phí Lôi Tư tiên sinh đại ca, loại này nhân vật, nói ra nước miếng, đều có thể cho chính mình chết đuối a. Lý Tráng nhìn đến chính mình lão tổng, thế nhưng là cái dạng này thái độ, tức khắc cảm thấy một trận kinh ngạc, một cái xa xôi khu vực Lâm thị tập đoàn, có thể làm chính mình lão tổng xin tha. Trương Huyền lạnh lùng nhìn Ngưỡng Giang liếc mắt một cái, không nói gì. Lăn một bên đi, Phí Lôi Tư đi lên trước tới, một chân đem Ngưỡng Giang đá phiên. Ngưỡng Giang bị đá phiên trên mặt đất sau, trước tiên bò lên, không ngừng chiều trên mặt đất dập đầu. Trương Huyền đem Lý Tráng cánh tay buông ra, tùy tiện kéo Trương ghế dựa, ngồi vào một bên, hướng Lý Tráng chu chu môi, này thức ăn trên bàn cùng rượu, đều là hắn muốn, làm hắn toàn ăn đi, một chút đều không được thừa. Phí Lôi Tư gật gật đầu, hướng phía sau phất phất tay. Vẫn luôn đi theo Phí Lôi Tư phía sau mấy người, vội vàng đi rồi đi lên, hai người đè lại Lý Tráng, mặt khác một người, không ngừng nắm lên trên bàn ăn hướng Lý Tráng trong miệng nhét đi, này Lý Tráng sao có thể ăn đi xuống, nhét vào trong miệng lúc sau chết sống không hướng trong bụng nuốt. Một người nắm Lý Tráng cái mũi, mở ra một lọ rượu, đem bình rượu khẩu chạy đến lớn nhất, nhắm ngay Lý Tráng miệng liền rót đi vào. Có thể nhìn đến, Lý Tráng một khuôn mặt đã nghẹn thành tím màu xanh lá. Đãi hắn đem trong miệng đồ vật hỗn hợp rượu nuốt xuống đi sau, đối phương mới buông ra mũi hắn, làm hắn có thể hô hấp. Lý Tráng liên tục sặc khụ mấy khẩu, nước mắt đều sặc ra tới, hắn vội vàng hướng về phía Trương Huyền nhận sai, thực xin lỗi, tiên sinh, thực xin lỗi, là ta sai rồi. Trương Huyền xem cũng chưa xem Lý Tráng liếc mắt một cái, trầm giọng nói, tiếp tục. Kia đè lại Lý Tráng mấy người vừa nghe, lập tức dựa theo Trương Huyền phân phó. Đã đem trên bàn đồ vật hướng Lý Tráng trong miệng nhét đi, từng đạo đồ ăn không ngừng bị nhét vào Lý Tráng trong miệng. Kia cá tất cả đều là hắn muốn, xương cá đầu cũng đừng rơi xuống, cùng nhau làm hắn ăn vào đi. Trương Huyền nhìn trên bàn một mâm nhiều bảo cá, nói. Lý Tráng vừa nghe lời này, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, chính mình thật muốn bạn xương cá đầu cùng nhau ăn xong đi, kia tuyệt đối lập tức tiến bệnh viện. Lâm thị nghiệp vụ bộ các cô nương đứng ở Trương Huyền phía sau. Có điểm không dám nhìn tới một màn này, các nàng khi nào nhìn thấy quá cảnh tượng như vậy, liền cùng điện ảnh cái loại này hắc đạo giống nhau. Đều hảo hảo xem, Trương Huyền quay đầu lại, đối nghiệp phụ bộ các cô nương nói một tiếng, về sau, ai dám khi dễ chúng ta Lâm thị người, chính là kết cục này, các ngươi nhớ kỹ, ở bên ngoài, chỉ cần không phải các ngươi sai, hết thảy không hợp lý thỉnh cầu, các ngươi đều có thể cự tuyệt, đi chống cự, có bất luận cái gì hậu quả, ta cho các ngươi khiêng, đã biết sao. Trương Huyền này buổi nói chuyện nói ra, Lâm thị này đó các cô nương sống lưng đều không khỏi rất chính rất nhiều, có như vậy một lão bản, thật là chính mình may mắn. Trương tiên sinh, chúng ta đã biết, tên kia tiểu tổ trưởng lớn tiếng trả lời Trương Huyền. Hành, Trương Huyền gật gật đầu, các ngươi đi ra ngoài đi, mặt sau trường hợp, không thích hợp các ngươi tiếp tục xem đi xuống. Này đó nghiệp vụ bộ các cô nương lập tức đi ra ghế lô. Chương 417, khai trương.
Nghiệp vụ bộ các cô nương rời đi ghế lô sau, khuôn mặt nhỏ thượng đều có vẻ có chút hưng phấn. Quá khí phách, Trương tiên sinh thật sự là quá khí phách. Khó trách có thể tìm tới Lâm tổng như vậy ưu tú nữ nhân, ta phải có như vậy một cái bạn trai, ta cũng ái chết hắn. Đúng vậy, ta nghe ta khuê mật nói, bọn họ lão tổng, hận không thể các nàng mỗi ngày đi ra ngoài tiếp khách hộ uống rượu, giống Lâm tổng cùng Trương tiên sinh tốt như vậy lão bản, đi đâu tìm a? Các cô nương vừa nói, một bên rời đi khách sạn. Trương Huyền ngồi ở ghế lô, lặng lặng nhìn trước mắt một màn. Lý Tráng sớm đã ăn không vô đi, giờ phút này còn có một bàn lớn ăn, đều cơ hồ cùng không nhúc nhích giống nhau. Thực xin lỗi, đại ca, ta thật sự là ăn không vô nữa a, cầu xin ngươi, ta biết sai rồi, buông tha ta đi. Lý Tráng gian nan nuốt xuống trong miệng đồ vật, hướng Trương Huyền xin tha. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, hướng đè lại Lý Tráng mấy người nói, nếu hắn ăn không vô đi, liền nhổ xuống hắn ra, dùng hắn ra trang, thẳng đến đêm này một bàn đồ vật trang xong mới thôi. Lý Tráng vừa nghe lời này, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, đương trường quần liền ướt, hắn là thật sự sợ hãi a, hắn cũng rõ ràng, này đó có tiền có quyền người, nếu thật muốn chính mình mệnh, có vô số loại biện pháp làm chính mình đột nhiên biến mất. Đại ca, ta ăn, ta ăn, Lý Tráng không dám nói thêm nữa, dùng sức đem trên bàn ăn hướng trong miệng bái đi. Một chỉnh bàn đồ vật, ăn Lý Tráng đôi mắt không ngừng thượng phiên, mồm to thở dốc, hắn đã phun ra không biết bao nhiêu lần rồi, cả người đều hư thoát ở kia. Trương Huyền đứng dậy, phủi phủi trên người cho bụi, chụp một chút Phí Lôi Tư bả vai, ta liền đi trước, người có cái gì an bài sao? Vốn là muốn tìm tẩu tử tâm sự sinh ý thượng sự, bất quá hiện tại xem ra, không cơ hội. Phí Lôi Tư lắc lắc đầu, ta đây cũng liền về trước quốc, ta sẽ lại an bài người cùng tẩu tử giao thiệp. Hành, Trương Huyền gật gật đầu, duỗi tay chỉ một chút Lý Tráng, người này, người tuyển cái địa phương chôn đi. Phí Lôi Tư trả lời, hảo. Hai người đang nói chuyện này thời điểm, liền đi theo Liêu một kiện thực bình thường sự tình giống nhau. Trương Huyền rời đi khách sạn, nhìn thời gian, giữa trưa một chút, hắn không đi Lâm Thị, đơn giản thăm viếng một ít Ngân Châu đạo quan cùng chùa miếu, nhìn xem có thể hay không phát hiện một ít hữu dụng đồ vật, khi cái này ngoạn ý, Trương Huyền một ngày làm không rõ. Liền một ngày không được an tâm. Buổi tối 8 giờ, Trương Huyền về đến nhà. Ai, sống một mình nhật tử, thật đúng là tự do tự tại a. Trương Huyền duỗi người, đi chính mình trong phòng lấy mấy cây ngân châm, cắm ở chính mình cánh tay thượng. Trước hai ngày cùng Hồng Y nữ nhân chiến đấu khi, đối phương phát ra khí vẫn luôn đều tàn lưu ở hắn trên người, Trương Huyền thông qua ngân châm tới bài xuất. Ở ghim kim thời điểm, Trương Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được, này đó khí. Thật giống như là một loại virus, ở chính mình trong cơ thể tán loạn, ngẫu nhiên sẽ mang theo một trận đau đớn. Trương Huyền quơ quơ đầu, hắn gần nhất suy nghĩ vô số loại khả năng, đều bị chính mình cấp bài trừ. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Huyền bị một trận di động tiếng chuông đánh thức. Uy, Trương Huyền mơ mơ màng màng tiếp khởi điện thoại. Oa, ngươi thật đúng là nhàn nhã a, cái này điểm còn ngủ đâu. Trong điện thoại, vang lên Tần Nhu thanh thúy thanh âm. Trương Huyền quơ quơ đầu, mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện thời gian thế nhưng đã mau đến giữa trưa 12 giờ, chính mình có bao nhiêu lâu không ngủ đến lúc này. Giống như tối hôm qua bài xuất cánh tay trung tàn lưu khí sau, cả người liền có vẻ đặc biệt mỏi mệt. Trương Huyền thở phào khẩu khí, làm sao vậy? Khai Trương A, người hôm trước không phải đáp ứng ta tới tham gia ta cắt băng nghi thức sao? Tần Nhu ở trong điện thoại hưng phấn nói. Nhanh như vậy, Trương Huyền lắp bắp kinh hãi. Người này cửa hàng trang hoàng gì cũng đến yêu cầu thời gian đâu đi. Ta ở Vân Tỉnh thời điểm liền quyết định, đã sớm an bài người trang hoàng, sở hữu giấy chứng nhận đều làm xuống dưới. Hôm nay lại là cuối tuần, thời tiết không tồi, liền định hôm nay khai trương, địa chỉ ta phát ngươi, ngươi hiện tại lại đây đi. Hảo, Trương Huyền đáp ứng rồi một tiếng, xoay người rời giường. Nhanh chóng thu thập xong sau, Trương Huyền dựa theo Tần Nhu phát địa chỉ, tìm được rồi địa phương, cái này địa phương. Phàm là Ngân Châu người, nghe thượng một tiếng là có thể tìm được, là Ngân Châu nhất phồn hoa đường đi bộ. Trương Huyền đi vào sau phát hiện, nơi này đã tụ không ít người, hiện tại Hằng Viễn lực ảnh hưởng, cũng là càng lúc càng lớn. Trương Huyền nhìn đến, Tần Nhu lúc này đang đứng ở một nhà tân khai môn cửa hàng trước, không ngừng cùng người nói chuyện với nhau. Tần Tổng, chúc mừng a, chúc sinh ý thịnh vượng. Tần Tổng, chúc mừng. Chúc mừng Tần Tổng. Từng đạo chúc mừng tiếng vang lên, Tần Nhu trên mặt cũng toàn là tươi cười.
có người đưa lên Lãng Hoa trở vật. Trương Huyền đi ra phía trước, nhìn mắt Tần Nhu, ân, xinh đẹp. Tần Nhu đã sớm nhìn đến Trương Huyền, giờ phút này nghe được Trương Huyền nói, trợn trắng mắt, giận một tiếng nói, người này chúc mừng từ thật mới mẻ độc đáo. Ha ha, Trương Huyền cười lớn một tiếng, tổng không thể cùng người khác giống nhau đi. Trương Huyền nói xong, nhìn mắt Tần Nhu này cửa hàng bảng hiệu, Đoạn Ngọc Các. Tên hay, có nói là thần tiên khó Đoạn Ngọc, người này cửa hàng tên, ngụ ý hảo a. Đa tạ chúng ta Trương đại vội nhân xưng tán, Tần Nhu che miệng cười. Trương Huyền ánh mắt bình di, nhìn về phía bên cạnh, di. Ngươi khai hai nhà cửa hàng, nhà này tuyệt thế phỉ thúy, cũng là ngươi khai. Trương Huyền trên mặt mang theo chút nghi hoặc, liền ở Tần Nhu nhà này Đoạn Ngọc Các cách vách, vẫn là một nhà đổ thạch cửa hàng, chẳng qua môn không có khai. Tần Nhu lắc lắc đầu, không phải ta khai. Kia kỳ quái, Trương Huyền hồ nghi một tiếng, theo lý thuyết, đổ thạch cái này hạng mục, trừ bỏ ngươi bên ngoài, không ai có thể bắt lấy đến đây đi. Đúng vậy, Tần Nhu gật đầu, bất quá cửa hàng này vẫn luôn không mở cửa, phỏng chừng cũng là không có buôn bán. Tần Nhu giọng nói vừa mới lạc, liền thấy cửa này bài vì tuyệt thế phỉ thúy cửa hàng môn, bị người từ bên trong mở ra, ngay sau đó, một đạo tiếng cười to, từ một bên truyền đến. Ha ha ha, các vị, hôm nay ta đổ thạch cửa hàng khai trương, về sau còn muốn nhận được các vị nhiều hơn duy trì. Nghe thế nói thanh âm, Trương Huyền cùng Tần Nhu cơ hồ là đồng thời nhíu mày. Chiều thanh âm vang lên địa phương nhìn lại. Liền thấy, cùng Trương Huyền từng có vài lần xung đột Kha Bân, chính đại bước chiều bên này đi tới, ở Kha Bân phía sau còn đi theo một đám người, tất cả đều là tới cấp Kha Bân cổ động. Nguyên bản tới tham gia Tần Nhu khai trương nghi thức người, lúc này đều vẻ mặt nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Còn có người khai đổ thạch cửa hàng, này danh ngạch không phải chỉ có Tần luôn có sao? Người này ta nhận thức, Kha Bân, Kha gia thiếu gia. Nếu là Kha gia thiếu gia, cũng là có thể lý giải, hắn vì cái gì cũng có thể khai ra đổ thạch cửa hàng, lấy thân phận của hắn, bắt lấy đổ thạch cái này hạng mục, vẫn là thực nhẹ nhàng. Kể từ đó, Tần Tổng liền có lớn nhất đối thủ cạnh tranh A, này cửa hàng chuyên môn chạy đến Tần Tổng cách vách, kia hai nhà tất nhiên là phải có một hồi tranh phong. Chương 418 lại một nhà cửa hàng. Vốn dĩ hôm nay khai trương nghi thức, là đáng giá vui vẻ một ngày, nhưng đột nhiên sát ra tới Kha Bân. Liền giống như một viên ruồi bọ phân, đem Trương Huyền cùng Tần Nhu đều ghê tởm tới rồi. Nha, này không phải Tần Tổng sao, người này cửa hàng thật đúng là có thể khai lên. Kha Bân đi đến Tần Nhu trước mặt, lộ ra vẻ mặt khoa trương biểu tình. Người Kha thiếu gia có thể khai, ta Tần Nhu như thế nào liền không thể khai. Tần Nhu không có yếu thế. Ta có thể khai, là ta này thạch nguyên tới hảo, nhưng người Tần Tổng có thể khai, người này không phải gạt người sao. Kha Bân lớn tiếng nói, ngươi này thanh thế nháo đến lớn như vậy, là tưởng hy vọng có người tới cấp ngươi ngu xuẩn mua đơn. Kha Bân này một tiếng, làm rất nhiều người trong lòng nhảy dựng, này có ý tứ gì? Cái gì kêu Tần Tổng gạt người? Cái gì kêu làm đại gia vì Tần Tổng ngu xuẩn mua đơn? Ta không rõ ngươi nói ý tứ. Tần Nhu sắc mặt tối sầm, này khai trương ngày đầu tiên, Kha Bân coi như mọi người đối mặt nàng tiến hành bôi đen. Ha ha, Kha Bân cười một tiếng. Tần Tổng, người đừng tưởng rằng lần trước chuyện đó xử lý mau, đại gia liền cũng không biết. Một người Kha Bân chuyên môn tìm tới người thấy tình thế lớn tiếng hỏi, Kha Thiếu, người nói chính là gì sự a? Kha Bân ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, thấy những cái đó lúc trước vì Tần Nhu chúc mừng người đều chiều chính mình này xem ra sau, thanh thanh giọng nói, mở miệng, khoảng thời gian trước, Hằng Viễn Thương Mậu bị người sở lừa, ký xuống mấy trăm triệu đơn đặt hàng, lấy giá cao thu mua một đám nguyên thạch, kết quả những cái đó cục đá. Tất cả đều là bọn họ Hằng Viễn phía trước Tạc Sơn tồn lưu lại, căn bản chính là một ít phế liệu mà thôi, đại gia không tin nói, có thể lên mạng tra một chút, về lần trước cái kia tin tức. Hiện tại hẳn là còn có thể tra được. Tần Nhu vừa nghe Kha Bân nói chuyện này, sắc mặt biến đổi. Thượng một lần, về kia phê vật liệu đá sự, đích xác thượng tin tức, chẳng qua đều không phải là Kha Bân nói như vậy, Hằng Viễn cũng không có thu mua kia phê cục đá, hiện tại những cái đó cục đá cũng đều bị cầm đi tiêu hủy. Kha Bân làm, căn bản chính là cố ý chửi bới. Đứng ở Tần Nhu bên người Trương Huyền cười một tiếng, người nói Tần Tổng này đó là phế liệu, là được. U, này không phải Trương Huyền sao? Như thế nào, người đây là cùng Tần luôn có cái gì quan hệ a? Gì thời điểm đến phiên ngươi ra tới nói chuyện? Kha Bân hướng Trương Huyền nhướng mày, hắn đã sớm thấy Trương Huyền, chẳng qua vẫn luôn làm bộ không nhìn thấy, cố ý bày ra một bộ coi khinh bộ dáng.
Đối với Kha Bân thái độ, Trương Huyền chút nào không ngoài ý muốn, thông qua phía trước vài lần tiếp xúc, Trương Huyền phi thường minh bạch, này Kha Bân là cái gì tính cách người, loại người này, đặt ở thế giới ngầm, liền dường như một con mới vừa học được phịch chim nhỏ, liền cho rằng chính mình có thể so hùng ưng. Chung quanh người lấy ra di động, quả nhiên thấy được về Lâm Thị lần trước bị người dùng phế thạch lừa gạt tin tức. Kha Bân lớn tiếng nói, các vị, một ít phế thạch nếu có thể khai ra phỉ thúy, như vậy này phỉ thúy, cũng liền quá không đáng giá tiền. Kha Bân nói xong, bàn tay vung lên, chúng ta tuyệt thế phỉ thúy, tự vân tỉnh vận tới một đám tốt nhất vật liệu đá, chỉ là tiến giới, liền đạt tới mỗi cây di một khối tám, hôm nay khai trương bán hạ giá, mọi người, đệ nhất khối vật liệu đá, vô luận lớn nhỏ, vô luận tỷ lệ, tất cả đều 200 một khối. 200. Vây xem người kinh hô một tiếng, tuy rằng Ninh tỉnh không có đổ thạch, nhưng không đại biểu những người này không hiểu đổ thạch, tương phản, rất nhiều nhân vi đổ thạch, còn chuyên môn chạy đến Vân Tỉnh, ở nơi đó, một ít tốt vật liệu đá, có thể bán ra giá trên trời. Đổ thạch giới, có vương thạch, đế thạch vừa nói, loại này cục đá, còn không có thiết, đều có thể thấy lục, lớn nhất khác biệt, chính là không biết cục đá giữa lục có bao nhiêu mà thôi, giống nhau loại này cục đá, đều có thể bán ra giá trên trời, mười mấy vạn, mấy trăm vạn, thậm chí ngàn vạn đều có khả năng. Hiện tại Kha Bân, đệ nhất tảng đá, chỉ cần 200. Này cùng đưa tiền có quan hệ gì? Đây là bạch bạch đưa cho người một cái phất nhanh cơ hội a. Đương nhiên, cũng có người kiềm giữ nghi hoặc thái độ, bọn họ tại hoài nghi, Kha Bân này đó cục đá giữa, rốt cuộc có thể hay không khai ra lục tới. Tuyệt thế phỉ thúy trước cửa, kéo một cái màu sắc rực rỡ hệ mang, theo một trận pháo tiếng vang, Kha Bân cầm một phen kim chất kéo, đem hệ mang xén. Tuyệt thế phỉ thúy chính thức khai trương, hoan nghênh đại gia. Kha Bân một tiếng cao uống, chung quanh vang lên một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Tần Nhu nhìn Kha Bân, nàng xinh đẹp gương mặt toàn là khuôn mặt u sầu, hôm nay Kha Bân, tuyệt đối là có bị mà đến. Đổ thạch cái này ngành sản xuất, là một khối thịt mỡ, phía trước, phía chính phủ vẫn luôn đều không có khai cái này khẩu tử, cho nên ai cũng chưa hướng cái này phương diện suy nghĩ, hiện tại, phía chính phủ cho Hằng Viễn cái này chính sách. Tự nhiên bị người theo dõi. Hằng Viễn là bởi vì Tạc Sơn, mở ra một cái tân mậu dịch thông đạo, tăng lên toàn thị GDP, có thể nói làm ra thật lớn cống hiến, cho nên mới có như vậy cái đặc phê khẩu tử, nhưng Kha Bân, đơn giản là ỷ vào trong nhà quan hệ. Hiện tại, toàn Ninh tỉnh hai nhà đổ thạch cửa hàng, tất cả đều khai ở bên nhau, còn đều ở cách vách, bởi vì đại gia rất rõ ràng, toàn bộ Ninh tỉnh, khách hàng tài nguyên liền nhiều như vậy, một nhà đổ thạch cửa hàng, còn có đến kiếm. Hai nhà đổ thạch cửa hàng, lợi nhuận liền không có như vậy khả quan, muốn chính mình sống sót, cần thiết muốn đánh sập đối phương, này vô luận đối Kha Bân vẫn là Tần Nhu tới nói, đều là giống nhau. Thấy Kha Bân đã hoàn thành cắt băng, Tần Nhu cũng vội vàng khai trương, chỉ là nàng cắt băng, liền có vẻ có chút vội vàng. Theo một trận pháo tiếng vang, hai nhà đổ thạch cửa hàng, chính thức khai trương. Kha Bân đứng ở chính mình cửa tiệm, ánh mắt như rắn độc âm ngoan nhìn chằm chằm cách vách đoạn ngọc các. Hướng bên cạnh nhân đạo, người nói cái kia đổ thạch cao thủ, khi nào tới? Lập tức liền đến, Kha Bân bên cạnh một người thanh niên trả lời nói, vừa dứt lời, liền nghe một trận tiếng cười to vang lên. Kha thiếu gia, chúc mừng a. Một người nhìn qua hơn 60 tuổi lão nhân, bước đi đến tuyệt thế phỉ thúy trước cửa, lão nhân nói xong chúc mừng nói sau, đem ánh mắt phóng tới bảy biện ở tuyệt thế phỉ thúy trước cửa mấy khối vật liệu đá mặt trên, phát ra một đạo khoa trương tiếng kinh hô, thiên nột. Vương thạch. Này tảng đá, ta muốn, bao nhiêu tiền? Lão nhân tiếng kinh hô, một chút liền hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Rất nhiều người biết vương thạch, đế thạch vừa nói, nhưng lại không biết nên như thế nào phân biệt, chẳng sợ loại này cục đá đặt ở trước mắt đều nhận không ra, hiện tại nghe lão nhân thanh âm, tất cả đều đem ánh mắt xem ra, muốn biết vương thạch, rốt cuộc là cái thứ gì? Kha Bân cười lớn một tiếng, lão nhân này là hắn chuyên môn tìm tới đổ thạch cao thủ. Cũng chính là thác ý tứ, Kha Bân trả lời nói, hôm nay khai trương ngày đầu tiên, mỗi người sở mua sắm đệ nhất tảng đá, đều là 200 một khối. 200, lão nhân trên mặt lộ ra một bộ không dám tin tưởng, Kha thiếu, người đây là ở làm việc thiện a, kia này khối vật liệu đá, ta muốn. Lão nhân tiến lên, vỗ vỗ một khối có 1 mét cao, 30cm khoan vật liệu đá, nói thẳng nói, liền này khối. Có thể khai đổ thạch cửa hàng. Tự nhiên có thể tìm được chuyên nghiệp người tới thiết thạch, tuyệt thế phỉ thúy nội, một người thanh niên cầm công cụ đi tới, tiên sinh, sát vẫn là thiết.
sát, lão nhân không có do dự nói. Tên kia thanh niên gật gật đầu, mới vừa đem này khối vương thạch lau đi lưu giác, liền thấy một mặt lục toát ra. Xuất lục. Chương 419 đối lập. Đồ thạch cửa hàng mở cửa ngày đầu tiên, đệ nhất tảng đá liền xuất lục, đó là tuyệt đối hảo dấu hiệu. Kha Bân nhà này tuyệt thế phỉ thúy, tức khắc liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, những cái đó ở đường đi bộ đi ngang qua người đi đường, cũng sôi nổi hướng bên này xem ra. Theo Kha Bân trong tiệm nhân viên công tác tiếp tục ma sát, này tảng đá toát ra lục, càng ngày càng nhiều, một ít hiểu phỉ thúy người, xem đều đỏ mắt. Thiên A, này tỷ lệ, ít nói 200 vạn. 200 vạn, 200 vạn người có bao nhiêu ta muốn nhiều ít. Ta nói chính là tỷ lệ, không phải này chỉnh khối phỉ thúy, cụ thể giá trị, còn muốn xem thể tích. Chừng 1 mét cao vật liệu đá, dần dần lau đi biên giác, cuối cùng, một khối chiều dài 25cm bất quy tắc phỉ thúy, xuất hiện ở mọi người trong mắt, kia toàn thân xanh biếc bộ dáng, xa hoa lộng lẫy. Thiên A, này một khối đến bao nhiêu tiền A? 3.000 vạn, ít nhất 3.000 vạn. 200 khối tuyển cục đá, khai ra 3.000 vạn tới. Từng đợt tiếng kinh hô vang lên, có thể nhìn đến, lão nhân kia cười đều không khép miệng được. Kha thiếu, lần này ta thật đúng là chiếm ngươi tiện nghi A. Lão nhân cười to vài tiếng, dựa theo dĩ vãng, này khối vương thạch, quang mua tới, phải kể tới 10 vạn, ta thật đúng là không dám loạn đánh cuộc. Một khối ẩn chứa giá trị 3.000 vạn phỉ thúy, liền như vậy bị người 200 khối khai đi, rất nhiều người đều phỏng đoán, Kha Bân nhất định hối ruột đều thanh, bất quá khi bọn hắn nhìn về phía Kha Bân khi, phát hiện Kha Bân cũng không có giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy có cái gì hối hận thần sắc, ngược lại vẻ mặt vui vẻ. Này cục đá bãi này, sớm muộn gì phải bị người khai đi, hiện giờ ta khai trương ngày đầu tiên, liền đánh cái cuối cùng, đối ta Kha Bân tới nói, cũng là cái hảo dấu hiệu A, ha ha. Kha Bân cười to. Lão nhân lại đem ánh mắt phóng hướng cửa tiệm, cuối cùng lại tỏa định ở một cục đá thượng, Kha thiếu, này tảng đá, bao nhiêu tiền? 8 vạn, Kha Bân khóe miệng một liệt, mỗi người mỗi ngày đệ nhất tảng đá tính 200, còn lại đều là giá gốc bán. Ta muốn, lão nhân đại khí vung tay lên. Lão nhân thanh âm vừa ra, một bên lập tức nhảy ra tới một người thanh niên, lấy ra 200 trăm nguyên tiền mặt đặt ở lão nhân nhìn đến kia tảng đá thượng. Đây là tiền, ta mua tới. Lão nhân mày nhăn lại, nhìn về phía tên kia thanh niên, người trẻ tuổi, ngươi làm như vậy, chỉ sợ không thích hợp đi, này cục đá rõ ràng là ta trước coi trọng. Thanh niên cổ một ngạnh, như thế nào, người coi trọng ngươi lại không bỏ tiền, ta đã bỏ tiền. Thanh niên nói xong, nhìn về phía Kha Bân, lão bản, các ngươi này bán đồ vật, là xem ai trước đưa tiền đi. Kha Bân gật gật đầu, đúng vậy, thật là như vậy. Vậy đúng rồi, thanh niên lộ ra vẻ mặt đắc ý, kia này tảng đá ta muốn, tới cấp ta khai đi. Vừa mới tên kia nhân viên công tác đã đi tới, hỏi hướng thanh niên, tiên sinh, là sát vẫn là trực tiếp thiết. Sát, thanh niên học lão nhân vừa mới nói chuyện ngữ khí, ra dáng ra hình nói. Nhân viên công tác gật gật đầu, lấy ra chuyên nghiệp công cụ, chậm rãi ma đi này khối vật liệu đá biên giác, theo biên giác ma trừ, một đạo lục mang, xuất hiện ở mọi người trong mắt. Lục, lại xuất lục. Không phải đâu, liền ra hai khối lục, này đến thật tốt nhân phẩm A. Lão nhân kia là cao thủ, hắn coi trọng cục đá, đều xuất lục. Ta thiên, tiểu tử này nhặt tiện nghi A, 200 đồng tiền liền cắt ra tái rồi. Này khối vật liệu đá toàn bộ khai xong thời điểm, một khối lớn bằng bàn tay phỉ thúy hiện ra ở mọi người trong mắt. Tỷ lệ so ra kém vừa mới kia khối, thể tích cũng nhỏ không ít, chỉ có thể tính thứ phẩm, 4 vạn căng đã chết. Kia cũng là đại kiếm A. 200 biến 4 vạn, phiên 200 lần. Thanh niên vẻ mặt hưng phấn, không ngừng xoa xoa đôi tay. Vừa mới lão nhân kia ha hả cười, nhìn dáng vẻ, ta còn thiếu bồi 4 vạn A. Kha Bân bên này liên tục ra hai khối lục, làm sở hữu trong mắt, đều tập trung tới rồi hắn nơi này. Tần Nhu nhăn mày liễu, nhìn cách phách, này lục cũng quá hảo ra đi. Đều là diễn, Trương Huyền lắc lắc đầu, vừa mới kia hai khối vật liệu đá, cẩn thận đi xem, tầng ngoài đều là dùng một loại quặng chất bao trùm đi lên. Loại này quặng chất chỉ cần ở hóa học vật chung ngâm 3 cái giờ là có thể hình thành, hai người kia, đều là Kha Bân mời đến thác mà thôi. Tần Nhu mắt đẹp chung mang theo chán ghét, này Kha Bân làm buôn bán, cũng có chút quá không từ thủ đoạn. Nguyên bản, hôm nay hai nhà đổ thạch cửa hàng cùng nhau mở cửa, trường hợp thượng thật cũng coi như là 5 năm khai, nhưng tuyệt thế phỉ thúy bên này liên tục hai khối phỉ thúy,
lập tức khiến cho Tần Nhu bên này trở nên quạnh quẽ rất nhiều. Thấy Phỉ Thúy ra như vậy thường xuyên, có chút người đã nhịn không được, tiêu tiền đi Kha Bân kia mua sắm Phỉ Thúy. Trương Huyền nhìn Kha Bân bên kia, nói, hắn cục đá, chỉ có rất ít một bộ phận, là đến từ Vân Tỉnh, đại đa số, đều là quanh thân vật liệu đá, 200 một khối bán đi, đều là lợi nhuận cách xù A. Kha Bân bên kia người càng ngày càng nhiều, trái lại Tần Nhu bên này, đã không bao nhiêu người. Tần Tổng, hiện tại làm sao bây giờ? Tần Nhu công nhân đứng ở Tần Nhu phía sau, vẻ mặt nôn nóng hỏi. Không vội, Tần Nhu còn chưa nói lời nói, Trương Huyền liền dẫn đầu ra tiếng, hắn lắc lắc đầu, chờ thì tốt rồi, hắn bên kia thác lại nhiều có thể nhiều đến tình trạng gì, làm hắn trước đắc ý trong chốc lát. Kha Bân đổ thạch trong tiệm, hiện tại không riêng gì có tới cổ động người, vẫn là một ít không biết tình xem náo nhiệt người, giờ phút này đều nhịn không được, tiêu tiền mua chút vật liệu đá. Ngẫu nhiên nhảy ra một người cắt ra lục, là có thể kéo rất lớn một nhóm người. Kha Bân đi đến cửa tiệm, vẻ mặt đắc ý nhìn Tần Nhu bên này, Tần Tổng, nhìn dáng vẻ, các ngươi này sinh ý không như thế nào sao? Một người trung niên nữ nhân đi đến tuyệt thế Phỉ Thúy, tưởng mua tảng đá, nhưng bài người quá nhiều, tâm ngứa không được, đơn giản liền tới rồi Đoạn Ngọc Các. Lão bản, người này tảng đá bán thế nào? Tên này trung niên nữ nhân cầm lấy một khối chỉ có nắm tay lớn nhỏ cục đá, hỏi một tiếng. 6.000. 6.000, nữ nam nữ nhân trừng lớn đôi mắt, như vậy tiểu một cục đá, người bán 6.000. Cách phách như vậy một khối to, mới bán 200 A. Trương Huyền từ một bên đi tới, hắn 200 một khối, khai không ra bất cứ thứ gì, mà này một khối, có thể khai ra hóa, 6.000, tuyệt đối kiếm. Trung niên nữ nhân bĩu môi, tuyệt đối kiếm, mông ai a ngươi, ngốc tử mới 6.000 mua này một cục đá đâu. Trung niên nữ nhân nói xong, hướng bên cạnh la lớn, các vị, đều chú ý a, nhà này kêu Đoạn Ngọc Các cửa hàng là gạt người, một cục đá bán ta 6.000, còn nói cho ta tuyệt đối kiếm, đại gia ngàn vạn không cần đến này tới mua. Trung niên nữ nhân nói, tức khắc đưa tới rất nhiều ăn dưa quần chúng ánh mắt, một ít người nhìn đến trung niên nữ nhân trong tay lấy kia tảng đá, phát ra âm thanh. Liền như vậy tiểu một cục đá, các người bán 6.000, mông ai a? Chính là, tưởng tiền tưởng điên rồi đi. 6.000 khối, một cục đá bán 6.000 khối, nhân ra mới bán 200. Từng đạo thanh âm vang lên, làm Tần Nhu sắc mặt phá lệ khó coi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 420 liên tục xuất lục. Trương Huyền vỗ vỗ Tần Nhu bả vai, ý bảo Tần Nhu tạm thời đừng nóng nảy, theo sau đi lên trước vài bước, nhìn về phía tên kia trung niên nữ nhân, này tảng đá, 6.000 ngươi mua, bảo đảm không lỗ, xác định không cần. Vô nghĩa, ngươi cho ta ngốc đâu? Trung niên nữ nhân đầy mặt khinh thường. Hảo, nếu ngươi không cần. Trương Huyền từ giữa nam nữ nhân trong tay đem kia tảng đá lấy lại đây, hướng Tần Nhu nói, Tần Tổng, kia này tảng đá, 6.000 khối, ta muốn. Trung niên nữ nhân nhìn Trương Huyền bộ dáng, cười lạnh một tiếng, làm bộ làm tịch. Bên cạnh vây xem người, cũng đều là một bộ chế giễu bộ dáng, các ngươi người một nhà mua người một nhà đồ vật, đừng nói 6.000, 6.000 vạn cũng dám nói a. Trương Huyền đem này tảng đá cầm trong tay, hướng tên kia trung niên nữ nhân nói, đại tỷ, kiếm tiền cơ hội ta cho ngươi, chính là chính ngươi không hảo hảo quý trọng a, tới, đem này tảng đá, từ đầu 1/5 địa phương cắt ra. Một người Tần Nhu trong tiệm nhân viên công tác, cầm chuyên nghiệp công cụ lại đây, dựa theo Trương Huyền theo như lời, tiến hành thiết thạch. Một đao đi xuống, cái gì đều không có. Trang, ta làm người tiếp tục trang, các người này đó hố tiền người, sẽ không có kết cục tốt. Trung niên nữ nhân đầy mặt miệt thị. Tần Nhu trong tiệm nhân viên công tác nhìn về phía Trương Huyền. Lại thiết 1 cm, Trương Huyền nói. Lại là một đao đi xuống, như cũ thiết xuống dưới một đống phế vật liệu đá. Ha ha ha, liền này ngoạn ý, còn bảo đảm kiếm tiền, lừa quỷ đi thôi. Một trận ầm ầm tiếng cười to vang lên. Trung niên nữ nhân càng là một bộ ta đã sớm nhìn thấu các ngươi bộ dáng. Trương Huyền lại lần nữa mở miệng, lại thiết 1 cm. Nhân viên công tác lại là một đao đi xuống, trước hai đao, thiết nhanh chóng, cơ hồ không có bất luận cái gì trở ngại, nhưng này đệ tam đao mới thiết đến một nửa, nhân viên công tác tay liền dừng. Trương tiên sinh, có cái gì? Nhân viên công tác trên mặt lộ ra một mặt hưng phấn thần sắc. Sát, Trương Huyền phân phó một tiếng. Nhân viên công tác, lập tức lấy ra chuyên nghiệp công cụ chậm rãi ma sát lên, lúc này mới vừa ma vài cái,
một mạt lục liền xuất hiện ở mọi người trong mắt. Xuất lục, không phải đâu. Nhân viên công tác trong mắt toàn là vui sướng, nhanh hơn trên tay động tác, theo dần dần trà lau, một khối ước có trẻ con nắm tay lớn nhỏ xanh biếc ngọc thạch, hoàn toàn toàn bày ra tới, này ngọc thạch toàn thân mượt mà, có ánh sáng, thiết trong suốt độ cực cao. Cực phẩm A, vây xem trong đám người, vang lên một tiếng kêu to. Đây là cực phẩm ngọc lục bảo, ta thiên nột, chỉ cần như vậy tiểu một khối, liền giá trị trăm vạn trở lên. Hôm nay là làm sao vậy, hai nhà cửa hàng đều ra trí bảo. Tên kia trung niên nữ nhân, ngốc lăng nhìn trước mắt này khối xanh biếc ngọc thạch, bên cạnh người thanh âm, nàng nghe được rõ ràng. Trăm vạn. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, đại tỷ, xem ra lần này kiếm tiền cơ hội, người không nắm chắc được a? Không có khả năng. Trung niên nữ nhân ánh mắt dại ra lắc đầu, không muốn tin tưởng, thượng trăm vạn đồ vật a, đều đã đến chính mình trong tay, bị chính mình cấp cự tuyệt. Đại tỷ, thật là đáng tiếc, vừa mới còn cùng trung niên nữ nhân cùng nhau châm chọc Trương Huyền bọn họ người, lúc này trên mặt đều lộ ra một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Trương Huyền đem này khối vừa mới cắt ra tới ngọc lục bảo cất vào trong túi, bên này phát sinh sự, đem nguyên bản ở tuyệt thế phỉ thúy người, hấp dẫn lại đây không ít. Vừa mới, rất nhiều người đều ở tuyệt thế phỉ thúy mua vật liệu đá, đáng tiếc có thể khai ra đồ vật người đã thiếu càng thêm thiếu, thả khai ra đồ vật người, tất cả đều là Kha Bân mời đến thác, chân chính không quen biết người, tựa như Trương Huyền nói như vậy, đều là mua một ít bình thường phế vật liệu đá, bên trong tuyệt đối không thể khai ra bất cứ thứ gì tới. Tần Nhu một đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, Trương Huyền cũng không phải là nàng mời đến thác, thả nàng cũng rất rõ ràng, này phế vật liệu đá, Trương Huyền căn bản là chưa thấy qua, nhưng lại liếc mắt một cái là có thể kết luận, kia tảng đá, nhất định sẽ cắt ra lục tới, hắn là như thế nào làm được. Trương Huyền thấy đã có không ít người chiều phía chính mình nhìn qua, lại lần nữa từ Tần Nhu cửa hàng trước cửa khơi mào một cục đá, bất quá lớn bằng bàn tay, các vị, vì chứng minh, chúng ta nơi này, không có bất luận cái gì một cái gọi là thác, này tảng đá, 1.500 khối, có người hoặc là. Trương Huyền nói xong, cố ý chiều Kha Bân bên kia nhìn thoáng qua. 1.000 năm, mua này tảng đá có thể kiếm tiền sao? Trong đám người có người hỏi. Trương Huyền cười cười, đổ thạch, trọng ở một cái đánh cuộc tự, ta nói cho ngươi kiếm không kiếm tiền, còn có đánh cuộc tất yếu sao? Vây xem đám người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không có người hé răng. Chư vị, 1.000 năm, có người muốn, hiện tại lấy đi, không ai muốn, nhưng cho dù cuối cùng 3 giây đồng hồ thời gian. Trương Huyền lại lần nữa lớn tiếng nói. Đối với Ngân Châu cư dân sinh hoạt trình độ tới nói, mỗi người bình quân tiền lương, đại khái ở 4.000 năm tả hữu, 1.500 khối, đối bọn họ tới nói, không tính nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, lấy ra tới đánh cuộc một phen, thật sự là làm cho bọn họ có điểm tàn nhẫn không xuống dưới cái này tâm. Tam, nhị, một, Trương Huyền đếm ngược 3 giây, như cũ không ai mở miệng. Trương Huyền đem trong tay cục đá giao cho phía sau nhân viên công tác, nói, từ trung gian thiết, lực đạo điểm nhỏ, thấy lục liền sát. Nhân viên công tác gật gật đầu, đem cục đá tiếp nhận đi, dựa theo Trương Huyền phân phó, từ trung gian thiết đi xuống, này đệ nhất đao, liền gặp được một trận trở ngại, nhân viên công tác trong lòng vui vẻ, lập tức thay đổi công cụ, ma sát lên. Vây xem đám người, tất cả đều nhìn không chớp mắt nhìn nhân viên công tác động tác, thực mau, một đạo lục mang, lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trong mắt. Thấy tái rồi, lại thấy tái rồi. Ta thiên A, này lại là cái gì tỷ lệ phỉ thúy? Liền hiện tại tới xem, là vật phàm, giá cả không cao, nhưng cũng thấp không đến nào đi. Theo chỉnh khối phỉ thúy toàn bộ xuất hiện, trong đám người, có người hô lên giá cả. Này khối phỉ thúy, tỷ lệ vật phàm trung thượng, trường 11cm tả hữu, cao 4cm, đại khái giá trị 12 vạn đến 15 vạn chi gian. Ta má ơi, lần này đỉnh ta 2 năm tiền lương. Một chiếc xe ra tới. Thảo, 1.000 năm ta vì sao không mua, ta thật là cái rừng bút ngốc bức. Trong đám người, có người nhìn không được, đều tưởng chiều chính mình mặt. Trương Huyền cười cười, lãng thịnh nói, các vị, vừa mới cơ hội, đã cho đại gia, là đại gia chính mình từ bỏ, chúng ta đoạn ngọc các, tuyệt đối không có bất luận cái gì một cái thác, sở hữu vật liệu đá, đều là từ Vân tỉnh vận tới, đến nỗi bên cạnh kia một nhà. Vừa mới mua vật liệu đá người rất nhiều, nhưng thật ra cũng ra mấy khối ngọc, bất quá xin hỏi, này phát tài người, có các ngươi quen thuộc người sao?
Trương Huyền lời này vừa ra, làm vây xem nhân tâm chung một cái lộp bộp. Bọn họ cẩn thận nghĩ nghĩ, đúng vậy, vừa mới những cái đó khai ra ngọc thạch người, một đám đều là xa lạ gương mặt, trước nay cũng chưa gặp qua, không phải là thác đi, rốt cuộc những cái đó vật liệu đá đều là chính mình tuyển. Kha Bân đứng ở chính mình cửa hàng trước cửa, bị Trương Huyền chọc thủng tâm sự, sắc mặt hơi hơi có chút âm trầm, hắn nhìn về phía trước hết khai ra cục đá tên kia lão nhân, có thể nhìn ra tới sao, hắn dùng cái gì phương pháp. Lão nhân kia lắc lắc đầu, tiểu tử này, có cổ quái. Chương 421 còn chơi sao? Tần Nhu thấy Trương Huyền nhanh như vậy liền đem đại gia lực chú ý một lần nữa hấp dẫn trở về, trong lòng không cấm bội phục, hiện tại rất nhiều người đều nói, chính mình là tân tấn thương nghiệp thiên tài, nhưng Tần Nhu chính mình rõ ràng, hôm nay tài danh hào, đặt ở Trương Huyền trước mặt, cùng đồ ngu không có gì hai dạng. Đến nỗi Trương Huyền làm cho mọi người mặt bán hai khối cục đá sự, liền tính bị người mua đi, Tần Nhu cũng sẽ không cảm thấy mệt. Rốt cuộc này cục đá đặt ở chính mình trong tiệm, sớm muộn gì cũng là cái này giá cả bán đi. Trong đám người, một người Kha Bân chuyên môn an bài lại đây người la lớn, ngươi vừa mới lời nói có ý tứ gì, chính là chỉ nhân ra tuyệt thế phỉ thúy có thác, nhà ngươi không có bái. Liền ngươi vừa mới làm những cái đó sự, ai biết có phải hay không ngươi cố ý an bài người a. Người này kêu xong những lời này sau, Trương Huyền khóe miệng không cấm gợi lên một nụ cười, thật là ngu xuẩn. Quả nhiên. Liền ở Trương Huyền lộ ra tươi cười đồng thời, những cái đó vây xem quần chúng nhóm không vui. Ngươi hắn sao, nói ai là thác đâu? Thảo, mù ngươi mắt, nhìn xem lão tử nơi nào giống thác. Thấy vừa mới vị kia đại tỷ sao, bệnh tim đều thiếu chút nữa cho chính mình khí đã phát, ngươi hắn sao nói chuyện chú ý điểm. Kha Bân an bài tới người này, có thể nói là khơi dậy nhiều người tức giận, người nọ vội vàng lặng lẽ, không dám nói nữa. Nói nhân ra đoạn ngọc các là thác. Nhân gia dám trực tiếp lấy vật liệu đá ra tới bán, tuyệt thế phỉ thúy dám sao? Chính là, Kha Bân thấy cái này đề tài một chút liền dẫn tới trên người mình, sắc mặt thật không đẹp, hiện tại tuyệt thế phỉ thúy sở hữu khai ra tới ngọc thạch, đều là Kha Bân chính mình chuẩn bị tốt, thật muốn làm hắn lấy ra một cái bị người mua đi rồi, vậy mệt quá độ a, rốt cuộc những cái đó ngọc thạch, đều là chính mình lúc ấy lấy tiền mua tới. Trương Huyền nhìn về phía Kha Bân, lớn tiếng nói, Kha thiếu gia, ngươi dám sao? Kha Bân nhìn quét liếc mắt một cái, phát hiện vây xem người tất cả tại nhìn chính mình, lúc này, chính mình muốn nói không dám, vậy tương đương là biến tướng thừa nhận, vừa mới những cái đó đều là chính mình thỉnh lấy. Kha Bân hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, dám, này có cái gì không dám, các ngươi đoạn ngọc các dám như vậy bán, chúng ta tuyệt thế phỉ thúy liền dám, bất quá chúng ta không hề là 200 một khối, mà là giá gốc bán. Kha Bân nói xong, vung tay lên, làm người lấy ra một cục đá tới. Này tảng đá, 5.000, có người hoặc là. Kha Bân nói chuyện thời điểm, trộm cho chính mình người đánh thủ thế, ý tứ này tảng đá, có cái gì? Kha Bân tiếng nói vừa dứt, lập tức có người ra tiếng, ta muốn. Người này phản ứng thực mau, sợ này tảng đá bị người khác mua đi, kia đã có thể mệt tiền a. Ta ra 6.000, Trương Huyền hô to một tiếng, theo sau hướng đám người nói, các vị. Này tảng đá, chỉ cần tam vạn trong vòng mua tới, bao kiếm không bồi, nếu bồi tiền, đại gia tới ta này bổ, ta nói. Trương Huyền lời này vừa ra, cơ hồ mỗi người trên mặt, đều lộ ra hưng phấn thần sắc, bồi có người cấp bổ, đây là ổn kiếm không bồi sự a, ngốc tử mới không làm đâu. Một người đương trường kêu gọi, ta ra 7.000. Tam vạn, có một người trực tiếp kêu lên đỉnh giới. Kha Bân sắc mặt phi thường khó coi, này tảng đá phỉ thúy, giá trị bao nhiêu tiền. Hắn trong lòng biết rõ ràng, là lúc ấy tam vạn tam bắt lấy, thật muốn bị người tam vạn mua đi rồi, chính mình đã có thể mệt, tuy rằng mất công tiền không nhiều lắm, nhưng trong lòng tóm lại không thoải mái. Xin lỗi a các vị, Kha Bân mở miệng, ta chỉ bán cho cái thứ nhất kêu giới người. Chê cười, Trương Huyền hét lớn một tiếng, Kha thiếu gia, này không phải là ngươi tìm thác đi. Có người ra tam vạn ngươi đều không bán, bán cho ra 5.000 người. Trương Huyền lời này vừa ra, tức khắc đưa tới không ít phụ họa thanh, vây xem đám người, đều không muốn từ bỏ cái này kiếm tiền cơ hội, sôi nổi mở miệng. Chính là thác, thạch trùy. Sao, ta liền nói vừa mới này tuyệt thế phỉ thúy như thế nào khai ra tới nhiều như vậy thứ tốt, đều là người một nhà khai a. Chính là, dựa. Nghe trong đám người truyền đến thanh âm, Kha Bân sắc mặt một trận thanh hồng, giờ phút này bị mọi người sở chỉ, hắn cũng chỉ có thể nhận cái này xui xẻo, kia. Ta đây liền bán cho ra tam vạn người kia.
hô lên tam vạn người kia, hưng phấn thanh toán tiền, trước tiên khai thạch, quả nhiên khai ra một khối phỉ thúy, hiện trường định giá tam vạn tam, tịnh kiếm 3.000. Như thế nào, Kha Thiếu, sắc mặt rất khó xem a. Này khai đổ thạch hành, khách hàng khai ra bảo bối, không nên vui vẻ mới đúng không? Trương Huyền cách không hướng Kha Bân hô. Kha Bân cổ một ngạnh, ta chỉ là thân thể không thoải mái mà thôi. Nga, ta còn tưởng rằng Kha Thiếu là biết rõ chính mình mệt tiền đâu. Trương Huyền cười lớn một tiếng, lại lần nữa xoay người, trực tiếp lấy ra năm tảng đá tới, hướng đám người nói, các vị, này năm tảng đá, mỗi khối giá bán 1.000, chỉ có trong đó một khối có thể khai ra đồ vật tới, theo ta phỏng chừng, tỷ lệ hẳn là giống nhau, không đến 3.000 đồng tiền, có người muốn đánh cuộc sao? Trương Huyền vừa nói xong, phát hiện rất nhiều người trên mặt đều sinh ra ý động thần sắc. Liền vừa mới Trương Huyền sở biểu hiện ra tới xem, hắn nói ra hóa, kia 100% sẽ ra, tất cả mọi người theo bản năng tin Trương Huyền nói, chẳng qua, năm tảng đá, chỉ có một khối bên trong có thể ra đồ vật, hơn nữa giá trị không đủ năm tảng đá tiền, muốn chơi, mua hai khối có thể, tam khối liền ổn bồi. Một người thở sâu, cho ta tới hai khối. Một người đứng ra, lập tức kéo không ít người, tức khắc lại có hai người ra tiếng. Ta cũng tới hai khối. Ta tới một khối đi. Tổng cộng ba người, đi ra đám người. Nhìn bị Trương Huyền lấy ra tới năm tảng đá, ba người tự hành phân phối xong sau, bắt đầu thiết thạch, quả nhiên liền giống như Trương Huyền theo như lời, năm tảng đá, chỉ có một khối khai ra đồ vật tới, dư lại 4 khối, tất cả đều là phế liệu. Kiếm tiền người nọ, mua 2 khối cục đá, phí tổn 2.000, phỉ thúy giá trị 2.700, tịnh kiếm 700, có vẻ man vui vẻ, dư lại 2 người, còn lại là vẻ mặt tiếc nuối, vừa mới này cục đá, đều là chính mình tuyển, quái không được người khác a. 1/5 tỷ lệ, là chính mình không gặp gỡ. Trương Huyền này một cái cách làm vây xem đám người căn bản tìm không ra một chút đoạn ngọc các nhờ làm hộ lý do. Mọi người lại nhìn về phía Kha Bân bên kia. Kha Bân một chút liền minh bạch những người này ý tứ, cắn chặt răng, cũng làm người lấy ra 5 tảng đá, lớn tiếng nói, 1 khối 1.000. Kha Bân thanh âm vừa ra, Trương Huyền liền mở miệng, mua đệ tam khối. Ở Trương Huyền giọng nói rơi xuống trước tiên, liền có không ít người lao tới, muốn mua kia đệ tam tảng đá, đến nỗi Kha Bân làm người lấy ra còn lại 4 khối, xem đều không xem một cái. Cuối cùng, một người qua đường đem cục đá mua đi, khai ra 1 khối phỉ thúy, giá trị 3.000 nhị, này khối phỉ thúy, đồng dạng là Kha Bân chính mình đồ vật, lần này, tương đương là lại bồi 2.000 nhiều đi ra ngoài. Kha Thiếu, thế nào, còn chơi sao? Trương Huyền vẻ mặt mỉm cười nhìn Kha Bân. Kha Bân sắc mặt có chút âm trầm nhìn về phía chính mình bên cạnh lão nhân. Lão nhân hiểu ngầm gật gật đầu, đứng dậy, nói, người trẻ tuổi, như vậy chơi không thú vị, chúng ta muốn chơi, liền chọn đối phương cục đá như thế nào. Chương 422 người tưởng như thế nào chơi. Chọn đối phương cục đá, Trương Huyền lẩm bẩm một tiếng, nhướng mày, thượng một lần cùng hắn như vậy chơi người, được xưng Vân Tỉnh Thạch Vương, hiện tại liền hắn mặt cũng không dám thấy. Lão nhân nhìn Trương Huyền, muốn Trương Huyền ứng chiến, Trương Huyền vừa mới biểu hiện ra ngoài hết thảy, có loại biết trước cảm giác, chỉ cần xem một cái vật liệu đá, liền biết bên trong có hay không lục, này rõ ràng là một kiện không thể tưởng tượng sự, cho nên lão nhân cho rằng, Trương Huyền cũng là chọn dùng cùng Kha Bân đồng dạng phương pháp, chỉ là hắn giả tạo vật liệu đá thủ đoạn càng thêm thành thạo mà thôi, chính mình đều có chút nhìn không ra tới. Lão nhân ở đưa ra yêu cầu này thời điểm, không nghĩ tới. Này liền đã đem hắn cùng Kha Bân, mang nhập vực sâu. Lão nhân thấy Trương Huyền không đáp lại, cho rằng Trương Huyền sợ, trong lòng càng thêm xác định chính mình phỏng đoán, người này vừa mới, chính là bắt được mọi người tâm lý, cố ý lấy ra một ít chuẩn bị tốt vật liệu đá, đoán định đại gia không dám mua, dần dần chiếm cứ quyền chủ động. Thế nào, người trẻ tuổi, có dám hay không? Lão nhân lại lần nữa ra tiếng hỏi. Hành đi, Trương Huyền cố mà làm đáp ứng. Thấy Trương Huyền đáp ứng như vậy miễn cưỡng, lão nhân càng thêm tin tưởng ý nghĩ của chính mình. Trương Huyền hỏi, quy củ như thế nào định? Rất đơn giản, lão nhân vung tay lên, người ta các tử đối phương kia lựa chọn vật liệu đá. Hành, Trương Huyền gật đầu. Vây xem người, nhìn đến lão nhân đại biểu tuyệt thế phỉ thúy, trong lòng đều sáng tỏ, vừa mới kia 3.000 vạn phỉ thúy, quả nhiên là giả, là thác A. Lão nhân giờ phút này cũng bất chấp giấu giếm nữa gì, lớn tiếng nói. Chư vị, đổ thạch, trọng ở một cái đánh cuộc tự, trên thế giới, không có bất luận kẻ nào, không có bất luận cái gì dụng cụ, có thể chỉ thông qua xem,
liền biết vật liệu đá trung tàng đến cái gì. Vừa mới đoạn ngọc các vị này, cơ hồ mỗi lần đều có thể nói chuẩn, đại gia không cảm thấy quỷ dị sao? Chính là nói a, ta đã sớm cảm thấy không thích hợp. Một người Kha Bân người mở miệng, hắn nói cục đá bên trong có thể ra đồ vật là có thể ra, sao có thể? Thật muốn có này bản lĩnh, bọn họ còn cần làm như vậy cái đổ thạch cửa hàng. Chính mình đã sớm phát tài. Đúng vậy, này cùng nhặt tiền có gì khác nhau, bên trong tuyệt đối có cái gì miêu nị, không chừng, những cái đó ngọc thạch chính là chính mình tàng đến đâu. Có chút người qua đường nghi hoặc, không đúng a, nếu là chính hắn tàng đến ngọc thạch, liền nói vừa mới kia khối ngọc lục bảo, là vị kia đại tỷ chính mình tuyển a, nhưng thật ra các ngươi, vừa mới kia khai 3.000 vạn diễn thật tốt. Vừa mới vị kia đại tỷ, là vừa hảo chọn chúng bái, trên đời này, không có xảo sự, từ đâu ra xảo tự. Chính là a, Kha Bân người lại lần nữa mở miệng. Lão nhân duỗi ra tay, hảo, các vị, ta hôm nay ở tuyệt thế phỉ thúy sở khai ngọc thạch, đều không phải là đại gia trong miệng thác, chỉ là tưởng cấp Kha thiếu đổ cái hảo dấu hiệu mà thôi, hy vọng đại gia về sau ở tuyệt thế phỉ thúy, mỗi người đều có thể khai ra bảo bối, nhưng hiện tại cố tình có người, thích chơi loại này miêu nị. Ta đổ thạch cũng có hơn 30 năm, hôm nay liền phải đem loại này đồ vô sỉ bắt được tới. Lão nhân lớn tiếng nói, có thể xưng được với là ác nhân trước cáo trạng. Trương Huyền cười nói, thanh giả tự thanh, đã có người ta nói, nơi này có miêu nị, vậy làm chúng ta nhìn xem, rốt cuộc là nhà ai có miêu nị. Trương Huyền cùng lão nhân, cơ hồ đồng thời hướng tới người đối diện môn cửa hàng đi đến. Trương Huyền đi vào tuyệt thế phỉ thúy trước cửa, cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Liền chọn lựa một khối vật liệu đá. Thấy Trương Huyền chọn lựa vật liệu đá, Kha Bân một trận thịt đau, Trương Huyền lấy kia khối, bên trong tàng đến phỉ thúy, nhưng giá trị gần 100 vạn a, hiện tại chỉ chờ mong phía chính mình người, có thể đem sự tình thu phục, chỉ cần có thể đem đoạn ngọc các làm đảo, giai đoạn trước mệt cái mấy 100 vạn thượng 1.000 vạn, Kha Bân đều có thể tiếp thu. Rốt cuộc, chỉ cần làm đảo một nhà, mặt khác một nhà, đó chính là hoàn toàn lũng đoạn Ninh tỉnh đổ thạch thị trường. Này đó tiền, kia còn không phải nhẹ nhàng kiếm trở về. Trương Huyền chọn lựa xong vật liệu đá sau, chuyên môn hỏi một tiếng, này vật liệu đá khai ra tới đồ vật, về ai sở hữu? Đương nhiên là ai khai về ai sở hữu? Lão nhân lớn tiếng đáp lại, đi đến đoạn ngọc các trong tiệm. Nhìn trong tiệm trước mắt ngọc đẹp cục đá, lão nhân nhíu nhíu mày, liền như chính hắn theo như lời, hắn đổ thạch có hơn 30 năm, cũng coi như là kinh nghiệm phong phú, về vật liệu đá tầng ngoài. Cũng đều có chút nhận chi, nguyên bản ấn hắn nghĩ đến, này đoạn ngọc các nội, cũng cùng tuyệt thế phỉ thúy giống nhau, dùng một loại hóa học vật ở phỉ thúy mặt ngoài hình thành một ít thạch chất, có thể phân biệt ra, mà khi hắn tiến vào mới phát hiện, này đó cục đá, thế nhưng tất cả đều là một cái dạng. Chẳng lẽ kia tiểu tử thật có thể liếc mắt một cái nhìn ra cục đá bên trong có hay không lục? Lão nhân như vậy phỏng đoán đến, bất quá giây tiếp theo, chính hắn liền đem này phỏng đoán cấp lật đổ. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, như thế nào sẽ có người như vậy? Lão nhân quơ quơ đầu, ở đoạn ngọc các vật liệu đá chung cẩn thận chọn lựa, theo thời gian trôi qua, trên mặt hắn dần dần chảy xuống mồ hôi, bởi vì hắn thật sự không dám xác định, rốt cuộc kia tảng đá, có thể cắt ra lục tới. Chờ ở bên ngoài xem náo nhiệt người, thấy lão nhân chọn có 5-6 phút cũng chưa chọn hảo, dần dần có chút không kiên nhẫn. Hảo không a, này đều đã bao lâu, nhìn xem nhân ra. 10 giây liền chọn hảo. Có phải hay không sẽ không chọn a, phía trước kêu nhân ra cục đá có miêu nị, kết quả chính mình gì đều nhìn không ra tới, nói bậy một hồi đi. Chính là, lão nhân nghe đám người truyền đến thúc dục thanh, tâm một hoành, khơi mào một khối bề ngoài nhìn qua tốt nhất vật liệu đá. Nói như vậy, đổ thạch chọn lựa, đều là dựa vào vật liệu đá thượng độ ấm, cùng với màu sắc tới phân biệt, lão nhân đánh cuộc hơn 30 năm, cũng có chính mình một bộ phân biệt phương pháp. Hắn chọn lựa cục đá, tuy rằng không nhất định 100% gia hóa, nhưng cũng là tương đối tới nói, gia hóa tỷ lệ tối cao. Đương lão nhân chọn xong cục đá sau, hắn cùng Trương Huyền, mọi người ở đây chú mục hạ, chuẩn bị khai thạch. Trương Huyền chọn, là một khối chiều dài 40cm, cao 15cm tả hữu hình chứng nguyên liệu nấu ăn. Mà lão nhân chọn, là một khối gần 1m cao cục đá, này cục đá yết giá, ở 16.000 đồng tiền, xem như thực quý. Lão nhân phất phất tay, hướng tuyệt thế phỉ thúy công nhân phân phó nói, đại đao thiết, phân toái. Tuyệt thế phỉ thúy công nhân nghe xong, gật gật đầu, đi rồi đi lên. Trương tiên sinh, này khối như thế nào nháo? Đoạn ngọc các công nhân đi đến Trương Huyền trước mặt,
chủ động dò hỏi. Trương Huyền lắc lắc đầu, mặt mang mỉm cười, hướng mọi người nói, các vị, liền chúng ta bình thường tới nói, vật liệu đá tầng ngoài, hẳn là có một tầng kiên cố vật chất, bất quá ta hiện tại sở lấy này khối vật liệu đá, tầng ngoài nhìn kiên cố, kỳ thật phi thường giòn. Trương Huyền nói xong, tùy tay cầm lấy một tiểu khối đá vụn, ở hắn sở tuyển này tảng đá tầng ngoài gõ vài cái. Liền thấy, nguyên bản nhìn như kiên cố cục đá tầng ngoài, theo Trương Huyền này hai hạ gõ, phát sinh ra nẻ trạng, theo sau, Trương Huyền chỉ là dùng tay một bẻ, liền đem tầng ngoài thạch ra bẻ xuống dưới, lộ ra một khối to phỉ thúy. Ta mẹ, lớn như vậy. Nhẹ nhàng liền đem ra bẻ xuống dưới, này tảng đá, quả nhiên có vấn đề. Tuyệt thế phỉ thúy thật là không biết xấu hổ a, tự đạo tự diễn, dụ dỗ chúng ta đi hắn kia đổ thạch. Chương 423 vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Vây xem đám người thái độ, ở Trương Huyền dẫn đường hạ, từ ban đầu thiên hướng tuyệt thế phỉ thúy, đến bây giờ bắt đầu phỉ nhổ tuyệt thế phỉ thúy. Kha Bân sắc mặt khó coi, hắn biết, nếu hôm nay việc này xử lý không tốt nói, chính mình cái này đổ thạch cửa hàng, cũng coi như là tài, hiện tại hắn, chỉ có thể gửi hy vọng với cái kia lão nhân trên người. Lão nhân lau trên mặt mồ hôi, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình tuyển kia khối vật liệu đá. Một đao đi xuống, cái gì đều không có, hai đao đi xuống, như cũ cái gì đều không có, đương đệ tam đao thiết trống không thời điểm, lão nhân sắc mặt đã rất khó nhìn, cái trán xuất hiện dày đặc mồ hôi. Đệ tứ đao thiết đi xuống, đương thiết còn thừa 1/3 thời điểm, nhân viên công tác động tác ngừng, lão nhân cũng bởi vì nhân viên công tác này một động tác, trên mặt lộ ra một mặt như chút được gánh nặng biểu tình, hắn biết rõ, này đại biểu cái gì. Chỉ là, hiện tại cắt ra lục tới, hắn căn bản sẽ không vui sướng, hắn chỉ hy vọng, chính mình không cần đem việc này làm tạp là được. Lão nhân tuyển này tảng đá, cũng cắt ra lục, tuy rằng chỉ là rất nhỏ một khối, không đến người trưởng thành nắm tay như vậy đại, nhưng rốt cuộc là ra. Lão nhân hướng vây xem người lớn tiếng nói, các vị, thấy được sao, đoạn ngọc trong các cục đá, thực hảo phân biệt, giống loại này vật liệu đá, đều là chính bọn họ trải qua gia công, bên trong 100% có cái gì. Hiện tại, mặc kệ là Trương Huyền vẫn là lão nhân, đều có thể người đối diện cục đá khai ra đồ vật tới, vây xem người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, có chút làm không rõ ràng lắm, rốt cuộc là nhà ai tại đây hố người, chẳng lẽ, hai nhà đều là như thế này. Kha Bân trên mặt lộ ra tươi cười, kể từ đó, chính mình thanh danh này, xem như bảo vệ. Trương Huyền cười một chút, lớn tiếng nói, chỉ là chạm vào vận khí khai ra một cái tới mà thôi, không bằng chúng ta đổi loại chơi pháp, một lần chọn 10 cái, dám sao? Lúc này đây, Kha Bân không có lập tức ứng chiến, hắn hỏi, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta vừa mới ở các ngươi trong tiệm, nhìn đến không ít chuyên môn trải qua xử lý ngọc thạch. Trương Huyền trả lời nói, ngươi đánh giám, Kha Bân hét lớn một tiếng. Ha ha, Trương Huyền cười cười, Kha thiếu gia, ngươi nếu là không dám, ta cũng không thể nói gì hơn, nếu không so, liền không thể so đi. Kha Bân sắc mặt xanh mét đứng ở một bên, không có nói tiếp, hắn hiện tại liền nghĩ chạy nhanh đem việc này qua đi. Tới, đều nhường một chút a, nhường một chút. Vây xem trong đám người, vang lên như vậy thanh âm. Liền thấy, có một hàng hơn 20 cá nhân, từ trong đám người đi ra, nhìn về phía Kha Bân, hỏi, lão bản, nghe nói các ngươi hôm nay khai trương, mỗi người mua đệ nhất tảng đá mới 200 a. Không tồi, Kha Bân gật gật đầu. Hành, kia cho chúng ta một người tới một khối đi. Người tới giữa dẫn đầu người nọ nói một tiếng, ngay sau đó, mỗi người đều từ trong túi móc ra 200 đồng tiền tới. Cục đá tùy tiện tuyển, Kha Bân đem tiền tiếp nhận, đắc ý nhìn mắt Trương Huyền, này tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trọng ở một cái ý tứ, kết quả là, đại gia vẫn là tới ta tuyệt thế phỉ thúy. Kha Bân này đắc ý ý tưởng vừa mới toát ra không bao lâu, liền bởi vì này hơn 20 người động tác hoàn toàn biến mất. Kia hơn 20 người giao tiền sau, đồng thời nhìn về phía Trương Huyền, trong đó dẫn đầu người nọ nói, lão đại, người mới vừa phát tin nhắn cho ta nói có cái phát tài cơ hội, này tuyển nào khối A. Kha Bân trong lòng tức khắc sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Trương Huyền duỗi tay ở Kha Bân trong tiệm liền điểm, kia khối, còn có kia khối, cái này. Này hơn 20 người, đem Trương Huyền chỉ quá cục đá, kể hết bắt được trong tay, có thể nhìn thấy, giờ này khắc này, Kha Bân sắc mặt đều trắng bệch, Trương Huyền sở chỉ này hơn 20 tảng đá, toàn bộ đều là trải qua hắn đặc thù xử lý, nơi đó mặt, tất cả đều là Kha Bân chính mình chuẩn bị phỉ thúy A.
này hơn 20 người đi đầu giả, đúng là Bạch Trì. Ở chọn lựa xong cục đá sau, Bạch Trì mang theo đại gia, làm trò vây xem quần chúng mặt, đem này hơn 20 tảng đá toàn bộ khai khai, đều không ngoại lệ, bên trong toàn bộ xuất lục. Kha Bân sắc mặt, liền cùng ăn ruồi bọ giống nhau, khó coi tới cực điểm, này đó phỉ thúy, đều là hắn lần này tốn số tiền lớn mua tới, hôm nay liền 200 một khối, bị người toàn bộ khai đi rồi. Giờ khắc này, Kha Bân cảm giác chính mình hô hấp đều có chút không thông thuận, này đó phỉ thúy bao nhiêu tiền? Ít nhất gần ngàn vạn, Bạch Bạch tặng người không nói, vẫn là đưa cho chính mình đối đầu. Vây xem đám người nhìn thấy này 100% khai thạch kỷ suất, chẳng sợ phản ứng lại ngu dốt, đều có thể minh bạch, này tuyệt thế phỉ thúy, rốt cuộc có bao nhiêu miêu nị, bằng không không có khả năng có như vậy khai thạch kỷ suất. Lão nhân kia, một người vây xem người, hướng về phía Kha Bân mời đến lão nhân hô một tiếng, người vừa mới không phải nói, trừ phi cục đá có miêu nị, nếu không không có khả năng 100% khai ra đồ vật sao. Hiện tại nói như thế nào? Nhà ngươi cục đá bị người ta tuyển một viên liền khai một cái, ngươi có thể làm được sao? Chính là a, các ngươi tuyệt thế phỉ thúy cũng thật quá đáng a, như vậy gạt người. Nếu không phải có người đem các ngươi vạch trần, không biết có bao nhiêu người mắc mưu bị lừa, đi đi đi, cử báo bọn họ đi. Vây xem đám người nói, làm Kha Bân sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nhìn về phía tên kia lão nhân, nếu hôm nay sự xử lý không tốt, chính mình tuyệt đối là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Quan trọng nhất chính là, bị này Trương Huyền đè ép một đầu, hắn trong lòng khí bất quá a. Lão nhân vừa mới cắt ra một khối lục, cũng là vận khí không tồi, hiện tại làm hắn lại đi chọn lựa cục đá từ bên trong cắt ra đồ vật tới, hắn căn bản không có cái này nắm chắc, càng đừng nói giống Trương Huyền như vậy, liên tiếp chọn lựa hơn 20 khối, bên trong toàn bộ cắt ra hóa tới. Lão nhân giờ phút này, cũng có loại bị buộc cùng đường cảm giác, hắn hít sâu một hơi, một lần nữa đi đến đoạn ngọc các nội. Tuyển hơn 20 tảng đá ra tới, hô to một tiếng, toàn bộ khai hỏa. Tuyệt thế phỉ thúy nhân viên công tác cầm chuyên nghiệp công cụ đi lên tới, đang chuẩn bị bắt đầu. Từ từ, Trương Huyền hét lớn một tiếng, làm đối phương động tác ngừng. Như thế nào, lão nhân trong lòng vui vẻ, người này không cho chính mình khai thạch, chẳng lẽ, này đó cục đá, thực sự có miêu nị không thành, đây đều là hắn vừa mới căn cứ chính mình kinh nghiệm, tìm ra có khả năng nhất khai ra đồ vật cục đá. Họ Trương, ngươi không phải thực kiêu ngạo sao, liền cho phép ngươi khai chúng ta cục đá, không cho chúng ta khai của ngươi. Kha Bân hiện tại, trọng điểm đã không ở làm sáng tỏ chính mình, mà là muốn tranh khẩu khí trở về. Trương Huyền lắc lắc đầu, không phải không cho khai, vừa mới cục đá, tất cả đều là tiêu tiền mua, ngươi hiện tại muốn khai chúng ta cục đá, dù sao cũng phải đem tiền giao đi. Trương Huyền nói xong, vẻ mặt ý cười nhìn Kha Bân. Kha Bân thần sắc ngẩn ra. Theo sau oán hận nói, giao tiền liền giao tiền, lão tử thiếu ngươi chút tiền ấy sao? Vậy hành, Trương Huyền gật gật đầu, chỉ hạ lão nhân lấy ra tới này hơn 20 tảng đá, này đó cục đá, đặt ở trong tiệm, tất cả đều yết giá rõ ràng, trong đó có hai khối vương thạch, một khối 11 vạn, một khối 13 vạn, dư lại này đó, đều là tỷ lệ tương đối không tồi, lên giá ở 3.000 đến 1 vạn năm không đợi, xem ở ngươi Kha thiếu đóng gói phân thượng. Này đó, tổng cộng liền tính ngươi Kha thiếu 30 vạn hảo. Chương 424 không biết chí bảo. Kha Bân nghe được Trương Huyền nói, ánh mắt một ngưng, trầm giọng nói, họ Trương, ngươi chơi ta. Ngươi vừa mới cầm ta hơn 20 tảng đá, tổng cộng đào 4.000 nhiều khối, hiện tại làm ta đào 30 vạn. Kha thiếu, chúng ta người làm ăn, ngươi kia ít giá rõ ràng, chúng ta đây cũng là ít giá rõ ràng, ngươi nếu không nguyện ý, có thể không mua a. Trương Huyền cười thực vui vẻ. Kha Bân hít sâu một hơi, hắn không kém này 30 vạn, 30 vạn ở trong mắt hắn, cùng mấy ngàn đồng tiền không có gì khác nhau, nhưng hắn chính là không nghĩ, như vậy theo Trương Huyền ý tứ tới. Kha Bân mở miệng, cái gì chó má vương thạch, bất quá là các ngươi đoạn ngọc các gạt người một loại thủ đoạn mà thôi, này hai khối, ta một cái đều không cần, dư lại những cái đó 6 vạn đúng không, đi, xoát tạp. Kha Bân vung tay lên, hắn phía sau người. Lập tức đi rồi đi lên, đem tiền thanh toán. Như thế nào, hiện tại có thể khai thạch đi, chờ phó xong tiền sau, Kha Bân cố ý hỏi một tiếng. Trương Huyền làm cái thỉnh thủ thế, Kha thiếu, người tùy ý. Khai, Kha Bân hét lớn một tiếng, người của hắn, tiến hành khai thạch. Một khối cắt ra, cái gì đều không có, hai khối, như cũ cái gì cũng chưa ra, tam khối, bốn khối. Vây xem đám người lặng lặng nhìn.
đường thiết đến thứ 17 khối thời điểm, thấy điểm lục, bất quá cũng không sang quý, cũng liền giá trị một vạn nhiều đồng tiền, cùng lần này phí tổn so sánh với, kém quá xa. Theo cục đá từng khối bị cắt ra, Kha Bân sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, lão nhân đã đầy đầu mồ hôi. Cuối cùng, sở hữu cục đá đều bị cắt ra, cũng chỉ ra vừa mới như vậy một khối phỉ thúy. Trên thực tế, liền đổ thạch này giá thị trường tới nói, 100 người giữa, có một cái có thể phát tài, liền tính tỷ lệ lớn, lão nhân tuyển này 6 vạn đồng tiền cục đá, khai ra 1 vạn nhiều hóa, tính vận khí không tồi, nhưng cố tình hiện tại, này xa xa không đủ. Ai, thạch trùy, này tuyệt thế phỉ thúy cục đá, tất cả đều có miêu nị, nhân ra đoạn ngọc các chuyện gì đều không có. Chính là, lão nhân này vừa mới còn nói dễ nghe, nói cái gì như vậy thạch chất đều là trải qua đặc thù xử lý, làm đến cùng thật sự giống nhau, ngươi nhưng thật ra có thể khai ra hóa tới a. Ngược lại là nhà các ngươi, nhân ra một khai một cái chuẩn, rốt cuộc là nhà ai có vấn đề, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Hiện tại phát sinh sự tình, đã làm mọi người, đều làm minh bạch, này hai nhà đổ thạch cửa hàng, rốt cuộc là nhà ai có vấn đề. Kha Bân sắc mặt âm trầm muốn tích ra thủy tới, lúc này đây, chính mình có thể nói triệt triệt để bị Trương Huyền đè ép một đầu, Kha Bân gắt gao nắm nắm tay. Trương Huyền trên mặt tràn đầy tươi cười, hướng Kha Bân lớn tiếng nói, Kha thiếu, cảm ơn a, hôm nay ngươi này đó hậu lễ, thật là làm ta đều có điểm ngượng ngùng đâu. Trương Huyền tiếng nói vừa dứt, Bạch Trì mang đến người, tất cả đều phát ra một trận ầm ầm tiếng cười to. Bạch Trì nhấc tay mới vừa khai ra phỉ thúy, hướng Trương Huyền hô, lão đại, về sau có chuyện tốt như vậy, còn cho ta biết a, này tiền kiếm, quả thực quá nhẹ nhàng, thật hy vọng có như vậy ngốc tử mỗi ngày đưa tiền a. Bạch Trì nói, làm vây xem đám người, đều phát ra tiếng cười. Tuyệt thế phỉ thúy chính mình khai cửa hàng, chuyên môn chuẩn bị điểm phỉ thúy, muốn hố người, kết quả bị đối thủ cạnh tranh đã nhìn ra, gọi tới người 200 một khối đem này đó phỉ thúy toàn mua đi rồi, người này không hố đến, tiền không kiếm được, ngược lại chính mình bạch bạch bồi gần ngàn vạn đi ra ngoài, chuyện này, phỏng chừng thực mau liền sẽ bị truyền được đến chỗ đều là, ở rất dài một đoạn thời gian, tuyệt thế phỉ thúy, cùng với Kha Bân, đều sẽ trở thành đại gia trò cười. Đúng rồi, Trương Huyền búng tay một cái, Kha thiếu, ngươi vừa mới cự tuyệt kia hai khối vương thạch, tỷ lệ không tồi, nếu ngươi hôm nay như vậy khẳng khái, ta đây cũng không thể keo kiệt, ta cá nhân bỏ vốn, khai này hai khối vương thạch. Trương Huyền nói xong, vung tay lên. Đoạn Ngọc các nhân viên công tác, lập tức đi lên trước tới. Vương thạch sở dĩ có thể bị trở thành vương thạch, chính là bởi vì, này cục đá quang xem một cái, đều cho người ta bất phàm cảm giác, hai khối vương thạch, đều là trường 25cm tả hữu. Cao ở 6cm hình bầu dục tạo hình, liếc mắt một cái nhìn qua, này hai khối cục đá, bề ngoài mượt mà, dầu có ánh sáng, loại này vương thạch, khai ra hóa tỷ lệ rất lớn, rất có thể hơi chút sát một chút, liền sẽ phát hiện, này chỉnh tảng đá, đều là một khối mỹ ngọc, đương nhiên, cũng tồn tại tầng ngoài mượt mà bị lau, lộ ra thô ráp cục đá bản chất sự tình. Nói tóm lại, mua vương thạch, là một lần xa hoa đánh cuộc. Khai không ra đồ vật tới, mười mấy vạn ném đá trên sông. Có thể khai ra đồ vật, cũng phải nhìn ngọc phẩm chất, có thể giá trị mười mấy vạn trở lên ngọc, thật sự là quá ít. Theo đoạn ngọc các nhân viên công tác ma sát, hai khối vương thạch, trong đó một khối tầng ngoài xanh biếc bị dần dần lau đi, ở xanh biếc hạ, lộ ra thô ráp thạch mặt, chỉ là một khối bình thường cục đá mà thôi. Thấy như vậy một màn, Kha Bân trong lòng may mắn không ít, còn hảo tự mình vừa mới cự tuyệt này khối vương thạch, nếu không càng thêm nan kham. Một khối vương thạch hoàn toàn khai xong, cái gì cũng chưa ra, tương đương mười mấy vạn ném đá trên sông, đối này, Trương Huyền phảng phất sớm có đoán trước giống nhau. Đến nỗi mặt khác một khối vương thạch, theo nhân viên công tác mài rũa, mặt trên xanh biếc càng thêm rõ ràng lên. Gia hóa, vương thạch gia hóa a. Ở đây, phàm là hơi chút hiểu chút hành người, đều có thể nhìn ra đây là cái gì cái tình huống. Xem này tỷ lệ, không phải vật phàm a. Toàn bộ tường ngọc đều là nửa trong suốt. Văn lạc rõ ràng, này giá trị không ít tiền đi. Nếu thật có thể khai ra như vậy một chỉnh khối tới, ít nhất giá trị ngàn vạn. Có hiểu công việc người ta nói ra giá cách. Kha Bân nhìn này khối tử vương thạch trung chậm rãi bị sát ra bích ngọc, chỉ cảm thấy ngực buồn đến thở dốc đều khó, như vậy một khối chí bảo, vừa mới đều tuyển hảo, bị chính mình cấp bài trừ. Tiền là việc nhỏ, trọng ở mặt mũi a. Ha ha ha, tuyệt thế phỉ thúy lão bản cũng quá khôi hài đi. Chuyên môn không mua này hai khối vương thạch,
cười chết ta. Ngươi hiểu gì, nhân ra đây là làm từ thiện đâu, ngươi không thấy vừa mới tặng như vậy nhiều tiền sao? Từ thiện này hai tự dùng hảo, ta cấp mãn phân. Vây xem đám người nói, làm Kha Bân trong lòng vô cùng nén giận, rồi lại không địa phương phát tiết, chính mình hôm nay, lại là từ đầu tới đuôi bại bởi cái này Trương Huyền. Trương Huyền nhìn Vương Thạch Trung khai ra xanh biếc, trong lòng sớm đã có phổ, tần nhu này phê vật liệu đá, là Vân Tỉnh Thạch Vương vận tới, không khoa trương nói, là toàn hoa hạ tốt nhất vật liệu đá đâu, Vương Thạch khai ra tới đổ vật, sai không đến nào đi. Này tuyệt thế phỉ thúy luôn mồm kêu nhân ra đoạn ngọc các cục đá có miêu nị, kết quả là, chí bảo bãi ở chính mình trước mắt đều nhìn không ra tới, liền này còn không biết xấu hổ hé răng. Nhiều hướng nhân ra đoạn ngọc các học học đi. Kha Bân trên mặt một trận xanh tím, gắt gao nhéo nhéo nắm tay, theo sau vung tay, đi nhanh rời đi nơi này, hắn là một giây đồng hồ đều tại đây ở không nổi nữa, vây xem người xem hắn ánh mắt, liền cùng xem hầu giống nhau. Nhìn Kha Bân rời đi, trong đám người vang lên một trận ồn ào thanh âm, loại này thanh âm, làm Kha Bân có loại muốn tìm cái khe đất chui vào đi xúc động. Chương 425 thiết bị thạch hộc. Hôm nay, đoạn ngọc các khai trương. Bản thân Kha Bân là muốn tới ghê tởm một chút tần nhu, kết quả cuối cùng là, bởi vì Trương Huyền xuất hiện, làm Kha Bân không những không có ghê tởm đến người, ngược lại chính mình còn hao tổn thượng ngàn vạn, tương phản, tuyệt thế phỉ thúy, còn cấp đoạn ngọc các làm cái miễn phí, phàm là ở đây người, đều tận mắt nhìn thấy đến, đoạn ngọc các cục đá giữa, cắt ra nhiều ít chí bảo, đoạn ngọc các thanh danh, ở khai trương ngày đầu tiên, đã làm được một loại vô hình tuyên truyền. Trương Huyền khai ra tới một ít phỉ thúy. Hắn tất cả đều không muốn, bãi ở đoạn ngọc các nội, coi như hàng mẫu. Bản thân Tần Nhu là tính toán phải hảo hảo thỉnh Trương Huyền ăn cơm, kết quả bởi vì phát sinh tuyệt thế phỉ thúy chuyện này, làm đoạn ngọc các một chút liền phát hỏa lên, nhân số chật ních, trong tiệm đều lo liệu không hết, không riêng có những cái đó Tần Nhu phía trước mời đến bằng hữu chiếu cố sinh ý, bao gồm những cái đó người qua đường, cũng đều tay ngứa thực, đánh bạc mấy cái. Tần Nhu bên này vật liệu đá là đến từ Vân Tỉnh đánh cuộc vương. Chất lượng rất cao, có một cái lương tháng 3.000 tiền lương tộc, liền mua một cục đá, khai ra tới giá trị hơn 20 vạn phỉ thúy, đương trường bị người thu mua đi, càng là khơi dậy không ít người nhiệt tình. Trương Huyền nhìn đến như vậy một màn, cũng cứ yên tâm, cùng Tần Nhu chào hỏi, liền rời đi. So với đoạn ngọc các hỏa bạo, tuyệt thế phỉ thúy tuy rằng còn mở ra môn, nhưng môn đầu quạnh quẽ có điểm dọa người. Trương Huyền rời đi đường đi bộ sau, vẫn là tính toán đi trước tìm xem về khí manh mối. Đi bộ đi ngang qua một nhà tiệm thuốc khi, Trương Huyền đột nhiên dừng lại bước chân. Trong tiệm thuốc, một người ăn mặc có chút rách nát lão nhân, chính cõng một cái giỏ thuốc tử, sắc mặt kích động nói cái gì. Tiệm thuốc, một người ăn mặc áo blau trắng phụ nữ trung niên chính vẻ mặt không kiên nhẫn huy xuống tay, đem lão nhân hướng tiệm thuốc ngoại đuổi đi đi. Trương Huyền sở dĩ nghỉ chân tại đây, không phải bởi vì cái này lão nhân, cũng không phải bởi vì tiệm thuốc cái kia phụ nữ trung niên. Mà là bởi vì, lão nhân giỏ thuốc đồ vật. Chúng ta này không cần ngươi dược liệu, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Phụ nữ trung niên thanh âm, truyền tiến Trương Huyền trong tai. Trương Huyền nhìn đến, lão nhân vẻ mặt tiếc nuối đi ra. Sư phụ già, người đây là bán dược. Trương Huyền đãi lão nhân ra tới sau, đem lão nhân gọi lại, dò hỏi. Đúng vậy, lão nhân gật đầu, bán chút dược liệu, này dược đều là ta hiện thải. Lão nhân nói chuyện thời điểm, bắt lấy chính mình phía sau giỏ thuốc, không ngừng cấp Trương Huyền chỉ vào, muốn chứng minh cái gì. Bao nhiêu tiền, ta toàn muốn. Trương Huyền ánh mắt tập trung tại đây giỏ thuốc thượng. Tam, 3.000, lão nhân có chút tự tin không đủ nói, tiểu tử, ngươi đừng nhìn quý, nhưng ta này dược liệu mới mẻ a, hơn nữa niên đại còn trường, đều là thứ tốt. Hành, 3.000 liền 3.000 đi, di động chuyển khoản hành sao. Trương Huyền căn bản là không có kè mặc cả. Lão nhân vừa nghe, trên mặt lộ ra vui sướng, liên tục gật đầu, hành hành hành. Trương Huyền đem tiền thanh toán sau, lão nhân lòng tràn đầy vui mừng đem giỏ thuốc giao cho trong tay của hắn, vừa muốn rời đi, kết quả bị hét lớn một tiếng ngừng bước chân. Đứng lại, tiệm thuốc phụ nữ trung niên kêu một tiếng, từ tiệm thuốc vọt ra, đối Trương Huyền nói, tiểu tử, ngươi cũng không nên bị lừa, lão nhân này ở chúng ta Ngân Châu cũng coi như nổi danh. Phía trước lớn lớn bé bé lừa không ít ra tiệm thuốc, hắn này nơi nào là cái gì dược liệu a, đều là một ít cỏ dại mà thôi, lừa lừa các ngươi này đó không hiểu hành người. Ngươi đừng ngậm máu phun người, lão nhân trên mặt lộ ra một mặt hoảng loạn, hô to một tiếng. Lão Đông Tây, ngươi còn muốn hay không điểm mặt a?
phụ nữ trung niên một chút tình cảm cũng chưa lưu, ngươi nhìn xem đứa nhỏ này mới bao lớn, ngươi trực tiếp lừa nhân ra 3.000 đồng tiền, tiền là việc nhỏ, ngươi mấy thứ này có thể ăn bậy sao? Phụ nữ trung niên nói xong, vội vàng hướng Trương Huyền nói, tiểu tử, mau báo cảnh sát đi, đừng làm cho lão nhân này chạy, hắn mấy thứ này, ăn không thành a. Đại tỷ, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá. Trương Huyền cười một chút, từ giỏ thuốc, lấy ra một cây cùng loại khô cây gỗ giống nhau đồ vật, mặt trên mang theo vài cái tiểu kết, quang thứ này, liền giá trị 3.000 khối. Đây là cái gì? Phụ nữ trung niên mặt mang nghi hoặc. Thiết bị thạch học, phụ nữ trung niên thanh âm vừa ra, ở nàng phía sau, liền vang lên một đạo kinh hô, một người y sư bộ dáng trung niên nam nhân từ trong tiệm thuốc đi ra, đây là thiết bị thạch học, ở chúng ta này, như thế nào sẽ có thứ này, bình thường tới nói. Loại này dược liệu giá cả, đạt tới 500 khối một khắc, liền như vậy một gốc cây, liền không ngừng 3.000 khối. Trương Huyền gật đầu, cười cười, là thiết bị thạch học, bất quá, giá cả không ngừng như vậy tiện nghi, loại này dược liệu, mới đầu chỉ bị coi như bổ âm tốt đẹp ra tới dùng, bất quá hiện tại, có thể trị liệu ung thư, cho nên bị nhân công đại biên độ gieo giống, 500 một khắc, là nhân công nuôi dưỡng giá cả, mà loại này hoang dại thiết bị thạch học, ta đã thật lâu không gặp. Hoang dại, nghe Trương Huyền nói, trung niên y sư trên mặt lộ ra một mặt khiếp sợ, nếu thật là hoang dại, lại là ở chúng ta cái này khu vực sở sinh trưởng ra tới, này dinh dưỡng giá trị, muốn vượt qua đông trùng hạ thảo, chẳng sợ liền ba lượng nhân sâm cùng thiên sơn tuyết liên đều không thể cùng với so sánh với. Không tồi, Trương Huyền gật đầu, quang này một gốc cây thiết bị thạch học, mỗi khắc giá cả, liền ở 1 vạn nhị tả hữu, như vậy một gốc cây xuống dưới, mấy chục vạn. Trương Huyền trong tay lấy. Bất quá giống như một chi khô mộc lớn nhỏ, còn không có ngón út thô đâu. Bên cạnh lão nhân kia nghe được Trương Huyền cùng y sư nói, đôi mắt đều đỏ, lập tức chiều Trương Huyền đánh tới, trong miệng hô lớn, này dược ta không bán. Quang này một tiểu cây, liền giá trị mấy chục vạn, lão nhân nhớ rõ ràng, chính mình kia giỏ thuốc bên trong, ít nhất có 3-4 cây loại này dược liệu a, này chẳng phải là nói, gần 100 vạn. Lão nhân này là người nào? Trương Huyền ánh mắt đầu tiên liền thấy rõ minh bạch, lấy hắn y thuật, như thế nào có thể nhìn không ra lão nhân này giỏ thuốc trang đều là giả dược. Thấy lão nhân chiều chính mình đánh tới, Trương Huyền không lưu tình, một chân cấp lão nhân đá phiên, đem giỏ thuốc vài cọng hoang dại thiết bị thạch học lấy ra, nghênh ngang mà đi. Cái gọi là tôn lão ai ấu, đều không phải là làm người đi mù quáng làm một ít việc, đối với loại này già mà không đứng đắn người, Trương Huyền nhưng không có một chút ít kính trọng. Lão nhân hối ruột đều thanh, nắm lên chính mình giỏ thuốc, liền đi nhanh chạy đi, hắn còn nhớ kia vài cọng khô mộc là từ đâu thải, trong ấn tượng còn có vài cọng, đến chạy nhanh đi hái xuống mới được. Lão nhân đánh chiếc xe, xử lý nội thành ước chừng 2 cái giờ, ở một cái hẻo lánh sơn thôn, lão nhân bước chân dồn dập đi đến một cái rào tre viên trước, ở rào tre viên chung, có một khối dược điền, thiết bị thạch học, chính là từ này trích. Lão nhân lấm la lấm lét nhìn mắt bốn phía. Đường phát hiện không ai sau, gión ra gión rén phiên tiến rào tre viên chung, cặp mắt kia đều mau phát sáng, đang lúc lão nhân tháo xuống thiết bị thạch học, chuẩn bị rời đi khi, một đạo hét lớn một tiếng, từ rào tre viên ngoại vang lên. Đứng lại! Này một tiếng uống, cấp lão nhân chân đều dọa mềm.